vào môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 1046, biểu diễn. 12 chiếc xe mô tô cảnh sát, đồng loạt lóe lên đèn xanh đỏ xoay tròn, hướng về phía con đường ven biển thật dài chạy tới, 12 chiếc xe cảnh sát phía sau cũng chạy xa dần khách sạn Á Châu, bảo vệ một chiếc xe chính phủ màu đen chạy về phía trước. Con đường ven biển thật dài, sức gió mãnh liệt, vỗ ngoài khơi, bọt sóng cuộn trào bắn tung tóe trước mặt lái tới 12 chiếc xe con màu đen, cùng bảo hộ cho một chiếc Rolls Royce màu lam bạc chạy ngược hướng tới, ánh trời chiều dần buông xuống, chiếu rọi trên những chiếc xe sang quý nhất trên thế giới này, lóe ra ánh sáng kim loại chói mắt, lúc cùng cả đội xe con màu đen và xe cảnh sát phía trước lướt qua nhau, Trang Tĩnh vỗ ngồi sau xe, liếc mắt nhìn cả đội xe cảnh sát đang hú vang inh ỏi mà lướt qua, hai mắt ông nhẹ lóe ra, nghĩ tới một chuyện khác, lúc này mới quay đầu, nhìn về phía tưởng vĩ quốc bên cạnh nói trận thi đấu chuyên gia hầu rượu lớn ngày kia sẽ tiến hành không biết khả hình ở trong nhà thủ tướng không quen cũng không biết nó chuẩn bị thế nào rồi tưởng vĩ quốc ngồi một bên ghế khác của xe sắc mặt cứng lại nghĩ nghĩ mới chậm rãi mở miệng nói đứa bé này làm việc có thể coi như thông minh không khéo có tính toán cùng chủ ý phi thường của người trẻ tuổi thứ này giống như trời sinh bản thân trí Chí long chính là một người độ lượng hơn nữa còn cứng cỏi kiên quyết nhiều ưu điểm như vậy thật toàn bộ đều di chuyển cho con gái. Trang tính vũ nghe, mỉm cười. Hai chồng mắt lạnh lùng của tưởng vĩ quốc, nghĩ tới vài chuyện, liền có chút nghi ngờ quay đầu, nhìn trang tính vũ nói, chúng ta bình thường nói đến đứng đầu, vẫn luôn là khả hinh, mặc dù nói trí long không phải người cổ hủ, nhưng lòng bàn tay là thịt, mờ u bàn tay cũng là thịt, sao lại không nghe ông ấy đề cập đến chuyện con trai nhỉ? Chẳng lẽ năm đó, còn có những chuyện khác phát sinh? Audio điện tử võ tấn bền. Trang tính vũ nghĩ nghĩ, liền cười khổ nói, không có. Mặc dù nói Chí Long là một người độ lượng, nhưng đối với con cái, vẫn là phải tương đối nghiêm khắc. Anh trai của Khả Hinh, tên Đường Khải Văn, dự đoán ông đã quên rồi, đứa nhỏ này tính tình có chút hiếu thắng, làm chuyện gì cũng dễ xúc động, lại nhu nhược, không có trách nhiệm. Đối xử với em gái ngược lại tình cảm cũng không xấu, nhưng cũng không được thông minh trí tuệ và chất phác như Khả Hinh. Chí Long từng vì tính tình của đứa nhỏ này mà vô cùng lo lắng, chính là vì biết tính tình nó có phần thiếu sót, cho nên mới cố gắng giáo dục theo phương diện khiêm nhường và eo hẹp, rất sợ sau này sẽ thay đổi không tốt, nhưng vẫn là hao hết tâm tư rồi. Tưởng Vĩ Quốc yên tĩnh nghe. Trang tính vũ lại nhìn về phía tưởng Vĩ Quốc có chút tiếc nuối, nhàn nhạt cười nói, giáo dục đối với một vài đứa trẻ là con đường dài minh mông, cũng không phải thêm một gạch một ngói, là có thể vượt qua được đêm mưa gió, Thế nhưng ông trời không cho Chí Long cơ hội này, lúc xảy ra sự việc rượu đỏ, sau khi Trí Long tiến vào ngục giam, đứa bé này liền sợ sự việc sẽ liên lụy đến chính mình, liền một thân một mình biến mất không tung tích, cách làm này khiến Chí Long rất đau lòng. Khả Hinh nhiều năm như vậy, đã bị mẹ bất đắc dĩ vứt bỏ, lại không được anh trai chăm sóc, tự mình cứ như vậy gian khổ mà vượt qua. Ông nghĩ nghĩ, lại nói với Tưởng Vĩ Quốc, tôi lần trước phái người điều tra Khải Văn, phát hiện nó mở ba quán cơm chưa không tồi kinh doanh có thể coi là tốt. Trong cuộc thi đầu bếp các món Trung Quốc năm nay, nó cũng có đầu bếp chúng cử, chuẩn bị đến khách sạn chúng ta tiến hành thi đấu. Vợ xuất thân từ một gia đình bình thường, sinh một trai một gái, gia đình coi như hạnh phúc. Chí Long cũng chính vì như vậy, không có cách nào khác, chỉ đành bỏ qua thôi. Tưởng Vĩ Quốc gật gật đầu, hai chồng mắt hơi lưu chuyển, nghĩ chuyện của đường Khải Văn, lại phát hiện một sự việc khác, có chút trịnh trọng nhìn trang tính vũ nói, mặc kệ đường Khải Văn rốt cuộc cùng người hiện tại trong đường ra quan hệ thế nào, nhưng nó dù sao là anh hai của Khả Hinh, dựa vào tính tình thiện lương của Khả Hinh, anh có chuyện gì, nó sẽ không thể không đếm xỉa tới được. Trong chuyện này, chúng ta phải lưu tâm nhiều, dù sao trận thi đấu rượu cũng sắp bắt đầu, giả như tại thời điểm mấu chốt này, vài người trong số bọn họ xảy ra chuyện gì, đều ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của Khả Hinh. Chính bởi vì như vậy, chúng ta đã đem đường phu nhân sắp xếp ổn thỏa cả rồi về phần đường Khải Văn, hay là cử nhiều người lưu ý một chút. Trang tính vũ cũng đồng ý gật gật đầu, nói đúng. Nhất định không thể trong thời khắc mấu chốt này, xảy ra sai lầm gì được. Chiếc Rolls Royce dẫn theo cả đội xe con màu đen, chạy vào phạm vi khách sạn Á Châu, trái phải trên con đường ven biển bảo vệ uy nghiêm đứng hai bên, thấy xe của chủ tịch, tức khắc dừng lại hai bên, tôn kính cúi chào. Xe cộ chậm rãi chạy vào trong khách sạn Á Châu, hướng về phía đại sảnh khách sạn chạy tới. Một trận tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến. Tưởng Thiên lỗi nhanh chóng cất bước, dẫn theo vào nhân viên cấp cao của khách sạn đi ra đại sảnh, đứng trước thảm đỏ, nhìn thấy xe chủ tịch đã dừng trước mắt, anh tức khắc bộc lộ vẻ tôn kính, ngay khi tổng quản lý mở cửa xe, lập tức nghênh đón, gật đầu lễ phép gọi hai vị chủ tịch. "Hạo Nhiên sao rồi?" Tưởng Vĩ Quốc đón gió biển mãnh liệt có phần lạnh lẽo, cài lại nút áo Âu phục, ngẩng đầu tác phong cứng rắn hai tròng mắt lóe ra ánh nhìn sắc bén, nhìn con trai hỏi. Trang tính vũ lúc này đã ở cửa xe bên kia đi ra, ôn nhau yêu nhã cài lại nút áo âu phục trắng, cũng quay đầu, hơi lo lắng nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi tôn kính nhìn hai vị trưởng bối, cũng không giấu giếm, nói thẳng, nghe nói cậu ấy đã tỉnh lại, không muốn gọi bác sĩ gia đình. Con cũng vừa mới từ câu lạc bộ bên kia gấp rút quay về, đang lúc muốn đi thăm cậu ấy, lại nghe nói cậu ấy tim đau gan đau phổi cũng đau, đau đến mức tê tâm liệt phế không muốn gặp ai tưởng vĩ quốc cùng trang kính vũ nghe lời này đều có chút không thể tin nổi nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói tim đau gan đau phổi đau đau đến tê tâm liệt phế vâng tưởng thiên lỗi cũng có chút khó hiểu nói vừa rồi đông anh qua đó gửi lời hỏi thăm cũng không nhìn thấy người cũng chỉ nghe nói ngũ tạng lục phủ của cậu ấy đau đến khó chịu đau muốn chết trái tim tưởng vĩ quốc bỗng đạp mạnh bình thường sắc mặt ổn định thân thể khỏe mạnh cũng có chút không nén được lo lắng, quay đầu nhìn về phía Trang Tính Vũ trầm trọng đưa ra ý kiến của mình nói, tim đau gan đau phổi đau, lục phủ ngũ tạng cũng kéo nhau đau. Có phải là do bơi lội quá nhiều hay không? Ách, Trang Tính Vũ ngẩn ra, hai mắt ông lóe lên sự khó hiểu, vô thức nhớ lại trong khoảng thời gian này, thời tiết chuyển lạnh, con trai mặc dù thân thể khỏe mạnh, nhưng mùa đông nó cũng sẽ không liều lĩnh mà bơi lội, lại vẫn có chút hoảng loạn trong lòng nói, không thể nào. Đi xem thử. Tưởng vĩ quốc không nói nữa, ngưng mặt xoay người, cất bước đi về phía tòa nhà Hoàn Á. Trang tính vũ cũng cất bước, dẫn theo một vài nhân viên cấp cao Hoàn Cầu, chậm rãi đi vào, khiến cho toàn bộ nhân viên làm việc tại đại sảnh, nhìn thấy chủ tịch tới, nhao nhao tôn kính không người chào hỏi, chờ bọn họ đi rồi, mới bắt đầu xì xào bàn tán nói, Trang hạo nhiên vừa rồi đột nhiên ngất đi, toàn bộ Hoàn Cầu đều nghe đồn, anh có thể sẽ sống không được bao lâu nữa, mới trẻ tuổi đột nhiên đã ngất đi thị trường chứng khoán của Hoàn Á sẽ biến động lên xuống hệt như một đứa bé, một hồi tăng, một hồi lại giảm xuống. Khiến cho giới đầu tư bên phía châu Âu tim gan run sợ. Phòng làm việc tổng giám đốc. Tô Lạc Hoành bất chợt hệt như thiên thần, mặc áo sơ mi đen cùng quần thường đen, trên đầu cột một cà vạt màu lam, dưới sự chỉ đạo của thuần điều sư, một khối thức ăn gia súc trong tay, nhắm ngay phía trước, bộc lộ vô hạn cảm xúc thâm tình, hít một bụng khí trên mặt uốn éo trái trái phải phải dáng vẻ kích động, càng lúc càng dâng trào, càng lúc càng dâng trào, cuối đem khối thức ăn ra súc trong tay ném lên giữa không chung, thâm tình kêu to, hảo hảo. 27 con két xếp thành một hàng, đứng trên mặt đất, nghe thấy tiếng gọi này, nhìn thấy thức ăn ra súc đang bay giữa không chung, lập tức ngửa mặt, trong nháy mắt giống như một diễn viên múa quyền thế mà tiêu sái, phung lên đôi cánh đẹp trai, hướng về bầu trời bay vút lên, theo tiếng kêu của tô lạc hoành đồng thanh kêu lên, hảo hảo. Trang hạo nhiên trên mặt giống như được quét lên một lớp ánh sáng, ngồi trên sofa một người, mộng ảo cùng hưng phấn ngẩng đầu, nhìn 27 con vẹt kia, lập tức xếp thành một hàng trên không trung, phong thành nửa hình tròn, lại thoáng cái nhắm vào một viên thức ăn ra xúc sông tới, mỗi con trong đó đều dũng mãnh như mũi tên, đâm thẳng về phía viên thức ăn kia, trong nháy mắt bắt được, ăn đến mức vô cùng sảng khoái, anh lại ẩm ý kêu lên một tiếng, thập phần kinh hỉ vung tay lên, nồng nhiệt vỗ tay, bốp 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 tiêu đồng cùng trương thuộc giao còn có mấy người lâm sở nhai cũng hưng phấn vui vẻ vỗ tay kêu to nhớ kỹ số một lấy nó ra cho làm lão đại thuần thú sư tức khắc tiến lên đem con chim vẹt số một bắt được thức ăn ôm lên lâm sở nhai lúc này mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đầu cột một sợi cà vạt màu đỏ theo kính ra cũng phấn khởi dơ lên một lá cờ nhỏ màu đỏ thấm xúc động nhảy lên giữa bàn trà cạnh sofa kích động phe phẩy cờ đỏ reo hò, hảo hảo, tiểu hào hảo. Hảo hảo, tiểu hảo hảo, 27 con vẹt tức khác được thuần ép hô như những chiến sĩ anh dũng, xếp thành một hàng, cả hàng chạy như bay đến, theo dao động lá cờ đỏ kia chậm rãi kích động phấn khởi kêu to, hảo hảo, tiểu hào hảo. Hảo hảo, lâm sở nhai lập tức giơ cờ đỏ, nhảy xuống bàn trà, vòng quanh toàn bộ phòng làm việc rộng lớn, phấn khởi hệt như thuần thú sư, vừa phe phẩy cờ, vừa kêu to tiểu hào hảo. hảo. Tiểu hảo hảo tất cả vẹt theo lâm sở nhai, đồng thời ngay ngắn lay động cánh lại kêu tiểu hảo hảo. Cửa thang máy mở ra. Trang tính vô cùng tưởng vĩ quốc bước ra khỏi thang máy, đều đang lo lắng cho sự an nguy của Trang hảo nhiên, cấp thiết đi về phía trước, tưởng thiên lỗi cùng bác dịch theo phía sau, cũng cất bước đi về phía trước. Bác dịch là vì nghe nói Trang hảo nhiên té xỉu, trước đây cơ thể anh có vấn đề gì khó chịu, đều do mình cho ý kiến, đối với lần ngất xỉu này của anh, không biết là do nguyên nhân gì cũng đi tới xem sao. Hảo hảo, bên trong phòng làm việc tức khắc truyền ra thanh âm này. Đồng nghiệp bộ phận hành chính, mỗi người đều tiến đến sát cửa phòng làm việc nghe, nghe đến mức say mê, lại nghe thấy chủ tịch tới, mỗi người đều sợ đến sắc mặt trắng bệch, toàn bộ nhảy về chỗ ngồi, giả vờ làm việc. Chuyện gì xảy ra, trang tính vũ kỳ quái đứng ở cạnh cửa, nhìn vẻ mặt cổ quái của mọi người, lại nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh kỳ quái, liền không đợi thư ký thông báo, trong khoảnh khắc lấy thân phận cha, xoay nắm cửa, tức khắc đẩy cửa ra, cùng tưởng vĩ quốc đi vào. Hảo hảo, lâm sở nhai đang vẻ mặt hung giữ giờ cờ đỏ hướng về phía cửa phòng làm việc, kích động chạy tới, tức khắc mở to hai mắt, nhìn thấy trang tính vô cùng tưởng vĩ quốc dẫn một đám người đi tới, anh tức khắc miệng hệt như nuốt phải một con ruồi chết, thân thể co rụt lại, sợ đến mức cờ đỏ rớt xuống, hảo hảo, con vẹt thứ 26 kia, tức khắc theo lâm sở nhai bay tới phấn khởi kêu to, lại vì cửa bất ngờ mở ra, không kịp dừng lại, toàn bộ ào ào xông thẳng tới người ở phía cạnh cửa. A, à, tưởng vĩ quốc cùng trang tính vũ nhất thời không kịp phòng thủ, tức khắc bị con chim vẹt bay qua sợ đến mức đẩy nhau lùi về phía sau, liên lụy tới toàn bộ người ở phía sau toàn bộ đều té ngã trên mặt đất, tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu to. Trang hạo nhiên cùng mọi người, trong phòng làm việc đồng loạt đứng lên, mở to mắt nhìn về phía đám người tưởng vĩ quốc cùng trang tính vũ ngã xuống, sợ đến nói không nên lời. Trang tính vũ thở hồn hển té lăn trên đất, không đợi người khác đỡ mình đứng dậy, liền một luồng lửa giận ngút trời kêu to, xúc sinh. Chấm ngoặc kép, chương 1047, thay thế. Ôi, 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 đừng đánh, đừng đánh, không thể đánh eo nữa, đánh nữa sẽ gãy. Trang hạo nhiên vội vàng từ trên ghế salon bên này, nhảy đến trên ghế salon bên kia, vừa tránh gậy gôn của cha, vừa nhìn thật chặt, gấp gáp kêu to, eo của con gãy rồi, Khả Hinh sẽ không sinh đứa bé được, cha không ôm cháu được rồi, cha. Trang tính vô tức giận muốn bể phổi, giờ cao gậy gôn, cắn răng nghiến lợi đi theo con trai, từ ghế salon bên này đi tới ghế salon bên kia, vừa vung gậy gôn, vừa tức giận khàn khàn quát ôm không được thì không ôm nữa. Tại sao Khả Hinh phải sinh đứa bé với loại người như con? Có ai làm tổng giám đốc dáng vẻ như con? Cả ngày lẫn đêm, đem công ty làm sân chơi, một lát lăn chỗ này, một lát lăn chỗ kia từ nhỏ đến lớn không có cho cha ngừng nghỉ một phút nào con tới đây cho cha hôm nay cha muốn đánh cho con thành bánh thịt đánh chết con cha cũng có thể sống lâu đem hai ngày ông vừa nói hai mắt vừa nhìn chính xác trang hạo nhiên từ ghế salon bên này nhảy tới bên kia lập tức đón ở bên này muốn vung gậy gôn đập mạnh xuống trên người con trai vẫn nộ thét gào thứ mất mặt xấu hổ trang hạo nhiên nhảy người lên thất kinh hồn vía tránh qua gậy gôn nhìn thoáng qua cây gậy của cha đánh vỡ ghế salon, lông lại ảo ảo bay lên, trái tim của anh cũng rét lạnh, vội vàng muốn chạy ra bên ngoài phòng làm việc. Đóng cửa lại cho tôi, ai dám cho nó ra ngoài, chọn đời không vào hoàn cầu nữa. Trang tính vũ giận bể phổi giống lên dung chuyển trời đất. ầm, um, cánh cửa đóng rung chuyển trời đất, trần nhà rơi xuống một chút bụi phấn. Trang hạo nhiên mới vừa muốn chạy ra ngoài, lại thiếu chút nữa đụng vào trên cửa, đụng cái mũi xám xịt, sắc mặt của anh càng trắng, xoay người, nhìn cha tay cầm gậy gôn tức giận dơ lên sắp nện mạnh xuống, anh hoảng sợ đến kêu to một tiếng, vội vàng tránh sang bên kia. Tưởng vĩ quốc ở trong tiếng kêu gào rung chuyển trời đất, cũng vẫn bình tĩnh đứng ở trước salon, hai mắt sắc bén như mũi rùi, chừng mắt nhìn lâm sở nhai, tô lạc hoành, tào anh kiệt, còn có tiêu đồng và trương thục giao vẫn căng thẳng bảo vệ ở một bên, mím chặt đôi môi, mặt băng bó cứng rắn, lộ ra khí thế của một chủ tịch có quyền quyết định tuyệt đối, rốt cuộc lạnh lẽo, chầm giọng mở miệng cho nên tôi nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng tôi vẫn mang lòng bất mãn đối với mấy xuất sinh các người trừ có mấy phần năng lực ra cũng không ai giống người nam cũng như thế nữ cũng như thế lời này vừa nói ra trái tim bọn người lâm sở nhai cũng ảo ảo run lên hoảng sợ đến không dám thở mạnh tiêu đồng và trương thục giao càng đỏ mặt không dám lên tiếng hai trong mắt tưởng vĩ quốc sắc bén giống như kiếm lạnh từng người từng người quét ngang qua súc sinh, nhìn bọn họ quần áo hỗn loạn, trên đầu buộc cà vạt, dáng vẻ thật sự chán ghét. Ông lạnh lùng không nhịn được mở miệng nói, nói mọi người là phó tổng giám đốc hoàn cầu chúng ta cũng không ai tin tưởng. Xem xem dáng vẻ các người kia, có lúc tổng giám đốc ham chơi, vốn phải trông cậy vào mọi người nhắc nhở một chút. Các người thì tốt rồi, chẳng những không nhắc nhở tới một chút, còn cùng với nó điên khùng. Kể từ sau mấy tên xúc sinh các người trở về nước, Khách sạn Á Châu ngày ngày có người nói, bốn phó tổng hoàn án nửa người trên đẹp trai thế nào, nửa người dưới oai phong thế nào. Lúc tôi nghe xong, mất mặt đến muốn băm các người thành hai nửa ném ra. Cả phòng làm việc nuôi nhiều con chim vẹt như vậy để làm gì? Tính toán sau này chạy trở về nước Anh, cưới trên người bọn chúng trở về. Đám người Lâm Sở Nhai trong lòng hoảng sợ, nghe được ý tứ của những lời này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Trang Hạo Nhiên bởi vì câu này dừng ở trên ghế salon, nhìn tới bên này. Bộp, trang tính vỗ đợi cơ hội, căm hận nâng gậy gôn, nhắm bên hông trang hạo nhiên chợt đánh mạnh xuống. a à, trang hạo nhiên đau đến hết thảm một tiếng, tay vịn bên hông, vội vàng chạy trái, chạy phải, một lát ở sau lưng bác dịch, một lát ở sau lưng tiêu đồng, cuối cùng nhảy đến sau lưng tưởng thiên lỗi, không chịu đi nữa, đôi tay nắm hai tay của anh, lắc lắc thân thể của anh, trốn cây gậy cha muốn vung tới, kêu to, cha, đừng đánh, thiên lỗi cứu tôi. Tưởng Thiên Lỗi lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, cao mày đứng ở trước người Trang Hạo Nhiên, nhìn Trang Tính Vũ lại vùng cây gậy muốn xông tới, trong lòng của anh mâu thuẫn. Theo Trang Hạo Nhiên di chuyển sang phía trái, thân thể hơi chuyển sang bên trái, nhìn về phía Trang Tính Vũ mỉm cười nói, chú Trang, chú đừng nóng giận, có chuyện gì nói cho rõ ràng. Đánh chết cậu ấy. Bảy giờ tối nay còn còn có một cuộc họp phải cùng cậu ấy quyết định. Chú ra tay nhẹ một chút. Đúng 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 trang hạo nhiên đứng chặt ở phía sau tưởng thiên lỗi lắc lắc thân thể anh vừa tránh cha của anh vừa căng thẳng nói dáng vẻ trang tính vũ lại tức giận không nể tình giơ cao gậy gôn nói thiên lỗi con tránh ra chờ trang chú đánh chết xúc sinh này giang sơn của chú trang sau này sẽ là của con cha cha đừng như vậy trang hạo nhiên vừa trốn cha của anh vừa muốn kêu la hôm nay giang sơn còn không phải của con đấy con vẫn lãnh lương con cũng có công lao mà. Ông đây cho con 10 năm tiền lương, hiện tại cút ra khỏi hoàn cầu cho cha. Trang tính vũ vừa cực kỳ tức giận dơ gậy gôn, vừa kêu to, dáng vẻ của con, bảo cha làm sao yên lòng giao khả hình cho con. Dù sao chú đường của con không đồng ý hai người các con ở bên nhau, cha đem khả hình gả cho thiên lỗi thôi. Đây cũng là ý của chú đường con. Không được, Trang hạo nhiên lập tức từ sau lưng tưởng thiên lỗi nhảy ra, căng thẳng gọi chú đường không phải không thích con. Ông ấy có lý do, chú Đường làm sao có thể thích Thiên Lỗi làm con rể? Anh ấy không biết làm cơm, phong cách mặc quần áo không đẹp, tính tình cứng rắn, không biết đàn dương cầm, không biết bơi lội, không biết ca hát, thậm chí còn không hài hước vui vẻ, anh ấy trừ nuôi chó, cũng chỉ biết bắt cá hai tay. Cho tới bây giờ tưởng Thiên Lỗi cũng không biết mình có nhiều khuyết điểm như vậy, khuôn mặt anh cả căng cứng, tức giận đến lồng ngực muốn nổ tung, quay mặt sang nhìn Trang Hạo Nhiên cười trào phúng một tiếng nói cậu nói bản thân mình giống như biến hình kim cương cậu lợi hại cậu đi ra ngoài cho tôi xem một chút anh không nói hai lời liền cảm thấy tức giận đứng tránh người ra trang tính vũ lại chờ cơ hội dáng vẻ giống như con cọp hung dữ nâng gậy gôn nhào qua chặn trang hạo nhiên ở trong góc bình hoa tại cửa sổ sát đất đánh cho đến chết ôi 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 người trang hạo nhiên tránh trái tránh phải một lát đưa tay một lát vươn tay bị cha đánh cho cả người đau đớn, anh vừa đỡ gậy gôn vừa kêu to, cha. Đừng đánh, được rồi, con biết rõ sai rồi. Con biết sai cái gì? Cổ phiếu của công ty, bởi vì con ngất đi mà truyền ra tin đồn con sống không bao lâu, nhảy giống như vũ điệu hoang dã, cha còn tưởng rằng con xảy ra chuyện gì. Thì ra con ở nơi này nuôi vẹt, bình thường con hồ đồ ở nhà, ở công ty cha mặc kệ, thậm chí con dám làm ẩm ý ở phủ thủ tướng. Trang tính vũ lại vùng gậy gôn lên, không ngừng nện mạnh trên người con trai ôi ôi đừng đánh đừng đánh con biết rõ sai rồi một chút con đi ra ngoài giải thích con đi bơi mùa đông chứng minh thân thể con khỏe mạnh trang hạo nhiên bị bước đến không có cách nào chỉ đành phải giúp ở trong góc đứng thẳng không khí lập tức ngưng kết toàn bộ mọi người lập tức dừng lại tất cả động tác quay mặt sang bày ra các loại vẻ mặt nhìn trang hạo nhiên cả người trang hạo nhiên giúp ở trong góc đau đến mệt mỏi thở hổn hển trên cánh tay, trên cổ, nơi nào cũng sưng đỏ, thế nhưng anh vẫn bất đắc dĩ, ngừng mặt khổ sở, thở gấp, chấp nhận nói con. Con, một chút nữa trước khi hoàng hôn, con ở trước mặt truyền thông. Thông báo bơi mùa đông. Phốc, tưởng thiên lỗi nhịn cười, vẻ mặt cố nén, ánh mắt lóe lên, liếc trang hạo nhiên. Trang tính vũ cũng mệt mỏi thở hổn hển nắm chặt gậy gôn, chỉ vào con trai, quát lớn, con nói chuyện thì giữ lời. Chờ một lát, con tuyên bố bơi mùa đông ở trước mặt truyền thông từ bên khách sạn á châu nhảy xuống bơi tới du thuyền bên câu lạc bộ cho cha ngay cả có cá mập tới ăn con cũng không được nhảy lên cho cha xúc sinh đáng chết tưởng vĩ quốc cũng không đồng tình quay mặt sang lạnh lẽo nhìn trang hảo nhiên trang hảo nhiên vừa thở hổn hển vừa nuốt cổ họng chậm rãi gật đầu một cái hai mắt không tự chủ liếc lcd đối diện ghế salon đang lặng lẽ phát tin tức nữ biên tập viên dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng thông báo hôm nay không khí lạnh xuôi nam rốt cuộc rét lạnh thật sự đã đến anh bất đắc dĩ thở dốc một cái nhận mệnh nhìn thấy con liền phiền choáng váng đầu trang tính vỗ thở hổn hển một cái vứt bỏ gậy gôn hung ác chừng con trai một cái ánh mắt tức giận quay đầu nhìn mấy người lâm sở nhai lấy dáng vẻ chủ tịch hoàn á cảm hận ra lệnh mấy xúc sinh các người cũng không được nhàn rỗi cho tôi không phải các người thích nuôi vẹt sao tốt tối nay dạy bọn chúng hát một bài cho tôi Hát Moon River, thiếu một chữ, trừ các người một tháng tiền lương. Đám người tô lạc hoành giống như bị trúng tên, máu chảy đầm đìa, khiếp sợ trợn to hai mắt, trong lòng đang gào thét, hát bài hát tiếng Anh. Hừ, trang tính vũ không để ý tới bọn họ, một mình lạnh lùng đi ra phòng làm việc, hai mắt tưởng vĩ quốc cũng như kiếm lạnh nhìn chằm chằm bọn cầm thú khốn kiếp này một lát, mới xoay người đi ra ngoài, tưởng thiên lỗi cũng nén cười, liếc dáng vẻ trang hạo nhiên bị đánh thê thảm, chế diễu mỉm cười, cũng đi ra ngoài. Cả phòng làm việc lập tức giống như cơn gió thu cuốn hết lá vàng, thở phì phò bình tĩnh lại, toàn bộ mọi người mệt dã rời ngã trên sàn. Chỉ có một mình bác dịch, mặt bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên còn đang thở hổn hển, muốn đồng tình với anh, nhưng vẫn không nhịn được bật cười, biết anh cần chuẩn bị tinh thần bơi lội mùa đông, liền không quấy giày xoay người, mới vừa muốn đi ra ngoài. Đợi một chút, Trang Hạo Nhiên lập tức gọi anh lại. Bác dịch ngạc nhiên quay đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên hơi giật mình hỏi, hả? Mặc dù Trang Hạo Nhiên bị đánh đến mắt nổ đom đóm, nhưng cũng không có quên hôm nay là ngày trọng đại của chị gái, mình không có rảnh rỗi, liền nhìn bó hoa hồng xanh tươi đẹp trói mắt tiêu đồng đã chuẩn bị xong, nói, bây giờ bị đánh thành thế này, không đủ đẹp trai, không muốn đi gặp chị của tôi, anh giúp tôi mang hoa đưa qua cho chị ấy. Hôm nay là sâu trình diễn thời trang quan trọng của chị ấy. Bác dịch hơi ngưng mặt, nhìn anh, hai mắt lóe lên chương 1048, thậm chí muốn tới. Khách sạn Á Châu, tầng 12. Tối nay ánh sao lấp lánh, rất nhiều thiên kim danh viện hai giới chính trị doanh thương, thậm chí phụ nữ sang quý đã kết hôn, dần dần đi đến hiện trường sản diễn thời trang giàn dựng cảnh tuyết mộng mơ ở tầng 12, mà phóng viên, tổng biên tập tạp chí thời trang hàng đầu quốc tế, còn có rất nhiều siêu sao nổi tiếng thế giới. Các ảnh hậu châu Á cũng ở trong từng trận ánh đèn huyễn hoặc trói mắt, dần dần ngồi bàn tiệc khách quý, mà chuyên gia thiết kế nổi tiếng thế giới cũng cầm trong tay tiết mục chương trình. Ngồi tụ lại thành một nhóm, dùng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh mỉm cười trao đổi. Trang ngải lâm trời xanh là nữ vương thuộc tròm sao sư tử, cho tới bây giờ cũng có phong cách đặc biệt, được giới thời trang gọi là mới tổng giám, cả người cô có hơi thở nữ vương, từ tính cách trực tiếp chiếu dọi đến phong cách ăn mặc của cô, giống như cho tới bây giờ cũng không có suy nghĩ lại, cho tới bây giờ cũng sẽ không suy nghĩ lại lại tính tình cô đặc biệt cực đoan, vẫn luôn rất rõ ràng mình cần cái gì. Theo đuổi vì lý tưởng của mình, trên người cô có một cỗ khí thế dũng cảm tiến tới, vạn người không ai địch nổi. Đây giống như là bẩm sinh, giống như cô có thiên phú đối với thời trang, kiêu ngạo, cao quý, xinh đẹp lạnh lùng là phong cách cô hiểu rõ muốn đi cho đến chết. Mặc kệ là mình, hay trang phục, cũng tuyệt đối rực rỡ trói mắt. Cuộc sống chính là như thế, nếu như bạn đủ kiêu ngạo, thậm chí lộ ra một chút bản lãnh như vậy, tự nhiên sẽ có người theo đuổi bạn. Trang Ngải Lâm càng muốn như vậy, trời sinh cô xinh đẹp lạnh lùng, lại dùng bản lãnh tuyệt đối, chơi đùa giới thời trang Paris, chơi đùa cuộc sống. Tối nay, sàn diễn thời trang chiếm cứ một nửa không gian cả tầng lầu, tưởng thiên lỗi bởi vì sâu thời trang của Trang Ngải Lâm, đặc biệt căn dặn giám đốc Hoác Minh, lợi dụng mười mấy phòng khách quý có tính năng di động của khách sạn Á Châu, dỡ bỏ toàn bộ, thỏa mãn mọi yêu cầu trình diễn thời trang của Trang Ngải Lâm, cho phép kỹ sư thiết kế tạo hiệu ứng núi băng ở sàn diễn thời trang. Khắp nơi có thể thấy được cả sàn diễn thời trang hình bầu dục, mặt đất trắng như tuyết, các nơi phân bố dùng thủy tinh xây thành núi tuyết, ngay chính giữa đỉnh núi tuyết chiếu ánh sáng màu xanh ra trời, từng luồng khí lạnh xô tới, giống như mùa đông Paris, tuyết mịn trải qua xử lý dần dần bay tán loạn. Ở giữa sàn diễn thời trang, người mẫu chính đi catwalk, hai bên để tượng đá khắc thành cây cối xinh đẹp, mặc dù xinh đẹp nhưng vẫn xinh đẹp lạnh lùng cửa thang máy chậm rãi mở ra. Bác dịch mặc tây trang màu đen, đeo nơ màu đen, tay ôm một bó hoa hồng xanh, xuất hiện tại bên trong thang máy, chỉ thấy vẻ mặt cứng rắn của anh vẫn lộ ra hơi thở mãnh liệt nguyên thủy tục tăng, hai tròng mắt hấp dẫn lóe ra ánh sáng hết sức nóng rực sắc bén, anh giống như không cần nói, bạn cũng có thể cảm thấy bắp thịt của anh ở trong quần áo màu đen đang mở rộng làm cho trái tim người ta đập rộn lên, nhất là tiếng tim đập, đó là một loại chấn động mạnh mẽ thậm chí ở trong mắt một số phụ nữ phương Tây có khứu giác nhạy bén, loại đàn ông này giống như giã thú rừng rậm nguyên thủy, tràn đầy tính chiếm đoạt, tấn công và giữ lấy, hấp dẫn đến nổi tình nguyện nằm ở trong bãi cỏ nguyên thủy, chờ đợi anh đoạt lấy. Quả nhiên, hội trường có một số cô gái phương Tây hấp dẫn, nhưng mặt nhìn bác dịch thì ánh mắt cũng lộ ra trạng thái quyến rũ và nhạy cảm, trong tiếng nhạc mê loạn, tất cả mọi thứ không chỉ có liên quan đến trang phục, còn có không khí nghệ thuật nổi lên làm kích thích hóc môn khát khao. Bác dịch đang cầm hoa hồng xanh đi ra thang máy, hơi giật mình nhìn cả hội trường, giống như chìm vào trời đông giá rét, khắp nơi trời băng đất tuyết, thậm chí ánh đèn thủy tinh trên sàn diễn thời trang chiếu dọi ánh sáng trắng giống như bông tuyết rơi, thỉnh thoảng có thể thấy được bóng người di động trong núi tuyết. Thế nhưng tất cả mọi thứ lạ lẫm này không giống như thế giới người Trung Quốc, không giống một thế giới của phương Nam, bởi vì chiếu sáng quá lấp lánh. Bác dịch không cần suy nghĩ, nhìn thấy khách quý trong hội trường to lớn mộng mơ quần áo rực rỡ có thể phản chiếu ra tâm hồn cũng biết những người này không đơn giản anh không có dừng lại lâu chỉ cầm bó hoa đã tìm được một cô gái trông giống như người phụ trách nhìn quần áo trên người cô hơi thoải mái một chút liền đưa ra thiệp mời của mình nói chào cô tôi muốn tìm trang trang anh dừng lại một lát nhìn cô gái dưới ánh đèn mờ mờ đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình anh liền sửa lại nói tôi là bạn thân của nhà thiết kế trang ngải lâm tôi có chút chuyện muốn tìm cô ấy Xin hỏi cô ấy ở nơi nào? Cô gái đứng ở bên cạnh hội trường, hơi nghi ngờ nhìn người đàn ông này, mặc dù quần áo đứng đắn, cũng không giống người có thân phận tao nhã vô cùng cao quý, cô là một trong những người phụ trách chủ yếu tại hội trường, cũng không phải là người của khách sạn Á Châu, không nhận biết bác dịch, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận nhìn anh nói, nhà thiết kế trang của chúng tôi đang ở phía sau khán đài, bận rộn lo chuyện người mẫu ra sản diễn. Đoán chừng không có thời gian ngài có lời gì tôi có thể thông báo không bác dịch ngẩn ra cầm bó hoa hồng xanh lập tức cảm thấy có chút suy nghĩ làm người ta không thoải mái trời sinh anh chán ghét những thứ này nhất là anh cùng với trang ngải lâm vốn không phải quan hệ gì anh trầm mặt lạnh lùng chăm chú nhìn cô gái này một cái thở ra một hơi sau khi suy tính liền trực tiếp đưa hoa hồng xanh trong tay cho cô gái đối diện nói đây là một bó hoa em trai của nhà thiết kế trang muốn tặng cho chị gái cô giúp tôi thay mặt đưa cho cô ấy Cô gái nghe nói như vậy, cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không dám lỗ máng, muốn vươn tay nhận lấy bó hoa kia. Bác dịch tiên sinh, lúc này Đông Anh đột nhiên từ trong hội trường xuất hiện, nhìn thấy bác dịch lập tức cung kính mỉm cười đi tới, vui vẻ gọi anh cũng tới rồi. Bác dịch đang cầm hoa, nhìn Đông Anh, cũng hơi kinh ngạc nói, thư ký lưu. Tại sao cô lại ở chỗ này? Sâu trình diễn thời trang của trang đại tiểu thư, tôi làm sao có thể không đến? Tổng giám đốc có chút lo lắng, Đông Anh cười nói xong, liền liếc mắt nhìn bác dịch tay nâng bó hoa hồng xanh tươi đẹp, nói anh muốn đi qua. Tìm, trang đại tiểu thư. Bác dịch nghe nói như vậy, hơi ngưng mặt, không biết nên nói gì. Cô gái cũng thấy Đông Anh và bác dịch quen thuộc như vậy, đánh hơi được một chút mùi vị cũng không bình thường, lập tức cười theo nói, à, lúc này thật xin lỗi, vị tiên sinh này có chuyện muốn tìm nhà thiết kế trang, nhưng hiện tại phía sau khán đài quả thật quá bận rộn, tôi không dám thông báo, thật sự xin lỗi đông anh nghe vậy hiểu rõ mỉm cười nhìn cô nói bác dịch tiên sinh là bạn thân của nhà thiết kế trang quan hệ không giống bình thường lần này anh ấy khó được mang hoa đến nhất định phải gặp chuyên gia thiết kế trang một lần đấy cô đi làm việc đi tôi dẫn anh ấy đi qua vâng cô gái không dám nói nhiều lại xin lỗi liếc mắt nhìn bác dịch ngay lập tức gật đầu đi khỏi đông anh liền dẫn bác dịch đi qua náo nhiệt cảnh tuyết vô cùng giá rét vòng qua một vòng lớn mới từ sau núi tuyết đi vào hội trường to lớn ánh đèn rực rỡ bởi vì đông anh có thân phận đặc biệt chỉ nói một tiếng với bảo vệ đang giữ chặt hai người liền trực tiếp đi vào bên trong bác dịch vừa đi vào bên trong vừa lập tức cảm thấy tuyết động to lớn chống trải phía sau khán đài đèn thủy tinh nhấp nhảy ánh sáng chói mắt rất nhiều người mẫu nhà tạo mẫu tóc nhà thiết kế còn có thợ may đo tạm thời đi tới đi tới từng bộ váy dài chói mắt giá trị xa xỉ được đặt ở trên giá gấp gáp đẩy tới đẩy lui có một người mẫu tuổi khoảng 19 tuổi, vóc người lại cao 1m76, chỉ thấy cô mặc một váy dài cúp ngực tức giận đi ra ngoài, tức giận kéo váy xuống ngay trước mặt một chuyên gia thiết kế, chỉ mặc váy lót hấp dẫn mong manh, tức giận khổ sở nói trong váy có cây kim, mau lấy ra, tôi đâm chết rồi. Bác dịch nhìn thân thể cô gái kia gần như toàn bộ lộ ra trước mặt của mình, anh lập tức quay mặt đi, vẻ mặt lộ ra lúng túng và hơi căng thẳng. Đông Anh quay đầu, liếc mắt nhìn bác dịch, hiểu rõ mỉm cười, tiếp tục dẫn anh một đường đi vào bên trong. Sốt cuộc, bác dịch được đông anh dẫn đi tới một khu khách VIP đặc biệt, bên trong cũng cả đám người nhốn nháo, nhưng anh liếc mắt liền nhìn thấy bóng dáng trang ngải lâm giống như nữ vương trong đám người đông đúc xung quanh. Tối nay cô mặc váy dài gen màu trắng xuyên thấu, vấn búi tóc trang nhã, khuôn mặt thoa phấn nhẹ, cũng đã đẹp làm cho người ta nghẹt thở, váy dài gen thêu của cô gần như trong suốt, lộ rõ vóc người hấp dẫn tiêu hồn của cô không bỏ sót mang theo sức hấp dẫn chết người làm người ta hít thở không thông. Gen trắng tinh thêu hoa văn, chỉ hơi che giấu bộ ngực khiêu gợi của cô, khe ngực như ẩn như hiện làm cho mạch máu của người ta căng lên, hai mông căng tròn vỉnh lên, cũng chỉ phủ một chút vải trắng, hai chân thon dài gần như lộ ra toàn bộ trong váy dài gen trong suốt. Bác dịch đứng ở ngoài cửa, nhìn vẻ mặt trang ngải lâm mặt lộ ra xinh đẹp lạnh lùng theo thói quen, đứng ở trước mặt của một người mẫu nam trẻ tuổi, cũng không quan tâm người mẫu nam trẻ tuổi đã dùng ánh mắt hết sức nóng bỏng, mập mờ nhìn mình, chỉ chuyên nghiệp đứng ở trước mặt của người mẫu nam này, dùng đôi tay chuyên ra thiết kế của mình lưu loát tinh xảo, dùng kim nhỏ tạm thời kết nếp nhăn cổ áo sơ mi cho anh ta, thỉnh thoảng cảm thấy thân thể của người mẫu nam ngửa ra sau, cô liền mạnh mẽ kéo anh ta đến trước mặt. Vẻ mặt người mẫu nam trẻ tuổi lộ ra nghiền ngẫm và hứng thú, nhưng người về phía Trang Ngải Lâm thì lồng ngực kiên cố của mình thiếu chút nữa đụng phải bộ ngực cô không có mặc áo lót tay muốn lơ đáng đặt xuống cái mông tròn lẳng của cô, nhưng vẫn không dám cản dỡ, liền dùng ánh mắt rất mãnh liệt, mập mờ nhìn cô, lộ ra ánh sáng cực độ khao khát và chào mời. Trái tim của bác dịch chợt nhảy lên, hai mắt nóng rực nhấp nháy, nhìn cảnh tượng này. Trang ngải lâm giống như không biết, vẫn chuyên nghiệp ngẩng mặt, cầm kim cúc, muốn kéo chặt nếp nhân cổ giữa người mẫu nam, còn thiếu một chút hoa văn cuối cùng. Người mẫu nam liền không tự chủ cúi mặt, mới vừa không cẩn thận đụng đến bộ ngực của cô, cảm giác co giãn và săn chắc, đâm vào dưới thân thể mình phồng lên, cúi mặt đón tư thế tay trang ngải lâm để cho cô khâu mối ghép, thuận thế khẽ mở môi mỏng, hơi thở hồn hển sắp đưa đến gần môi đỏ mọng đầy đạn hấp dẫn của trang ngải lâm, đôi tay lơ đáng đỡ vị tới bên vòng eo hấp dẫn của cô. Mạch máu lập tức dâng trào, sắc mặt trang ngải lâm lại ngưng tụ, nhắc mí mắt nhìn người mẫu nam này, mặt của anh ta đã đưa tới thật gần, thậm chí môi mỏng sắp hôn lên môi đỏ của mình, bạn có thể cảm thấy lồng ngực nóng bỏng anh ta, đang kích động phập phồng. Hai tròng mắt của cô lóe lên, lại cảm thấy tay của người mẫu nam này, sắp rơi xuống mông của mình, lúc này mới lạnh lùng nói câu cậu chắc chắn là mới tới. Có người, không có cảm nhận được cô chờ đợi bộc phát. Người mẫu nam nghe nói như vậy, mặc dù trong đầu đã nhộn nhạo, nhưng vẫn tràn đầy hấp dẫn, không sợ chết đáp hả chương 1049, hoa hồng xanh. A, à, một tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ phòng vip phía sau khán đài lan đến đại sảnh. Tất cả người mẫu và nhân viên làm việc phía sau khán đài, mọi người kinh ngạc xoay người, theo âm thanh nhìn sang, lập tức nhìn thấy một vật quái dị màu đen, từ phòng vip bay ra ngoài, cuối cùng nện mạnh ở bên trong đống đạo cụ cảnh tuyết vứt đi, thân thể người mẫu nam cao lớn lai trung hàn, giống như con rán chết, nằm ở trong đống xốp trắng. Đau đến kêu to ôi ôi, rất nhiều người kêu lên người mẫu và nhân viên làm việc có chút quen thuộc trang ngải lâm châm biếm nhìn người mẫu nam kia biết anh ta mới tới cho nên không biết trang ngải lâm tức giận mỗi năm có bao nhiêu người mẫu nam bởi vì không cẩn thận ăn đậu hũ của trang ngải lâm bị đánh tàn phế đưa vào bệnh viện anh ta còn không biết chết sống tất cả mọi người cười thầm cửa lại phịch một tiếng mở ra trang ngải lâm tay cầm đuôi váy thật dài quyến rũ trên mặt lộ ra vẻ còn không hết hận không nói hai lời tràn đầy khí thế đi ra phòng VIP, giày cao gót, ngút trời cao, màu trắng 12cm, đạp sàn nhà cách cách vang dội, cả người cô bộc phát khí thế phẫn nộ làm mọi người không dám chọc, không nói hai lời, dưới con mắt của mọi người, nhanh chóng đi tới trước mặt của người mẫu nam kia, tay cô níu váy dài hấp dẫn, nâng chân dài tiêu hồn, nhắm cái cầm người đàn ông kia hung ác đá mạnh một cái. a à, thân thể người mẫu nam nện mạnh vào bên kia, trong miệng không tự chủ phụt ra một hơi, mặt nhăn giống như khổ qua, vừa kinh vừa khủng vừa sợ. Tuần lễ trước, người mẫu nam đụng tôi, bây giờ còn đang nằm bệnh viện. Cậu dám đụng tôi, Trang Ngải Lâm không nói hai lời, liền ở trước mặt mọi người, cúi người níu cổ áo người mẫu nam này, trong một tràng tiếng cầu xin tha thứ của anh ta, tắt má trái một cái, tắt má phải một cái, đánh liên tiếp từng trận, còn thiếu không có đánh cho mặt anh cha thành đầu heo, từng quyền đập mạnh vào lồng ngực của anh ta, muốn đánh nát mũ tạng lục phủ của anh ta. À, Người mẫu nam đau đớn từng hồi, cầu xin tha thứ, tôi không dám. Tôi không dám, chị bỏ qua cho tôi đi, rất xin lỗi. Trang Ngải Lâm vẫn không hết tức giận, lại ra sức đánh anh ta một trận, quyền cuối cùng đấm vào má trái của anh cha, đánh cho thân thể anh ta nằm sấp bên phải, nhào vào đống bông xốp bên kia nôn ra máu, cô nhìn không sót, mới ngẩng mặt, thở dốc, cảm giác mình nới lỏng thư giãn gân cốt, mới thoải mái đứng lên, vừa nhận lấy khăn tay tinh dầu trợ lý đưa cho mình, nhiễm nhiên giống như nữ vương, vừa lau tay, vừa lạnh lẽo căn dặn, chuẩn bị cho cậu ta một mặt nạ Batman màu đen, chê khuôn mặt chán ghét này lại. Sau đó trình diễn, tránh khỏi tôi một lát nữa ở phía trước khán đài, lại không nhịn được tức giận, sẽ dọn dẹp cậu ta. Vâng, trợ lý vội vàng gật đầu. Cả hội trường một mảnh tĩnh lặng, mới vừa có mấy người mẫu trẻ cứng đầu cứng cổ, quần áo còn chưa mặc vào, đang muốn phát giận thì nhìn người mẫu nam kia bị đánh gần chết, bây giờ còn nôn máu, trái tim chợt lạnh, không dám lên tiếng nữa, hoảng sợ vội vàng khom người xuống, nghe lời kéo váy dài hấp dẫn lên. Trang ngải lâm không nhìn không khí toàn trường rất gấp gáp, lạnh lùng dùng khăn tay lau tay xong, thoải mái ném về phía người mẫu nam chết tiệt nọ, lúc này tâm trạng thoải mái xoay người, lại muốn đi bên trong phòng vip, nhưng nhìn thấy bác dịch tối nay khó được mặc tây trang màu đen, bên trong phối áo sơ mi màu đen và nơ màu đen, đang cầm một bó hoa hồng xanh đứng ở bên cửa, quen lạnh nhạt nhìn mình chỉ là ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Lông mày của cô nhảy lên, đột nhiên cảm thấy có chút mới mẻ nhìn bó hoa hồng xanh tươi đẹp trong tay anh, mang theo một chút nghi ngờ, nhưng vẫn cất bước tiêu hồn, hấp dẫn, khi thế ôm vai đi về phía trước, thậm chí không nhìn sự có mặt của anh, muốn đi vào phòng làm việc. Bác sĩ cũng cầm hoa đứng ở bên cửa, hơi ngừng thở, đợi cô đi qua bên cạnh mình mới nói, cô mặc như vậy, cậu ta không phạm tội mới là lạ. Vậy không tốt sao, tránh khỏi tốn thời gian tìm người luyện tay một chút. Trang ngải lâm phóng khoáng đi vào phòng làm việc, bác dịch bất đắc dĩ, đành im lặng đi theo vào, nhìn bóng lưng tiêu hồn khiêu gợi của trang ngải lâm, nhất vòng eo nhỏ nhắn và cái mông tròn lẳng, bước lên phía trước bước, lắc hết sức mê người. Trang ngải lâm im lặng đứng ở trước bàn làm việc, lạnh lùng xoay người, đối mặt với bác dịch. Bác dịch cũng hơi ngẩng mặt, nhìn cô. Hai người nhìn nhau. Cả hội trường lập tức vang lên tiếng nhạc sôi động, phía trước ánh đèn rực rỡ, phản chiếu đến phía sau khán đài, từng trận mở ảo, không chân thật rung động lòng người. Nhân viên làm việc cùng người mẫu tại hiện trường toàn bộ căng thẳng và kịch liệt bận rộn công việc. Từng tổ 1, tổ 2, tổ 3 phụ trách tất cả kiểu dáng quần áo trang ngải lâm thiết kế, dối rít gọi người mẫu tập trung, kiểm tra trang phục một lần cuối cùng. Toàn thế giới cũng biết, sau khi trang ngải lâm giúp kiểm tra người mẫu trước biểu diễn xong, sẽ thói quen nghỉ ngơi, cho đến khi chào cảm ơn, đều không được quấy dày. Bác dịch chăm chú nhìn cô một lúc, mới nhớ tới bó hoa hồng xanh trong tay mình, anh im lặng cúi xuống, lúng túng nhìn bó hoa tươi đẹp này, lúc mới vừa đến đây, mới biết hôm nay là ngày hết sức quan trọng của Trang Ngải Lâm, nhớ tới mặc dù quen biết với cô, nhưng chưa từng có tỉ mỉ cho cô cái gì, hoặc tặng cái gì, anh có vẻ có chút áy náy, cầm bó hoa trong tay đưa tới trước mặt cô, mới hơi ngượng ngùng nói thật xin lỗi, tôi không biết hôm nay là ngày quan trọng của cô, trong khoảng thời gian này quá bận rộn. Hoa này là của Hạo Nhiên, để cho tôi đưa cho cô. Cậu ấy nói không thể tự mình tới đây chúc mừng, xin lỗi cô. Trang Ngải Lâm nghe nói như vậy, mí mắt hơi rũ xuống, liếc mắt nhìn bó hoa hồng xanh chói mắt, dừng lại một lát, lúc này mới đưa hai tay ra đưa nhận lấy nó, lạnh lùng hỏi cậu ấy còn chưa có chết chứ. Cả khách sạn Á Châu đều biết Tổng Giám Đốc Trang mới vừa ngất đi. Bác dịch nghe nói như vậy, chỉ đành phải nói, không có, rất tốt. Trang Ngải Lâm không nói thêm gì nữa, mà im lặng cầm bó hoa hồng xanh, xoay người đứng ở trước phòng làm việc, bỏ bao giấy bao mộng mơ, cắm vào trong bình hoa bên cạnh máy vi tính và các mẫu vẻ lộn xộn, chỉ có hoa em trai tặng mới có thể để cô nhìn tới. Bác dịch đứng ở bên cạnh, nhìn bóng lưng tiêu hồn của cô, hết sức huyền chuyển, nhất là lúc ánh đèn xanh mê hoặc, chiếu dọi vòng eo hấp dẫn và cái mông tròn lẳng hết sức mê người. Trang ngải lâm không ngừng loay hoay sửa hoa hồng xanh, hai mắt hơi lóe lên một chút ánh sáng hấp dẫn bác dịch chăm chú nhìn bóng lưng cô, không nhịn được nhớ tới đêm đó ở trong xe hô mưa gọi gió, chậm rãi cất bước đi tới bên cạnh cô, cùng với cô nhìn bó hoa hồng xanh tươi đẹp này, có chút xúc động nói, hạo nhiên thật tỉ mỉ, không trách được cậu ấy có thể thu hoạch được tình yêu hoàn mỹ như vậy. Tôi giống như mãi mãi cũng không có cách nào nghĩ đến điểm này. Hai chồng mắt trang ngải lâm lóe lên, hơi quay mặt sang nhìn bác dịch, không khách sáo nói tôi không có mong chờ hoa của anh. Càng không muốn biết, trong mắt của anh, ngoại trừ vườn nho còn có cái gì tất cả mọi thứ chẳng quan hệ tới tôi bác dịch ngẩng đầu lên hai mắt nóng bỏng nhìn cô trang ngải lâm lạnh lùng chừng anh một cái liền xoay người tiếp tục sửa sang lại hoa hồng xanh của mình bác dịch đứng ở một bên chăm chú nhìn cô thật lâu thật lâu rốt cuộc mới thở dốc một hơi đè nén cảm xúc không quấy dày nữa xoay người đi ra ngoài trang ngải lâm ngừng động tác nhìn bó hoa hồng xanh khinh thường cảm giác mình mới vừa nhìn thấy bó hoa này thì trái tim giống như bị kim đâm, hai tròng mắt của cô nhanh chóng nhấp nháy, lại tiếp tục sửa sang bó hoa. Đúng lúc này tiếng gõ cửa, lo lắng vang lên. Bác dịch mới vừa đi tới bên cửa, liền không nhịn được mở cửa cho người bên ngoài, thấy một cô gái nhỏ xông tới, nhìn trang Ngải Lâm gấp gáp nói, không xong. Ngải Lâm, người mẫu nam lúc này chị đánh gần chết, đã ngất đi. Trang Ngải Lâm lập tức xoay người, cũng có chút kinh ngạc nhìn cô bác dịch nghe nói như vậy lại không nhịn được than khổ một hơi bật cười nói cô đánh người ta thành như vậy không chết đã là may mắn rồi trước kia cô đánh tôi một chút hiện tại ngực vẫn còn đau trang ngải lâm lập tức lạnh lẽo nhìn anh bác dịch cũng không nhịn nhìn cô một cái biết cô có chuyện phiền não liền im lặng xoay người đi ra ngoài làm thế nào đây ngải lâm nhà thiết kế nữ này tên tổ nhi phụ trách trang phục biểu diễn tổ thứ ba nhìn trang ngải lâm căng thẳng nói, hôm nay cậu ấy chỉ đi một chút. Nhưng người đi trang phục cung đình rất quan trọng đấy. Tôi mới vừa nhìn thấy cậu ấy ngất đi, lập tức liên lạc công ty người mẫu khác, đều nói điều không được người. Trang Ngải Lâm nghe nói như vậy, hai mắt căng thẳng, nhanh chóng suy nghĩ một chút, đột nhiên từ phòng viết bên này, nhìn thấy bóng lưng bác dịch từ từ đi khỏi, hết sức mạnh mẽ và hấp dẫn, khí chất trên người anh không nói ra được, lộ ra quá nhiều cảm giác bí ẩn của đàn ông Phương Đông, cô lập tức nhấc đuôi váy lên, Bước nhanh đi ra phòng làm việc. Bác Dịch chậm rãi đi dọc theo đường lúc Đông Anh dẫn mình đến, lại đi một vòng, thỉnh thoảng đi qua bên cạnh một người mẫu hấp dẫn, mặt của anh lập tức quay đi, vẻ mặt lộ ra lúng túng đi về phía trước. Này, phía sau có tiếng người đang gọi anh. Tiếng nhạc tại hội trường quá mức ồn ào, ánh đèn lúc tối lúc sáng, làm cho lòng người mê loạn. Bác Dịch bước nhanh đi ra khỏi hội trường, muốn đi ra khỏi cảnh núi ở khán đài, cánh tay lại bị người nắm chặt anh hơi giật mình xoay người, nhìn Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm cũng đứng ở trong ánh đèn mở huyễn hoặc, hơi lộ ra một chút bất đắc dĩ nhìn bác dịch, nói, giúp tôi một việc. chương 1050, bươm bướm đỏ. Phòng vip Cái gì? Bác dịch khiếp sợ đứng ở trước mặt của Trang Ngải Lâm, nhìn cô gái kia nhàn nhã nhận lấy trà sâm đỏ uống, thế nhưng anh lại không thể tin nổi nói cô đang nói đùa à. Tôi làm sao có thể đi kết quốc, cả ngày tôi vùi mình ở trong vườn nho, làm cho cả người tanh bùn đất, thậm chí có mùi quê mùa, làm sao có thể đứng ở trên sàn diễn thời trang. Lúc này Trang Ngải Lâm cầm trà sâm, lập tức có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn anh nói thì ra anh có nhiều khuyết điểm như vậy. Bác dịch bất đắc dĩ nhìn cô. Trang Ngải Lâm nhìn dáng vẻ anh không muốn như vậy, vẻ mặt hơi thu lại, đặt ly trà trên bàn nhỏ, mới đứng lên, đi tới trước mặt của anh, nhìn anh chăm chú nói cái gọi là kết quốc, quả thật người bình thường không thể đi nhưng anh không phải vậy anh trời sinh lạnh lùng thậm chí lộ ra một hơi thở nồng đậm chẳng quan tâm gì người mẫu chính là phải như vậy bác dịch không lên tiếng chăm chú nhìn cô trang ngải lâm ôm vai đi xung quanh bác dịch thỉnh thoảng nhìn bên trong tay trang màu đen của anh hơi lộ ra bắp thịt rắn chắc giống như chưa từng biết anh lại nhìn kỹ anh một lần nữa đưa ngón tay thon thon mò vào trong tay trang của anh chuyên nghiệp cách áo sơ mi màu đen quét lồng ngực của anh ước lượng hình thể của anh xem rốt cuộc vóc người chênh lệch bao nhiêu so với người mẫu nam vừa rồi bị ngất đi, cô vừa từ lồng ngực quét phủ đến bên hông rắn chắc của anh, sờ tới bắp thịt rắn chắc gợi cảm bên hông anh. Hơi hài lòng, sâu kín nói, người mẫu đi kết quốc, để tránh vẻ mặt mình lộ ra mất tập trung, cướp đi phong cách trang phục, vẻ mặt đều phải lạnh lùng. Thậm chí không thể sinh ra lệ thuộc hoặc mê luyến đối với trang phục mình mặc trên người. Tất nhiên phải tránh khỏi không có chút cảm xúc, mình cũng chỉ là một móc áo. Mà anh, hoàn toàn chính là người như vậy, tình cảm lạnh nhạt, tính cách cứng rắn, thậm chí lộ ra một chút ích kỷ và tàn nhẫn. Ánh mắt bác dịch lập tức lóe ra nóng bỏng, nhìn Trang Ngải Lâm, cười nhạt một tiếng nói, tôi tình cảm lạnh nhạt, ích kỷ và tàn nhẫn. Cảm ơn cô lại thêm chút khuyết điểm cho tôi. Trang Ngải Lâm nhàn nhạt mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn bác dịch, cũng không nể tình nói, đây là khuyết điểm của anh, cũng là ưu điểm của anh. Ít nhất vào lúc này, tôi cũng cần anh một chút tôi không muốn bác dịch trực tiếp từ chối trang ngải lâm nguội lạnh nói mặc kệ cô cảm thấy tính cách tôi có thích hợp hay không tôi không quen loại địa phương đó thậm chí sợ loại địa phương đó lúc tôi mới vừa đi vào hội trường tặng hoa cho cô cả người tôi đã không thoải mái bây giờ cô còn muốn tôi đi két cô không sợ đến lúc đó tôi luống cuống tay chân làm hư buổi trình diễn thời trang quan trọng của cô sao tôi không nổi tội làm hư sự nghiệp của cô cô tìm người khác đi thật xin lỗi tôi giúp không được cô anh nói xong ngay lập tức xin lỗi xoay người muốn đi ra phòng làm việc tôi cho rằng bó hoa kia là anh đưa cho tôi trang ngải lâm trực tiếp nhìn bóng lưng của anh thẳng thắn nói bác dịch hơi giật mình dừng ở tại chỗ nhìn đám người náo nhiệt bên ngoài phòng làm việc dừng lại một lát mới chậm rãi xoay người nhìn trang ngải lâm trang ngải lâm cũng nhàn nhạt, nhạt nhìn anh giống như không sao cả nhưng vẫn nói thẳng tôi cho rằng bó hoa này là anh đưa cho tôi tôi vẫn có chút vui vẻ cho nên anh nói đúng anh là người không giỏi nói chuyện mãi mãi đều không thể nào làm loại chuyện đó nhưng chỉ cần anh làm một lần tôi sẽ nhớ kỹ cả đời nhưng anh lại làm một chuyện khác để cho tôi nhớ anh cả đời bác dịch chăm chú nhìn cô trang ngải lâm khẽ chớp mắt mới lạnh nhạt nhìn anh nói chính là chia tay với tôi trái tim bác dịch giống như bị người nện một búa nhìn cô anh anh lựa chọn một mình chia tay với tôi. Trang Ngải Lâm lại nói tới chuyện này, vẫn hết sức để ý, thậm chí vẻ mặt cứng ngắc, nhìn một chỗ khác, mới âm trầm lạnh lùng nói, tình cảm là chuyện của hai người, anh chỉ làm chủ một mình. Cho tới bây giờ anh cũng không có hỏi qua tôi, có chấp nhận đi đến vườn nho với anh cả đời hay không? Anh cũng không có hỏi tôi, tôi đối với sự nghiệp của anh, tôi suy nghĩ thế nào? Anh đều không có, bởi vì anh không tôn trọng, đã hủy diệt một chút hảo cảm trước kia tôi đối với anh lựa chọn con đường kia cũng không quan trọng, quan trọng là anh đã từng có vươn tay muốn mời đối phương hay không. Hai mắt bác dịch lóe lên, hơi lộ ra mấy phần kích động, chăm chăm nhìn cô. Dĩ nhiên, sau khi Trang Ngải Lâm nói xong những lời có chút tình cảm, lại không hề bối rối, thu hồi vẻ mặt, nói tiếp, coi như anh hỏi tôi, tôi cũng sẽ không đồng ý đi vườn nho của anh, cái loại địa phương thúi cướp châu đó. Bác dịch lập tức ngẩn ra, nghe được người khác nói vườn nho của mình như vậy, anh lập tức tức giận nói chỗ kia không thúi cứt trâu nơi đó có hương hoa mùa xuân hạ thu đông khác nhau thậm chí còn có một thảm cỏ lavender còn có biệt thự của tôi cả trang trại nho của tôi đó là một địa phương lãng mạn đấy có người nhảy vào hố trang ngải lâm nghe xong mấy câu này liền lộ ra một chút dịu dàng khó được lại vẫn hết sức cá tính cất bước đi tới trước mặt của bác dịch cúi xuống đưa hai tay ra chậm rãi cởi cúc áo tây trang của anh từng viên từng viên cởi ra mới nói thật sao tôi có thời gian đi xem một chút bác dịch nhìn cô trang ngải lâm không nói chuyện nữa chỉ buông lỏng cúc áo tây trang của anh chậm rãi cởi ra tây trang rũ xuống trên mặt sàn nhìn bên dưới khuôn mặt kiên nghị của người đàn ông này có bả vai hết sức rộng rãi bắp thịt đầy cô vừa chậm rãi vươn tay cởi bỏ nơ cho anh mới nói giúp tôi một chút coi anh như thiếu nợ của tôi bây giờ trả cho tôi sau này chúng ta đều không thiếu nợ nhau bác dịch cảm thấy bất đắc dĩ nhìn cô. Trang Ngải Lâm cũng ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt nhìn thẳng không để cho người ta từ chối. Bác dịch không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài, quay mặt đi, lắc đầu một cái. Chủ đề thời trang thứ hai đã bắt đầu, cả hội trường một mảnh tăm tối, chỉ còn lại ba ngọn núi tuyết, nhấp nháy ánh sáng màu bạc, từng ngọn đèn thủy tinh chậm rãi từ trên nóc rũ xuống, kèm theo màu trắng bồng bềnh, âm nhạc lãng mạn chợt vang lên, tất cả khách quý cùng ngẩng đầu lên, lúc màn trình diễn đầu tiên hoàn mỹ, dối rít khen ngợi, lại xem màn trình diễn thứ hai. Đỉnh núi tuyết chợt sáng lên ánh sáng màu xanh nhạt, bão tuyết tiếp tục bay tán loạn, giống như bông tuyết bay toàn thế giới một mảnh trắng xóa, lập tức, trong thế giới mịt mờ đó, chợt đi ra một người mẫu nam người Australia, mặc tây trang màu đen, kim tuyến trắng đen trên quần áo lấp lánh ánh sáng hết sức sắc nét, chiếu từng đường may tây trang hết sức cầu kỳ vóc người của người mẫu này rất cao, nhất là cả người anh lộ ra hơi thở vương giả mãnh liệt, giống như anh là chúa tể của thế giới bóng đêm, lại chi phối toàn bộ thế giới ban ngày. nét mặt của anh đẹp trai, lạnh lùng, từng bước đi về phía trước, bước qua gió tuyết, lại bước qua sàn kết quốc hình chữ T, hơi đứng thẳng trong chỗ các khách quý một chút, mới tiếp tục xoay người đi trở về. một người đàn ông mặc tây trang màu đỏ sậm, bên trong phối áo sơ mi màu đen, trên bả vai đậu một con quả đen, hết sức tà mị đứng ở trước gió tuyết. người đàn ông giống như biểu thị, toàn bộ thế giới không những chỉ có bóng tối. Còn có máu tanh, nhưng phàm là đàn ông luôn xung động có thú tính và khát máu. Đây là một loại hấp dẫn mê người trí mạng, chỉ thấy người đàn ông người anh ở trong từng chàng pháo tay, chậm rãi đi ra cát tụ. Trước khán đài, không khí càng ngày càng náo nhiệt, khách quý cũng xem hết sức hào hứng. Phía sau khán đài cũng rất gấp gáp bận rộn, phòng thay quần áo to lớn, dựng thành nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng nhỏ đều có người mẫu khác nhau tiến vào tới tới lui lui, ở một phòng thay đồ VIP cuối cùng Trang Ngải Lâm đã mặc một chiếc váy dài cúp ngực màu đen lấp lánh, xóa mái tóc thẳng quyến rũ, đứng ở trong phòng thay đồ, bởi vì hiểu rõ cá tính của bác dịch, ngay lập tức có chút không yên lòng nhìn cánh cửa kia, hỏi anh có làm được không? Bác dịch cởi trần nửa người trên, đứng ở trong phòng thay quần áo, nhìn tây trang màu đen treo trong phòng thay quần áo, mình mặc áo sơ mi đen, loay hoay với nếp gấp cổ áo theo phong cách châu Âu, anh bắt đầu phiền não nói, không biết, không biết nên làm thế nào mới được anh nói xong liền lấy áo sơ mi màu đen mặt pho thành một nắm mặc vào trang ngải lâm đứng ở bên ngoài nghe giọng phiền não ở bên trong tính cách cô nóng này liền không nói hai lời xoay người lập tức đẩy cửa ra lại phịch một tiếng đóng lại bác dịch đứng ở trong không gian thu hẹp kinh ngạc nhìn trang ngải lâm có thể cứ như vậy xông tới anh không nhịn được kéo áo sơ mi đen căng thẳng nói cô đi vào làm gì chờ anh chuẩn bị xong đến bao giờ hả Trang Ngải Lâm tức giận nhìn Trừng Anh một cái, mới ở trong phòng thay quần áo nho nhỏ, ở khoảng cách thật gần đứng trước mặt của anh, đầu tiên liếc mắt nhìn nếp gấp cổ áo anh bị sốc xách, cô vươn tay nhanh chóng sửa sang cho anh, vừa sửa sang vừa nói cài cúc áo tây trang của anh đi. Bác dịch cúi đầu, ở khoảng cách thật gần nhìn Trang Ngải Lâm đứng ở trước mặt của mình, đã thay bộ váy dài cúc ngực đẹp lạnh lùng, khuôn mặt trái xoan, đường cong tuyệt đẹp, hai mắt quyến rũ, dán lông nghi giả, thỉnh thoảng hơi vỉnh, môi đỏ mọng đầy đặn ngọt ngào, thỉnh thoảng hé mở lộ ra hơi thở mê người, đưa cánh tay trắng nõn giúp mình sửa sang lại cổ áo, bả vai nhỏ, lộ ra trơn bóng mê người, bộ ngực khêu gợi như ẩn như hiện. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, cảm thấy ngón tay của cô không ngừng vuốt hầu kết của mình, trong lòng nổi lên kích động khó hiểu, nói cô nói câu đó, có thật hay không? Câu gì, Trang Ngải Lâm vừa sửa sang lại cổ áo cho anh, vừa hỏi. Bác dịch dừng lại một lát, mới nhìn cô sâu kín nói, có thời gian, đến vườn nho của tôi xem một chút. Trang ngải lâm hơi rũ mí mắt, nhìn hầu kết hấp dẫn của người đàn ông này, suy nghĩ trong chốc lát, mới đáp, ừ. Có thời gian có thể đi xem một chút, chỉ là tôi đi, anh muốn mời tôi uống rượu gì. Hai chồng mắt bác dịch lóe lên, nóng bỏng nhìn cô, nói tôi mời cô uống rượu ngon nhất tôi cất trong hầm. Bươm bướm đỏ, đây cũng là rượu tôi thích nhất, bởi vì nó rất mạnh, rất sâu, rất nghẹt cổ họng có loại cảm giác để cho tôi hít thở không thông, trời sinh tôi không thích mềm mại, muốn nó mạnh mẽ. Lúc uống nó, luôn luôn nằm ngửa ở trên giường, tưởng tượng trong cuộc đời có thể có một người phụ nữ như vậy hay không, xâm chiếm thân thể của tôi, xâm chiếm linh hồn của tôi. Sau đó tôi sẽ nhắm mắt lại, lúc rượu cồn chảy vào cổ họng, tưởng tượng kết hợp cùng với cô ấy. Trang Ngải Lâm dừng lại động tác, ngẩng mặt lên nhìn anh. Bác sĩ cũng không nói gì nữa chỉ cảm giác hai tay của mình dừng ở một cúc áo sơ mi, rõ ràng phải cài vào, lại không nhịn được buông lỏng ra. Trang ngải lâm cúi đầu, nhìn cúc áo buông ra, còn có áo sơ mi lộ ra màu sắc cái cổ và cơ bụng săn chắc của anh. Audio điện tử võ tấn bền chương 1051, chiếu sáng Tiếng nhạc kịch liệt sàn kết quốc chữ T trong hội trường, kích động vang lên, rất nhiều người mẫu, mặc quần áo hoa lệ, cực hạn khêu gợi, ở trong từng trận gió tuyết rối rít đi ra mặc dù khuôn mặt lạnh băng nhưng vẫn có sức hấp dẫn không thể chống nổi phía sau khán đài một mảnh căng thẳng các nơi nhân viên làm việc cùng người mẫu trong trong ngoài ngoài di động lên âm nhạc mạnh mẽ gần như sắp đánh vỡ màng nhĩ tất cả người phía sau khán đài một phòng thay quần áo vip tiếng thân thể đập mạnh vào trong kính bác dịch ôm chặt trang ngải lâm đè ở trước kính thủy tinh cúi mặt càng không ngừng mút môi đỏ mọng của cô tỏa hương hoa hồng cảm thấy đầu lưới của cô còn ngậm một chút nhân sâm ngọt ngào, anh liền kịch liệt thở dốc, ngậm mút, đôi tay không nhịn được cách quần áo vuốt ve chỗ trung hấp dẫn bên hông cô, từng mảng kim tuyến quét qua bàn tay đầy kén tầm của anh, mang đến một chút ngứa ngáy, anh lại mãnh liệt bóp mạnh cái mông trang ngải lâm một cái. Ư mờ trang ngải lâm không nhịn được đón nụ hôn kịch liệt của anh, khẽ thở dốc, cảm thấy tay của anh đang mạnh mẽ ấm chặt cái mông của mình, sức lực vừa mãnh liệt vừa đoạt lấy, lộ ra mùi vị nguyên thủy chính mình khát vọng cô tiếp tục mở môi mỏng, đưa đầu lưỡi ra, mặc cho anh kịch liệt mút lấy, mình rất hưởng thụ hít thở sâu. bác dịch mạnh ôm chặt trang ngải lâm, cúi mặt rất hưởng thụ hôn môi của cô, rồi lại đột nhiên dừng lại, hai tay dâng mặt của cô, cụng nhẹ vào trán cô, hai mắt nóng bỏng nhìn cô, bá đạo hỏi, nếu như tôi tiếp tục buông tha, cô có đánh tôi một trận giống như những đàn ông khác hay không? thân thể trang ngải lâm tựa vào tường thủy tinh, ngẩng mặt lên, hơi lộ ra một chút quyến rũ và hấp dẫn. Nhìn người đàn ông lạnh lùng kiên quyết, đột nhiên mỉm cười, nói, anh cảm thấy thế nào? Hai mắt bác dịch nóng lên, nghe âm nhạc tung chuyển trời đất, nhưng vẫn thâm trầm hỏi, tôi muốn cô nói cho tôi biết, tôi có khác với người đàn ông khác hay không? Trang Ngải Lâm nở nụ cười mơ hồ, ngẩng mặt nhìn anh, vẫn không trả lời. Phụ nữ xấu xa, bác dịch không muốn biết đáp án này, mặc dù trong lòng có chút mất mát, nhưng vẫn chợt cúi xuống, muốn hôn lên môi đỏ mọng của cô. Trang Ngải Lâm đưa ngón tay ngăn môi mỏng của anh, hai mắt lộ ra một chút ánh sáng vô cùng sắc bén, mặc dù không cho anh thêm cơ hội, nhưng vẫn hỏi anh nói cho tôi biết. Lúc anh uống bươm bướm đỏ, có tưởng tượng ra được dáng vẻ của người phụ nữ hay không? Hai tròng mắt bác dịch cũng lộ ra một chút tươi cười, mặc dù muốn trêu cợt, nhưng nhìn khuôn mặt cô rất xinh đẹp lạnh lùng hấp dẫn, lại lộ ra một chút nụ cười đáng yêu làm cho người ta phát điên, hai tay anh nông sâu vuốt bả vai mảnh khảnh của cô, Âm thanh khàn khàn nói, không có. Vậy làm sao làm tình? Trang ngải lâm trực tiếp hỏi. Bác dịch nhắc mí mắt, nhìn cô, cười thật sâu nói cô muốn biết. Hai mắt trang ngải lâm lộ ra nụ cười có chút mập mờ, nhìn anh. Bác dịch không nói chuyện nữa, mà vừa nóng bỏng nhìn cô, vừa nắm ngón tay cô dừng ở trên môi mình, hôn nhẹ, từng bước từng bước mê say hôn từ ngón tay, mờ u bàn tay, đến cánh tay, hôn đến bờ ngực, rồi đến nách bên trong cánh tay cô hít sâu thịt non của cô. Trang Ngải Lâm không nhịn được mỉm cười, bị chọc cho mê loạn vui vẻ, ở trong từng trận kích thích hóc môn ham muốn, trong tiếng nhạc nơi khán đài, cô cảm thấy bác dịch hôn thịt non của mình, môi hơi ướt át và nóng ấm, trong mắt cô không nhịn được lóe lên, hưởng thụ. Bác dịch lại ôm chặt eo nhỏ nhắn của Trang Ngải Lâm, mặc cho thân thể của cô ngửa ra sau, lại chuyển xác bắt được môi đỏ mọng của cô, rất hưởng thụ mút đầu lưới của cô, đôi tay không nhịn được xoa vòng eo mê người của cô, lại dùng sức mạnh nắm chặt cái mông tròn lẳng của cô, dưới người mình đột nhiên nhanh chóng cứng lên, rất khát vọng đè cô ở trước kính, cọ sát ở giữa hai chân của cô. Hát Chủ đề thời trang màn thứ ba, rốt cuộc dần dần đi đến hồi cuối, toàn thể khách quý lập tức đứng lên, nhìn về phía khán đài hình chữ T lập tức tối xuống, bông tuyết tung bay, cảm giác rét lạnh sông tới cho làm tâm trạng người ta không khỏi trùng thấp và mong đợi. Theo tiếng nhạc lãng mạn vang lên, rất nhiều người mẫu, mặc trang phục xinh đẹp, lãng mạn, chia ra hai bên khán đài hình chữ T, bày dáng vẻ cố định, thời gian trôi qua một chút. Xung quanh u ám, sau khi mang cho người ta cảm giác mãnh liệt bị nuốt hết, đỉnh núi tuyết lập tức thắp lên ngọn lửa nóng bỏng. Không đến bao lâu, trong ngọn lửa dần dần nổi lên một quả cầu thủy tinh đỏ thấm, trước mắt bao người, từ từ di động ra trước gió tuyết, không đến bao lâu, theo âm nhạc kéo dài vang lên, quả cầu kia chờ tác ra hai nửa, lập tức xuất hiện một nam một nữ, người đàn ông mặc tây trang màu xanh đen, Vôi áo sơ mi màu đen, trước cổ áo cải trang sức hình đuôi con đại bàng, chỉ thấy khuôn anh cứng rắn, trong mạnh mẽ lộ ra khí thế không thể phá vỡ, trong nguyên thủy và hoang dã, lại mang theo cảm giác bí ẩn tín ngưỡng phương Tây. Làm cho anh ở trong bông tuyết trắng bồng bềnh, lập tức sáng rỡ. Mọi người xôn xao. Trang ngải lâm mặc váy dài cúc ngực màu đen đính kim tuyến kiểu đuôi cá, hai mắt đính hoa văn, vấn búi tóc cao quý, tay nhét trong cánh tay cứng rắn của bác dịch, ở trong từng chàng pháo tay, bước chân hấp dẫn ca tính đi dáng kết trên sân khấu đi về phía trước hội trường lập tức vang lên tràng pháo tay cuồng nhiệt bởi vì đây là chuyên gia thiết kế tự mình trình diễn bác sĩ kéo trang ngải lâm ở trong từng tràng pháo tay cuồng nhiệt đi qua từng bông tuyết từng bước đi qua sàn diễn hình chữ t thật dài cuối cùng đi tới vị trí cuối cùng đứng ở dưới ánh đèn cao nhất chói mắt hưởng thụ tiếng vỗ tay và ánh mắt của mọi người bọn họ cùng khẽ mỉm cười mang theo tín ngưỡng của từng người lập tức nhìn toàn bộ thế giới chiếu sáng rực rỡ. chương 1052, cùng nhau. Du thuyền phát ra tiếng còi chấn động nghiêm túc giống như hiệu lệnh quân đội. Âm, um, âm, um, âm, um, ba tiếng pháo mừng sông thẳng lên không trung vang lên tiếng rung chuyển trời đất, khói mù năm màu sáu sắc, tiếp tục giống như cầu vồng bay vọt lên, đây rốt cuộc là quy củ cao đến cỡ nào mới đi nghênh đón một người như vậy. Nghe nói trước kia ông cụ tưởng và ông cụ trang, lúc cùng thành lập câu lạc bộ và khách sạn Á Châu, từng tỏ ra khí phách chứng minh có sức thuyết phục chắc hơn vàng, hai nhà là bạn bè. Hơn nữa cùng chung lý tưởng và theo đuổi, cùng nhau ở vùng biển phạm vi khách sạn Á Châu bơi tới du thuyền bên câu lạc bộ Á Châu. Mặc dù không cùng một chiếc du thuyền, nhưng hôm nay quy củ rất cao. Đến nay, hoàn cầu hợp tác nhiều năm như vậy, vẫn theo kế hoạch và tinh thần của ông cụ tưởng và ông cụ trang đi đến hôm nay, cũng từ từ từng bước đi về phía huy hoàng. Nhưng bởi vì tưởng vĩ quốc và trang tính vũ, hai người cũng không quá thông thạo bơi lội, hành động vĩ đại bơi mùa đông đã được hai nhà ngưng lại. Hôm nay, nghe nói Tổng Giám Đốc Trang bởi vì ngất xỉu ở đại sảnh khách sạn Á Châu, sau khi Tổng Giám Đốc tưởng biết chuyện, cũng không có đi qua thăm ngay, ngay sau đó tin tức truyền tới trong tay tất cả mọi người, mọi người lập tức đồn đãi, Tổng Giám Đốc Trang sống không lâu, mà Tổng Giám Đốc tưởng mở cuộc họp nội bộ cấp cao, tính toán thay thế hoàn á, trở thành ông chủ nắm giữ cả tập đoàn hoàn cầu. Anh nói, bơi mùa đông, tại sao có thể không bơi chứ? Rất nhiều phóng viên, phóng viên tin tức thời sự, phóng viên kinh tế tài chính, phóng viên báo buổi sáng, phóng viên báo buổi chiều, dối giết chạy tới khách sạn Á Châu, tính toán giành được đăng trang đầu chuyện này trước, lại nghe thấy tổng giám đốc trang bởi vì ăn cơm bên ngoài, thân thể mới lập tức không khỏe, hôn mê bất tỉnh, cũng không có chuyện gì lớn, thậm chí người phát ngôn của Hoàn Cầu, cầm tài liệu trong tay, tạm thời mở họp báo tại hiện trường, hết sức vui mừng công bố với mọi người một tin tức tốt. Nói chuyện cách đây gần 50 năm, ông cụ tưởng và ông cụ Trang cùng nhau thành lập tập đoàn Á Châu, đã từng cùng nhau tỏ ra khí phách bơi lội trong mùa đông, được truyền thành giai thoại. Đáng tiếc sau đó, hai vị chủ tịch cũng không quá thông thạo bơi lội, không có tiếp tục hành động vĩ đại này. Hôm nay Tổng Giám Đốc Trang vì ăn mừng thuận lợi khởi công dự án vĩ đại khách sạn dưới nước, liền tự mình nhận nhiệm vụ này, ở trước mặt truyền thông rộng lớn, ở bên bờ khách sạn Á Châu bơi tới bên du thuyền câu lạc bộ Á Châu tổng cộng chiều dài khoảng 2 hải lý. Lời này vừa nói ra, tất cả phóng viên có mặt đều xôn xao, ngay cả nhân viên khách sạn Á Châu tại hiện trường, cũng dối rít kinh ngạc kêu lên, hai hải lý. Hai phóng viên tờ báo doanh thương nghe nói như vậy, lập tức cầm máy chụp hình, tụ lại một đám, bàn tán xôn xao nói, một hải lý đã gần 2 km. Hai hải lý, không phải 4 km, anh ấy có làm được hay không? Giống trống khua chiêng thế này, hẳn là có thể một phóng khác viên nói nhưng bên kia truyền đến tin tức không phải nói anh ấy cũng sắp ngủm rồi sao có người lại nói nói đùa sao một người có thể bơi hai hải lý sẽ ngủm sao anh ngủm anh ấy vẫn còn chưa ngủm chuyện như vậy không có phổ biến có một phóng viên tại hiện trường cũng không tin cười nói trước kia còn nói tổng giám đốc tưởng và tổng giám đốc trang có tư tình làm cho tôi đây hưng phấn một phen, còn muốn theo dõi sau đó cũng không phát hiện được chuyện gì. Chuyện này cũng thì thầm to nhỏ truyền ra, nhưng đã có rất nhiều phóng viên dối rít kích động cầm máy quay, lúc trời chiều vẫn còn đỏ, đi ra khách sạn Á Châu, xa xa nhìn đến bên kia du thuyền câu lạc bộ Á Châu tiếp tục vang lên tiếng còi, lá cờ phất phới, bên này, bến tàu nhỏ khách sạn Á Châu đã có không ít nhân viên khởi hành du thuyền, như mũi tên chuẩn bị lái về phía khu vực tổng giám đốc trang sắp bơi lội, kéo lưới thô, giống như bắt cá mập, nhiều nhân viên và một số tân khách của khách sạn, các loại phóng viên. Cũng đã dối giết chạy đến bên kia xem náo nhiệt. Trước quầy tiếp tân khách sạn Á Châu, mấy nam quản lý tụ chung một chỗ, bao gồm Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ Kinh Ngạc đi xuống, cũng dối giết tụ chung một chỗ, nghĩ tới Tổng Giám Đốc Trang thật sự là thân thể khỏe mạnh, thời tiết lạnh như vậy bơi lội trong mùa đông. Trần Mạn Hồng a hát một tiếng, ngược lại cũng có chút không khách sáo cười nói, anh ấy làm như vậy, là muốn chứng minh nửa người trên, hay nửa người dưới đây. Mạn hồng, nhã tuệ không nói nên lời nhìn cô một cái, lại lo lắng, trong gió biển giá rét, nói, rốt cuộc tổng giám đốc trang ở đâu. Không bắt đầu, một chút nữa trời tối, nước lạnh hơn. Trần Mạn Hồng nghe nói như vậy, cũng không nhịn được cười nói, có thể đang ở phòng làm việc, nghĩ tới làm sao mặc quần áo bơi đẹp trai. Quả nhiên nói chúng, văn phòng tổng giám đốc, vẻ mặt trang hạo nhiên không chịu nổi, đứng ở trước bàn trà ghế salon, khuôn mặt vặn vẹo trái phải trước sau, nhìn đống quần áo bơi màu đen, trắng, xanh đen, trong đó còn có vài bộ đồ bơi da cá mập bó sát người, anh vừa nhìn liền không nhịn được cau mày kêu lên, rốt cuộc. Lúc ấy hai ông cụ làm thế nào có dũng khí ở trước mặt nhiều người như vậy, mặc đồ bơi bại lộ như vậy, bơi 4 km. May mắn không phải truyền hình trực tiếp, chẳng may phát hiện anh đây không đẹp trai thì làm thế nào. Đám người Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai tào anh kiệt ngồi xổm trên mặt sàn trong tay mỗi người ôm một con vẹt vừa cầm thức ăn đút cho con vẹt vừa căng thẳng nói đến đây hát một bài cho anh trai moonripper, moonripper moonripper mấy con vẹt không ngừng ăn thức ăn không nói câu nào tô lạc hoành càng gấp gáp cả người đổ mồ hôi nói mẹ kiếp con vẹt này không phải vào đầy miệng sao tại sao một câu tiếng anh cũng không nói như vậy ông đây làm thế nào dạy cho nó hát moonripper Lâm sở nhai càng khẩn trương quỳ dạp trên mặt sàn, càng không ngừng cho ăn, càng không ngừng dụ dỗ gọi Moon River. Moon River, tao bét hút mày, em gái mày, em gái mày, con vẹt này lập tức bắt trước. Ông đây không muốn mày nói tiếng chung, lâm sở nhai sụp đổ ngồi xổm trên mặt đất, khàn khàn kêu lên. Trang hạo nhiên lập tức bị mấy tên cầm thú dọa sợ, anh tức giận ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ trực tiếp kêu lên mấy tên xúc sinh các người trước hết không cần lo đám vẹt kia, tới xem anh đây một chút. Làm sao mặc mới đẹp trai? Ôi chao, tùy tiện đi, Tô Lạc Hoành vừa đút cho con vẹt ăn, vừa nói, anh thật coi anh là Tôn Dương sao sao? Chú thích sao Tôn Dương là vận động viên bơi lụi Trung Quốc? Cút, anh đây mới sẽ không lái xe không có giấy phép, vẻ mặt trang hạo nhiên không chịu nổi, hai tay chống bên hông, cúi đầu, nhìn đống đổ bơi trước sau trái phải, coi như anh đẹp trai đi nữa, cũng biết ra mặt mình tuyệt đối không có giày như vậy, một mình bơi lội trong mùa đông. Đây chính là hai hải lý, chẳng may trong quá trình này mình không cẩn thận bị chuột rút, hoặc có chuyện gì, không phải rất mất mặt sao. Hai mắt của anh nhanh chóng chuyển một cái, lập tức ngẩng đầu lên, rất đáng yêu nhìn đám người tô lạc hoành bật cười nói, hay là như vậy đi. Chúng ta có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, mọi người cùng nhau nhảy với anh đi, như thế nào? Phúc, Tào Anh Kiệt nghe xong lời này, ngay lập tức phát điên ôm con vẹt kia ngẩng đầu lên căng thẳng nhìn trang hạo nhiên nói anh có thể tìm tôi tôi không bơi không tốt chẳng may làm cho thằng em nhỏ bị lạnh hư mất thì làm thế nào vợ tôi còn chưa sinh con trang hạo nhiên cảm thấy tức giận nhìn anh trực tiếp kêu lên đừng ghê tởm như vậy theo như cậu nói những vận động viên kia không cần sinh con sao lúc này lâm sở nhai cũng khiếp sợ kêu lên nhìn trang hạo nhiên nói anh cũng đừng tìm tôi Hôm qua tôi mới đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, phát hiện gan, lách, phổi, thận đều không quá tốt. Đầu gối và đầu đều bị đau nhức, toàn thân cao thấp đều là bệnh, tôi không dám làm chuyện này, anh tìm Lạc Hoành đi. Tô Lạc Hoành cũng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên nói ngay, anh muốn tôi nhảy tôi sẽ nhảy. Cỡ nào yêu quý, cỡ nào trung thành và can đảm, cỡ nào hết lòng hết sức. Trên mặt Trang Hạo Nhiên giống như quét qua một tầng ánh sáng, ánh mắt sáng lên nhìn Tô Lạc Hoành mới vừa nổi lên cảm động, muốn ca công tụng đức một phen. Tô Lạc Hoành một tay vừa ôm con vẹt, nhún nhún vai, sờ một tay lên nói, tôi đây không biết bơi lội, nhiều lắm cùng chết với anh. Dù sao tôi sống cũng không giúp được anh. Trang hạo nhiên lập tức mây đen che đỉnh đầu, mặt không nói nên lời, nhìn mấy tên súc sinh này, không có một ai có ích. Lúc này Tào Anh Kiệt nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, nói, đúng rồi. Mặc Hàn biết bơi, hơn nữa bơi không kém anh, hay là để cho anh ấy bơi cùng anh đi. Cút 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 cút, vẻ mặt Trang Hạo Nhiên căm hận nhìn Tào Anh kiệt tức giận nói, anh ấy mới vừa sống lại, tim phổi cũng còn có chuyện. Các người muốn anh ấy chết, anh đây cũng không để cho các người sống. Mấy súc sinh, nuôi các người có lợi ích gì, anh đây tự mình bơi, không bơi cùng thì không bơi cùng, bơi lội mà thôi, trước kia anh đây vẫn còn ngủ ở trong biển, ngủ thật thoải mái, đến lúc đó anh ngủ thiếp đi trong biển các người không nên gọi tôi thức dậy phốc mấy người tô lạc hoành nghe nói như vậy không nhịn được cúi đầu bật cười trang hạo nhiên cảm thấy tức giận không người nắm một cái quần bơi màu đen cầm chặt ở trong tay đột nhiên nghĩ đến điều gì lập tức từ trong túi quần vội vàng rút điện thoại di động gọi điện thoại cho bác dịch phòng làm việc vip bác dịch ôm chặt eo nhỏ nhắn của trang ngải lâm đi kết thuốc xong lại đè cô ở trước bàn làm việc rất kịch liệt mút môi của cô thậm chí lại vén váy dài của cô lên, đưa tay giữa hai chân cô xoa mạnh. A, à, trang ngải lâm ngẩng mặt rất hưởng thụ và kích thích kêu lên, lại hưởng thụ bàn tay bác dịch tràn đầy kén tằm xoa lấy giữa hai chân, kích thích làm cho người ta sung sướng như tiên. Lúc này điện thoại di động ở trong túi của bác dịch vang lên. Trang ngải lâm vừa hưởng thụ bác dịch hôn mạnh cổ của mình, cô lập tức cảm thấy điện thoại ồn ào, liền đưa tay sờ soạng khắp nơi trên người của bác dịch. Rốt cuộc sờ tới điện thoại di động ở trong túi quần của anh, cô một phát bắt được, tức giận đưa ném mạnh nó tới trên tường bên kia, bốp một tiếng, điện thoại di động toàn bộ vỡ ra, chia làm mấy mảnh. Mẹ nó, Trang Hạo Nhiên lập tức cầm điện thoại di động, kinh ngạc màn hình điện tới cắt đứt, tức giận nói, giờ phút khẩn cấp, không có một người nào có ích. Ngay cả làm bạn bơi lội với ông đây cũng không được. Tiếng gõ cửa lập tức vang lên. Vào đi, Trang Hạo Nhiên tức giận gọi. Tiêu Đồng đẩy cửa đi vào phòng làm việc, nhìn Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt lộ ra khó xử nói: "Lão đại, chủ tịch Trang hỏi anh chuẩn bị bao giờ xong, còn có 10 phút, nếu anh còn chưa có chuẩn bị xong, ông ấy nói ông ấy đã chuẩn bị xong sợi dây." Trang Hạo Nhiên dừng lại một lát, mặt lại hơi vặn vẹo trái phải, nhưng vẫn cam chịu, buồn bực nói: "Biết rồi, biết rồi." Tiêu Đồng cười trộm một phen, mới vừa muốn đi ra ngoài, nhưng lại nghĩ tới điều gì Xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên nói, "Đúng rồi. Tôi quên nói cho anh, tổng giám đốc Tưởng nói mời anh nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, trong quá trình bơi lội, ngàn vạn lần không được xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không, mọi người sẽ nghi ngờ mạng sống không được lâu, thậm chí còn nói anh ấy sẽ mở cuộc họp nội bộ cấp cao, tính thay thế anh, trở thành ông chủ nắm giữ cả tập đoàn hoàn cầu. Anh ấy không hy vọng có tin đồn nhảm, cho nên mời anh suy nghĩ vì chuyện lớn, cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ." trang hạo nhiên cảm thấy phiền não lại xua tay nói biết rồi biết rồi đi ra ngoài tiêu đồng nhịn cười vội vàng đi ra ngoài đợi một chút trên mặt trang hạo nhiên giống như quét qua một tầng ánh sáng nhìn tiêu đồng lập tức như đứa bé cười thật vui vẻ nói cô mới vừa nói ai mời tôi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ tiêu đồng lập tức sửng sốt đứng ở bên cửa xoay người nhìn anh nói tổng giám đốc tưởng trong mắt trang hạo nhiên lập tức vui sướng con xoay vòng Nhìn tới trước một chút, bật cười hả hê. Chương 1053, đối thủ vĩnh viễn. Khách sạn Á Châu, tầng lầu tổng giám đốc. Tưởng Thiên lỗi mặc áo sơ mi màu đen và quần tây dài đen, hết sức nghiêm nghị đẹp trai ngồi ở trước bàn làm việc, ngưng mặt cúi nhìn tài liệu mở ra trước mặt, vẫn là có liên quan đến việc tiếp cận ông chủ giàu có họ Chu có mảnh đất kia, anh nghĩ nghĩ, lại mở một phần tài liệu khác, nhìn số chuyên gia tài chính và nhân viên kế toán cao cấp tính ra trong lòng thoáng tính toán một chút, biết Trang Hạo Nhiên nhất định muốn được mảnh đất này. Tiếng gõ cửa, nhẹ nhàng vang lên. Mời vào, anh vừa nhìn tài liệu trước mặt, vừa đáp. Vẻ mặt đông anh chứa đựng nụ cười, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng làm việc, thấy Tổng Giám Đốc đang bận, nhưng vẫn đi tới trước mặt của anh, thông báo Tổng Giám Đốc, Tổng Giám Đốc Trang đang ở bên ngoài, có chuyện tìm anh. Tưởng thiên lỗi hơi sướng sờ, tay cầm bút máy màu bạc, gõ lên tài liệu, Nghĩ tới người này thật sự là âm hồn không tan, trong đầu anh vừa nghĩ đến, Trang hảo Nhi đã tới rồi, mặc dù cũng không rõ dụng ý của anh, nhưng vẫn gật đầu một cái, đóng tài liệu lại, mới nhàn nhạt đáp, mời cậu ấy vào. Đông Anh cười gật đầu, lập tức xoay người đi ra ngoài. Tưởng Thiên lỗi nhàn nhạt lấy một phần tài liệu khác, mở ra, lại xem ký dự án khách sạn dưới nước, cúi nhìn bản thiết kế của Tưởng Văn Phong. Cửa phòng làm việc ầm một tiếng, mở ra, Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu đen và quần tây màu đen, nở nụ cười một mình cất bước đi vào phòng làm việc, hào hứng, trực tiếp đi đến trước bàn làm việc, đôi tay chống nhẹ mặt bàn, rất yêu thích nhìn tưởng thiên lỗi mặc áo sơ mi đen và quần tây đen, ngồi ở trước bàn làm việc, rất đẹp trai, anh liền a hát một tiếng cười nói ôi, thiên lỗi. Hôm nay hai chúng ta mặc quần áo phong cách thật ấn tượng, khó trách người khác đều nói, hai chúng ta cùng đẹp trai. Vẻ mặt tưởng thiên lỗi lộ ra nhàn nhạt, tiếp tục xem tài liệu, không rơi vào bẫy của anh, nói, đừng tâm bốc tôi, đừng nói như vậy mà, trang hạo nhiên cố ý nhìn anh, mới nở nụ cười nói, ở trong lòng của tôi, tôi vẫn cảm thấy mình là thiên hạ vô địch, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, biết anh là đối thủ duy nhất của tôi trên thế giới này, tưởng thiên lỗi dừng lại một lát, vẻ mặt đầy trào phúng, chậm rãi, âm trầm ngẩng đầu lên nhìn anh, a à hát một tiếng, nở nụ cười nói, hả, thật sao? Tôi cũng không biết làm cơm, phong cách mặc quần áo lại không đẹp. Thậm chí cá tính cứng rắn, không biết đàn dương cầm, càng sẽ không bơi lội, không biết ca hát. Còn không khôi hài vui vẻ, ngoại trừ nuôi chó, tôi chỉ biết bắt cá hai tay. Người như tôi cũng có thể trở thành đối thủ của cậu. Có phải cậu quá khinh thường mình hay không? Trang Hạo Nhiên dừng lại một lát, nhịn cười, mềm mỏng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, mới nói: "Ôi chao, chuyện mới vừa, không phải là gấp sao?" Anh nói coi như chúng ta là anh em, chúng ta cũng không thể mang vợ ra đùa giỡn mà. Là anh nói đúng không? Tôi và cậu không phải anh em." Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên, tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên nói. Trang Hạo Nhiên lại mỉm cười sâu kín liếc anh một cái, mới tiếp tục lấy lòng chống dưới người, nhìn Tưởng Thiên Lỗi cố làm ra vẻ bí mật nói, "Tôi nói với anh nha, chuyện này hai chúng ta đều có trách nhiệm, anh nói tôi đột nhiên ngất đi, anh vội vàng tới xem tôi một chút, an ủi tôi một chút." nói cho hai ông già tôi không có chuyện gì không được sao tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên không thể tin nổi nhìn người này sau đó nở nụ cười nói lúc cậu muốn chết chính xác tôi đi xem cậu nhưng tổng giám đốc trang cậu đau cả ngũ tạng lục phủ không muốn gặp người rốt cuộc tôi phải nói gì đối với truyền thông nói là mạng cậu không thể sống lâu hay ăn no dỗi việc trang hạo nhiên không nói nên lời bật cười nhìn dáng vẻ tưởng thiên lỗi vẫn rất tức giận vội vàng nói xin lỗi, được rồi, được rồi. Mới vừa rồi đều là lỗi của tôi. Anh là người lớn rộng lượng tha thứ cho tôi, chỉ là tôi mới vừa nói cũng có chút đúng sự thật. Tưởng thiên lỗi lập tức nhắc mí mắt, vẻ mặt muốn giết người nhìn anh chằm chằm. Trang hạo nhiên liếc ánh mắt anh, vội vàng nở nụ cười lấy lòng nói cũng có chút không đúng thật. Ví dụ như, thật ra anh biết bơi. Sắc mặt của tưởng thiên lỗi cứng rắn, trong mắt hơi híp nhìn anh. Trang hạo nhiên nhịn cười, liếc về phía anh lại lấy lòng nói thật ra trước kia tôi ngưỡng mộ nhất hai ông nội của chúng ta một chuyện đó là hai ông cụ thật sự phải vô cùng can đảm mới có thể tạo một vương quốc sự nghiệp kinh thiên như vậy khí thế ngất trời thật không phải công ty bình thường có thể so sánh người lãnh đạo của chúng ta cũng đã từng có bơi trong mùa đông tại trước mắt người đời mặc dù hai chúng ta không thể so với ông nội nhưng quả thật cũng là người có dũng khí anh nghĩ xem bọn họ làm như vậy trước hết ngoại trừ để cho người khác hiểu rõ khi phách của bọn họ, hơn nữa càng giống như tình bạn và quan hệ hợp tác giữa bọn họ không thể phá vỡ. Giống như chúng ta, cũng bởi vì cho tới bây giờ cũng không có đã làm một chuyện để cho người khác cảm thấy tình bạn của chúng ta thật ra cũng không thể phá vỡ, cho nên người khác đương nhiên có thể nghi ngờ quan hệ hợp tác của chúng ta. Anh nói đi, chính bởi vì như vậy, tôi vừa có chuyện gì, mọi người liền nghĩ tôi bị anh làm hại. Phốc tưởng thiên lỗi ngẩng đầu nhìn người này thật sự không biết xấu hổ tức giận nắm chặt bút máy trong mắt hơi híp nói cậu vừa có chuyện gì tất cả mọi người nghĩ tới là tôi làm hại đúng vậy ánh mắt trang hạo nhiên lập tức sáng ngời nhìn tưởng thiên lỗi nói xong cực kỳ khoa trương nói lần này tôi ngất đi đã có người nói là anh cố ý hãm hại tôi tôi thật sự cảm thấy bọn họ nói thật quá mức tổng giám đốc tưởng không phải là người như thế nhưng lời đồn rất khó xóa bỏ cho nên tôi nghĩ ra một biện pháp giải quyết thật tốt. Có thể xóa bỏ lời đồn đãi này. Hai mắt tưởng thiên lỗi lóe lên, sắc mặt cũng thu lại mấy phần, để bút máy xuống, ôm vai tựa vào trên ghế ra tổng giám đốc, trầm ngâm nhìn anh. Trang hạo nhiên liếc tưởng thiên lỗi, đột nhiên mỉm cười, giống như cho người ta chiếm tiện nghi, tràn đầy khí thế nói ý của tôi là như vậy. Không bằng hai chúng ta thừa dịp lần này cùng nhau bơi mùa đông đi, chứng minh với mọi người tình bạn của chúng ta không thể phá vỡ bạn bè trường tồn. Phốc, rốt cuộc tưởng thiên lối bày ra vẻ mặt như bị điện giật, nhìn chăm chú vị thần tiên trang hạo nhiên, vẫn còn đang không thể tin nổi điều mình mới vừa nghe được, không nhịn được nhìn người này, lại a hát một tiếng nở nụ cười, không khỏi nói, tôi nói. Tổng giám đốc trang, cậu gấp gáp đến cỡ nào, nghẹn buồn ngủ đến cỡ nào, mới có thể nghĩ ra một chủ ý làm cho mạch máu người ta sôi trào như vậy. Tôi điên sao, tại sao tôi phải hy sinh bản thân mình, chứng minh với mọi người thứ mà tôi không quan tâm nhất. Lời đồn đãi ở bên ngoài là sự thật, cho tới nay tôi nhìn cậu không vừa mắt, từ quá khứ đến bây giờ. Anh đừng như vậy mà." Trang Hạo Nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được bật cười, nói, "Hiện tại hai chúng ta dù không thích đối phương thế nào, nhưng vẫn ở trên cùng một thuyền mà." "Tôi và cậu không phải ở một thuyền, tôi bắt cá hai tay, hiện tại tôi trên hai chiếc thuyền." Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận ngẩng mặt nhìn anh, không nể tình nói, Trang Hạo Nhiên lập tức im lặng nhìn người này, nói anh đừng như vậy mà. Quá hẹp hòi. Tôi hào phóng đã sớm giết cậu rồi. Còn có thể liên là cảnh sát biển cùng cậu bơi hai hải lý, tránh khỏi cá mập sơi cậu đi, tôi rất thoải mái. Tôi mong đợi có ngày hôm nay, tôi làm sao có thể xuống nước cùng cậu. Tôi muốn đứng ở trên bờ nhìn, nhìn Tổng Giám Đốc Trang cậu bơi hai hải lý, sống lâu trăm tuổi. Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, liền trực tiếp mở một phần tài liệu khác, cúi xuống tiếp tục xem, không để ý đến anh nữa. Trang hạo nhiên cảm thấy bất đắc dĩ nhìn anh. Không có việc gì, cút cho tôi, tôi phải xử lý xong tài liệu hôm nay, lại lấy bà ống nhòm cực lớn, cùng với hai chủ tịch quan sát cậu biểu diễn. Tưởng thiên lỗi bỏ đá xuống giếng, nhanh chóng lạnh lùng nói. Trang hạo nhiên lại dừng lại một chút, im lặng, đáng thương nhìn người này, sau khi tức giận một lúc, thấy anh cũng không ngẩng đầu lên, Đành phải cố giả bộ phóng khoáng xoay người đi ra ngoài, nói: "Không bơi cùng thì không bơi cùng. Không chừng tương lai hoàn cầu đều là của tôi, bởi vì đều một mình tôi đang biểu diễn, không có phần của anh." Tưởng Thiên Lỗi dừng lại, nắm bút máy chống trên tài liệu khách sạn dưới nước. Trang Hạo Nhiên trực tiếp đi ra ngoài. "Trang Hạo Nhiên?" Tưởng Thiên Lỗi lập tức gọi anh lại. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên cửa, xoay người, không hiểu nhìn anh hai mắt tưởng thiên lỗi mãnh liệt xoay tròn đến mấy lần, cảm thấy mình lồng ngực có chút hơi thở ép tới trái tim cảm giác đau, thật lâu thật lâu sau, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trang hạo nhiên mang theo vài phần đè nén và tức giận nói, đã từng xảy ra qua một chuyện như vậy, tại sao cậu còn có thể kêu tôi cùng cậu xuống biển? Trang hạo nhiên dừng lại, hai mắt lóe lên, giống như nhớ lại một chút kinh sợ trong quá khứ, chống ngực đập thình thịch, chăm chú nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi thật sự không hiểu nhìn trang hạo nhiên, khẽ cắn răng, đè nén cảm xúc nói, đã từng. Xảy ra một chuyện như vậy, cậu tự tay đẩy một người không để ý tánh mạng của mình xuống vách đá, cứu cậu lên. Cậu lại giống như không có việc gì xảy ra, nhốt như mạt ở trong cái động đen tối đó. Chẳng lẽ cuộc đời của cậu cũng chưa có một chút tỉnh lại? Ích kỷ đến mức này, vô tình đến nổi, ngay cả một ký ức như vậy cũng dám dễ dàng đụng chạm. Cậu là người sao? Cậu mới vừa đưa ra yêu cầu này với tôi, cậu có nghĩ qua cảm thụ của tôi không tôi có thể che giấu nó cả đời cũng không có cách nào tha thứ cho cậu tôi đang sống êm đẹp cậu tới trêu chọc tôi làm gì cậu thật sự lúc nào cũng chán ghét như vậy mặc kệ là lúc còn bé mặc váy lăn ở trên giường của tôi hay đẩy tôi xuống biển thậm chí cướp đi khả hình ở trong tay của tôi nếu như cậu không phải là tai nạn trong đời của tôi như vậy ngày ấy cậu thật sự muốn tôi chết vẻ mặt trang hạo nhiên hơi thu lại sâu kín nhìn tưởng thiên lỗi. Vẻ mặt tưởng thiên lỗi tức giận ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, nhướng mày, mới nói chính xác tôi biết bơi. Nhưng hơi sức của tôi, mãi mãi đều giữ lại để đẩy cậu xuống vách đá, mà không phải cùng cậu sống hoặc cùng chết. Càng sẽ không cùng cậu chung hoạn nạn, cậu phải rõ ràng điểm này, cút, cút ra khỏi chỗ của tôi. Trang Hạo Nhiên dừng lại một lát, vẫn sâu kín nhìn tưởng thiên lỗi thật lâu, nhìn hai tròng mắt anh đong cứng lửa giật, anh dừng lại một lát, rốt cuộc xoay người, im lặng không lên tiếng kéo cửa ra, im lặng đi ra ngoài. Tiêu Đồng và Đông Anh canh giữ ở cạnh cửa, ngạc nhiên nhìn chăm chú Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên một mình im lặng bước ra, không tự chủ lại nhớ tới ngày đó nước biển gầm thét, đánh thẳng vào hòn đá cứng rắn lạnh, âm thanh rơi xuống đáy vực, kêu rất thê lương và khổ bã. Hai mắt anh chứa đựng một chút đau đớn, không muốn nghĩ đến âm thanh này, làm cho tim mình đau nhói. Tưởng Thiên lỗi một mình ngồi ghế tổng giám đốc nhìn trời xanh mây trắng phía ngoài cửa sổ, nghe tiếng gào thét, kinh hoàng vĩnh viễn truyền đến từng hồi. Chương 1054, sôi trào. 15 năm trước, bóng trúc bồng bềnh, một trận gió lao sao thổi đến, chiếu xuống một chút ánh sáng, rất ấm áp rung động lòng người. Thiếu niên áo trắng, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mới vừa từ phòng đọc sách của cha nghe dạy dỗ xong trở lại, nghĩ tới mới vừa nghe cha nói về tầng quốc phiên nhắc nhở lưu truyền cho đời sau, nói rằng nhà người làm quan trong thiên hạ bình thường chỉ truyền một đời đã suy tàn bởi vì phần lớn là con em phô trương nhung lụa gia đình thương nhân hay còn gọi là doanh nghiệp tư nhân chỉ truyền lại ba đời gia đình vừa làm ruộng vừa đi học lấy chị nông và đi học làm căn bản nhưng có thể thịnh vượng năm sáu đời mà gia đình hiếu thuận coi trọng chữ hiếu dùng để quản lý một gia đình có thể kéo dài từ đời này sang đời khác con và hạo nhiên mặc dù không phải anh em ruột thịt ở trong mưa gió nhiều năm tưởng trang hai nhà chúng ta đi tới đời thứ ba, quan hệ còn trên mức người nhà. Cha không hy vọng con làm một đứa bé đa cảm mềm lòng, nhưng cũng không muốn trong lòng con như sắt đá, lạnh lùng tàn nhẫn vô tình. Ít nhất cùng trên thuyền, hẳn nên đồng tâm hiệp lực. Chỉ là, chờ ngày nào đó, con có thể một mình gánh vác một phía, cha cũng sẽ không ngăn cản con xâm quyền chiếm đất, dù sao tinh thần cùng hợp tác đã hết, cố chấp giữ lại cũng không dùng được. Nhưng con phải nhớ, mặc kệ con tranh giành thế nào, đều phải quang minh tránh đại, không thể âm hiểm độc ác, hoặc cắt đứt không gặp nhau, đây không phải là hành động của người quân tử. Cho nên, ngày nào đó hạo nhiên muốn tranh giành của con, tuyệt đối cũng không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Đến lúc đó cha cùng chú Trang tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các con. Con muốn tự mình đụng phải bể đầu chảy máu, cha không phản đối, chỉ cần con dám vì cuộc sống, gánh chịu trách nhiệm của mình. Phải dũng cảm làm được, thắng, phải thắng cho sảng khoái. Thua, cũng phải thua đàng hoàng, như vậy mới nắm giữ được tương lai của mình trong tay. "Cha, cha không muốn con và nhà bọn họ hợp tác tốt sao?" Khuôn mặt Tưởng Vĩ quốc lạnh lẽo, ngưng mắt suy nghĩ, nhìn con trai, dừng lại một lát, mới trầm giọng nói, "Cha hy vọng mọi người có thể hợp tác tốt. Nhưng nếu như không được như mong muốn, con nhất định phải nhớ lời cha đã nói hôm nay. Mặc kệ như thế nào, con cũng không thể tổn thương Hạo Nhiên. Nó có thể là đối thủ duy nhất trong đời con." cũng có thể là bạn bè duy nhất của con lúc đứng ở đỉnh cao, có thể tháo gỡ một chút cô đơn trong con. Con không thích cậu ấy. Con không phải cần thích nó, bởi vì các con là đối thủ, con phải giám sát nó, thúc đẩy nó, thậm chí quan tâm khống chế nó. Không thể để cho nó tùy ý làm loạn, làm sằng làm bậy. Thậm chí vào lúc cần thiết, khi nó đối mặt với cuộc chiến, phải nhanh trí trợ giúp nó. Ví dụ như, nếu như có một ngày nó bị đánh còn phải nghĩ biện pháp để cho nó hiểu được tự mình phản kháng, mà không phải thay nó đánh nhau. Muốn cho nó hiểu được, cuộc sống vẫn luôn tự mình chiến đấu. Nếu như con làm cho nó trở nên mạnh mẽ, chỉ có đối thủ mạnh mẽ, con mới có thể mạnh mẽ hơn. Một ông vua, trong lòng không có đối thủ, không phải một ông vua tốt. Phàm là người cảm thấy mình vô địch thiên hạ, đều là ngu xuẩn, đều là rốt nát. Thiếu niên đứng ở bên cạnh bóng trúc, đón gió lạnh thoải mái, nhớ tới ông nội thích nhất một bài thơ bát địa khí bất nạo tham thiên tiết hà kính bình sinh quan vật tâm độc đối thu hoàng ảnh tạm dịch người suy nghĩ chính trực và tình cảm sâu đậm không ham danh lợi khí tiết như trúc vẫn là ông nội dạy dỗ hàng đầu cậu nghĩ nghĩ liền tiếp tục cất bước vòng qua khu rừng trúc vừa suy nghĩ lời của cha vừa từ phía sân sau đi về phía phòng ngủ của mình bên trong âm thanh soàn soạt soàn soạt truyền đến thiếu niên có chút ngạc nhiên đi qua hành lang bóng trúc miên man, dần dần đi tới gian phòng của mình, nghe âm thanh, soàn soạt soàn soạt, trong gian phòng của mình truyền tới lớn hơn, anh liền nghi ngờ, chậm rãi dừng bước chân của mình, lặng lẽ đứng ở bên cửa phòng, không ngờ xuyên qua bình phong gỗ đỏ hoa văn sợi, có chút kinh ngạc nhìn thấy trên giường ngủ bên kia, một đứa bé trai mới 6 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, quần dài trắng, nhưng bên ngoài đắp một cái váy ngắn màu hồng, cả người đầy mồ hôi. Nằm ở trên giường màu xanh đen của mình, không ngừng lăn bên trái lại lăn bên phải lăn giống như trái cầu thiếu niên ngẩn ra nhìn đứa bé trai kia trên giường xoàn xoạt xoàn xoạt đứa bé trai vẫn không hề hay biết mặc cái váy nhỏ màu hồng lăn qua lăn lại ở trên giường làm cho mặt mũi tràn đầy mồ hôi mái tóc ướt đẫm nhưng vẫn hừng hực chơi đùa váy nhỏ bị nó làm cho đầy nếp nhăn thiếu niên sững sờ nhìn đứa bé trai kia trên giường không nhịn được hơi ngưng mặt lại nhìn dáng vẻ lăn săn kia Lập tức không nhịn được cúi đầu mỉm cười, nhớ tới lời của cha, trong lòng không khỏi mềm mại, một lúc lâu lại ngẩng đầu lên, nhìn trên giường bên kia thì sắc mặt thu lại, thấy đứa bé trai có thể dùng bàn tay nhỏ bé lấy kẹo cao su trong miệng ra, toàn bộ dính trên sách học của mình, thậm chí còn dính chữ ông nội viết cho mình, cậu quát to một tiếng, bước nhanh vào, kêu: "Này." Đứa bé trai thấy anh trai lớn đi tới, nó lập tức a -hát một tiếng, nhanh chóng leo ra từ cửa sổ sát đất bên này cậu không cần cho đi để tôi bắt được cậu nhất định chết chắc rồi thiếu niên đứng ở bên cửa sổ sát đất nhìn bóng dáng màu trắng vội vã biến mất ở trong rừng trúc cái váy đỏ đắp lên còn phất phơ cậu đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn cái bóng dáng kia liền không nhịn được cười thở dài không muốn để ý tới nữa liền có chút mệt mỏi xoay người ngã xuống giường nhắm mắt lại muốn ngủ chưa một chút thời gian trôi qua một chút bóng trúc hơi lay động bên trong phòng ngủ dần dần hơi tối đứa bé trai lại mặc váy ngắn, chuồn êm đến trước cửa sổ sát đất, thấy anh trai lớn đang nằm ở tại trên giường ngủ thật say, ánh mắt nó lập tức sáng lên nở nụ cười, lập tức ba chân bốn cẳng giống như con chó nhỏ bò vào, vẻ mặt kích động vui vẻ dùng bàn tay nhỏ bé tay, nắm một cây bút lông trên bàn, nhúng thật nhiều mực nước, lại nhanh chóng bò lên giường, nhịn cười khanh khách, dùng cây bút lông, ở trên mặt anh trai lớn, khoanh một vòng con mắt trái, khoanh một vòng mắt phải, điểm lỗ mũi một chút, miệng vẽ tiếp một vòng thiếu niên cảm thấy trên mặt có chút lạnh lẽo lập tức nhíu chặt mày mở mắt nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn thật đáng ghét đang cúi đầu trợn to mắt nhìn mình cậu cảm giác chán ghét ngồi dậy kêu to cậu làm gì đấy bé trai trừng mắt thấy anh trai lớn tỉnh dậy lập tức giống như con khỉ ném bút lông một cái kêu oa một tiếng chạy như bay đi ra ngoài để cho tôi bắt được cậu nhất định ném cậu ra khỏi nhà tôi thiếu niên lập tức đứng lên mới vừa muốn đuổi theo ra ngoài lại thấy mặt của mình trong kính toàn thân, đã vẽ như hát tuồng, cậu lập tức tức giận bất đắc dĩ nhìn cả khuôn mặt mình, cắn răng nghiến lợi đưa chân rậm bút lông trên đất, thể bắt được nó nhất định phải giết chết nó. Trong rừng cây, truyền đến tiếng mấy đứa trẻ đánh nhau, bé trai bị mấy anh trai lớn đẻ ở trên người đánh một trận, con mắt trái, má phải bị đánh đến sưng đen, thậm chí khóe miệng dỉ máu, thế nhưng nó vẫn liều chống đỡ, níu chặt cổ áo một đứa bé, trong lòng âm thầm thề, sau khi lớn lên nhất định phải kết giao với một người bạn rất biết đánh nhau. Nó vừa níu chặt cổ áo thằng bé lớn, vừa đỏ mắt kêu to, "Chờ anh trai của tôi tới, đánh chết các người." "Mày không có anh trai." Đứa bé lớn không nói hai lời, liền đè đứa bé trai, vung tay từng quyền nện trên mặt của nó. "A!" À, đứa bé trai bị đánh đến mặt lệch đi, nhìn thấy thiếu niên đang đứng ở một bên trong rừng cây, có chút kinh ngạc nhìn mình, nó trợn to hai mắt, nhìn thiếu niên thiếu niên đứng ở bên cạnh Bạch Dương, tay nắm chặt một thân cây, nhìn đứa bé kia bị người đè ở trên người, trên mặt sưng đỏ, chảy máu, chảy mồ hôi, cậu trầm ngâm một lát, ngay lập tức cắn răng xoay người đi khỏi. Đứa bé trai nằm trên mặt đất, ánh mắt mất mắt nhìn anh trai đi xa, đôi bàn tay nhỏ bé không còn hơi sức buông xuống. Mấy đứa bé lớn lập tức đè đứa bé trai ở trên đất lại đánh một trận, đứa bé trai cũng cắn răng, chống mạnh bò dậy cùng bọn họ ác đấu, cho đến khi nữ giúp việc của mấy gia đình chạy tới ngăn cản, mới thở bình thường, không đến bao lâu, mấy đứa bé lớn lại ở trong rừng chúc trò chuyện vui vẻ, chơi chung một chỗ, lập tức nhìn thấy một bóng trắng phía trước, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lại thấy một người thiếu niên, tay cầm một cây gậy bóng chảy, không ngừng đập vào lòng bàn tay của mình, mới nói chúng mày tới đây hết cho tao. Hoặc là tao đánh chúng mày một lần, hoặc là chúng mày để cho tao đánh một trận. Lựa chọn một trong hai, chúng mày có thể tùy tiện lựa chọn không đến bao lâu trong rừng trúc truyền đến từng trận tiếng kêu to a a a gió tanh mưa máu tiếng kêu này xuyên qua rừng trúc bay tới tương lai thật lâu thật lâu văn phòng tổng giám đốc tưởng thiên lỗi ngồi ở trước bàn làm việc không nhịn được nhớ tới những chuyện cũ này tâm trạng không khỏi thong thả cúi đầu bật cười quá khứ có các loại không vui cũng có một chút hài hước và vui vẻ không xóa được hai mắt thâm thúy của người đàn ông này lóe lên không nhịn được nhìn bầu trời phản chiếu ánh sáng xanh Nhớ tới Trang Hạo Nhiên mới đưa ra đề nghị với mình, anh lại nở nụ cười châm biếm, lắc đầu một cái. Tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi." Tưởng Thiên Lỗi ngồi thẳng người, mặt ngó bàn làm việc, cúi xuống tiếp tục xem tài liệu. Đông Anh mỉm cười đi tới, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói: "Tổng giám đốc. Tổng giám đốc Trang đã thay quần áo xong, chuẩn bị đi ra khách sạn, đến phía trước bờ biển của chúng ta bơi lội." Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Đông Anh trên mặt không nhịn được hiện lên một chút nụ cười hả hê, không thể không nói, thật ra trong lòng của anh có chút vui sướng bỏ đá xuống giếng, thậm chí nghĩ tới, trang hạo nhiên. Cậu cũng có hôm nay. Phủ thủ tướng. Lạnh quá. Lúc hoàng hôn đường khả hình chợt cảm thấy thời tiết hơi rét lạnh, liền không tự chủ cầm một cái áo khoác lông choàng lên, mới vừa xuống lầu, vừa lúc nhìn thấy thủ tướng cùng Tô Linh và Tô Thụy Kỳ, cả nhà đang ngồi ở trên ghế salon phòng khách trò chuyện vui vẻ, Quản gia đang trong trong ngoài ngoài bận rộn bữa ăn tối, cô liền mỉm cười đi xuống, lễ phép chào hỏi, "Chào thủ tướng, chào chị Tô." "Mau tới đây." Tô Thủy Kỳ ngồi ở trên ghế salon, nở nụ cười gọi Đường Khả Hinh ngồi xuống, biết thời tiết hơi lạnh, liền nhận lấy trà táo đỏ quản gia đưa tới trước, đưa tới trong tay của cô, mới cười nói, "Uống trước một chút trà, làm ấm thân thể, xem tài liệu cả ngày cũng mệt mỏi rồi." "Vâng." Đường Khả Hinh cũng cảm thấy có chút lạnh, liền ngồi ở bên cạnh Tô Thủy Kỳ không khách sáo nhận lấy trà táo đỏ. Thủ tướng nhìn khả hình khéo léo như vậy, mỉm cười gật đầu một cái. Lúc này, trên mặt tịnh kỳ nở nụ cười hết sức hài hước, bước ra, thậm chí có chút không dám tin tưởng mình mới vừa nghe được từ chỗ thục giao. Tịnh kỳ, Tô Linh ngạc nhiên nhìn tịnh kỳ, cười hỏi có chuyện gì vui vẻ như vậy. Nói nghe một chút, mọi người cũng đều nhìn cô. Tịnh kỳ cung kính đứng ở bên cạnh thủ tướng, trong tên nắm một hộp điều khiển tivi từ xa, không nhịn được cười nói, hôm nay tôi nghe được một chuyện hết sức buồn cười và kinh ngạc. Thuộc giao mới vừa gọi điện thoại, cô ấy nói tối nay không có cách nào tới đây, bởi vì nghe nói Tổng Giám Đốc Trang muốn ở trước mặt truyền thông và tất cả nhân viên, một mình bơi mùa đông hai hải lý. Phụt, đường khả hình uống trà táo đỏ nóng hổi, lập tức phun ra, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn tịnh kỳ, nói cái gì? Chị nói cái gì? Bơi mùa đông, trời lạnh như thế này. Tô Linh nghe tin tức như thế, cũng lập tức hoảng sợ, tự nhiên vẻ mặt cảm động và thán phục thật sâu, nói tổng giám đốc Trang thật là người lãnh đạo hiếm có. Càng là thế hệ sau của nhà quyền quý khó được, nhớ năm đó ông cụ Tưởng và ông cụ Trang cũng từng vì thể hiện khí phách và quan hệ hợp tác cứng rắn như sắt, ở trước mặt hàng trăm ngàn công nhân viên, tự mình nhảy vào trong biển băng hàn, bơi hai hải lý, giai thoại này lập tức được lưu truyền. Hôm nay có thể may mắn nhìn thấy tổng giám đốc Trang kế thừa hai người sáng lập mở ra khí phách hùng phong, bơi lội hai hải lý. Thật là khiến cho người ta sôi trào hưng phấn, chương 1055, đón gió lướt sóng. Bên bờ biển minh mông rộng lớn, gió thổi mãnh liệt, đưa cơn sóng lớn xô vào bờ cát, từng trận rét lạnh. Trên bờ, khắp nơi sóng người đông đúc, ánh đèn flash lóe lên, rất nhiều phóng viên chen trúc tại trong đám người, không ngừng chụp hình, nhân viên khách sạn Á Châu đã tan việc, mặc đồng phục, cũng chen đến trong đám người, nhìn trên bờ cắt xây dựng bến tàu nhỏ dành riêng khách sạn Á Châu, đã có nhiều cảnh sát biển và thợ lặn mặc đồ lặn màu đen, đứng ở trong gió biển mãnh liệt, chỉ vào bờ bên kia có thể có cá mập, cho nên lúc nhấc lưới lên phải cẩn thận tránh chỗ đó ra. Đội cấp cứu và cano cũng chạy khắp nơi ở trên biển, bảo đảm tổng giám đốc trang tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Trang tính vũ đứng ở trên bong thuyền cao nhất trong du thuyền, đón gió thổi giá rét, cầm ống nhòm, nhìn trên bến tàu khách sạn Á Châu, nhân viên đang bận rộn, Trang Hạo Nhiên còn chưa từng xuất hiện, ông liền tức giận kêu lên, xúc sinh đáng chết này. Bơi lội cũng muốn làm cho người ta nhốn nháo, không có một ngày nào mà không dày vào người ta, tiếp tục như vậy nữa, để cho cá mập sơi tái nó đi. Tưởng Vĩ Quốc cũng chậm rãi đứng ở trên bong thuyền, cũng ngẩng mặt nhìn phía phong cảnh khách sạn Á Châu, lạnh lùng nói chuyện này không phải ông dày vò ra sao. Có lúc ông đánh con trai cũng quá hung đi, thật muốn đánh gây eo của nó, tìm ai nối tiếp cho nhà họ Trang các người. Trang tính vũ dừng lại động tác, quay mặt sang, im lặng nhìn tưởng vĩ quốc. Hai mắt tưởng vĩ quốc lóe lên, đón gió biển lạnh lẽo, hơi suy nghĩ một chút, lại nói chỉ là. Quả thật nên dạy dỗ nó một chút, từ nhỏ đến lớn, cũng chưa có gặp qua đứa bé nào bướng bỉnh như vậy. Người làm cha cũng cực khổ, không thể không quan tâm. Trang tính vũ nghe nói như vậy, không nhịn được bật cười nói, người nào quan tâm cũng vậy quan tâm hay không quan tâm cũng phải chịu tội. Tên súc sinh này vốn có bản lãnh làm cho người ta sống không được an ổn. Trên mặt tưởng vĩ quốc hiện lên một chút tươi cười. Trang tính vũ mới có chút căng thẳng giờ ống nhòm lên, nhìn bờ biển bên kia, cao mày suy nghĩ tại sao súc sinh này vẫn chưa ra. Nếu như nó dám trốn chạy, tôi phải cắt đứt chân nó. Một chút ánh nắng hoàng hôn cuối cùng chiếu rọi trên mặt biển, nổi lên màu vàng lấp lánh. Đám người trên bờ biển, Mọi người đều đang vô cùng hăng hái bàn tán một chút nữa tổng giám đốc Trang Vĩ Đại bơi mùa đông, rất nhiều phóng viên và nhân viên đài truyền hình, giơ máy quay phim, ngạc nhiên nhìn quanh nói, thời gian sắp đến, sao lại không thấy tổng giám đốc Trang? Nói xong, phía trước, rốt cuộc một đội xe tràn đầy khí thế lái tới, dẫn đầu chính là chiếc Rolls-Royce màu bạc của tổng giám đốc Trang, mọi người liền cảm thấy hưng phấn, theo chiếc xe chạy tới, muốn chụp được hình ảnh đặc sắc đầu tiên, Trang Hạo Nhiên cam chịu ngồi ở sau xe mặc quần bơi màu xanh đen, khoác một cái khăn tắm màu lên trên người mình, thỉnh thoảng nhìn đến bắp thịt lồng ngực rắn chắc của anh, một người rất thích vận động, làn ra hết sức khêu gợi và mê người. Nhìn anh mới vừa tắm xong, tóc hơi ướt, một đoạn rũ xuống mí mắt, đeo kính đen, lập tức liếc về phía mấy cầm thú ngồi đối diện. Mấy người tô lạc hoành và lâm sở nhai lập tức ôm con vẹt của mình, vẻ mặt thay đổi, làm bộ ho khan, nên làm gì thì làm vậy. Trang hạo nhiên a hát một tiếng, nở nụ cười, nhìn mấy tên xúc sinh này, nâng cầm lên, lạnh lùng nói các người cứ đi đi. Đều đi đi, lúc anh đây ngâm ở trong nước biển lạnh lẽo, tôi nhất định sẽ nhớ đến những người anh em cùng chung hoạn nạn. Đút cho vẹt đi, xem một chút bọn chúng có thể làm bạn bè với các người hay không. Không chừng ngày nào đó, anh đây không cần mọi người, một chân đá bay các người, các người còn có một người bạn. Ba người nghe xong cảm thấy trột dạ, Tô Lạc Hoành là người giảo hoạt nhất, vừa ôm con vẹt kim cương của mình, vừa vuốt cái đầu tròn trịa của nó, vừa trợn to mắt nói, nếu không, tôi cùng nhảy với anh. Cậu cút đi, Trang Hạo Nhiên quay đầu đi, nhìn dòng người hối hả phía ngoài cửa sổ, tức giận trong chốc lát, lại bộc phát nói ra, tôi vì vợ, tôi dễ dàng sao? Tôi vì khả hình, tôi chết cũng được, chỉ cần tôi chết thật đẹp trai, chẳng may tôi, 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 thật ở trong biển bị chuột rút thì làm thế nào? Chẳng lẽ, chẳng lẽ muốn tôi gọi cứu mạng sao? Phi, tôi mới không gọi cứu mạng sẽ để cho tôi chết luôn tôi chết luôn anh vừa nói vừa thở hổn hển tôi lạc hoành lập tức trợn to hai mắt nhìn trang hạo nhiên nói nếu không hiện tại anh ngất đi trang hạo nhiên nghe nói như vậy liền cảm thấy tức giận hung tợn giơ chân muốn đạp chết tên khốn kiếp này mắng xúc sinh đáng chết không có đầu óc anh đây ngất đi một lần cha tôi đều muốn gọi tôi bơi hai hải lý nếu như tôi ngất đi nữa cha tôi để cho tôi bơi qua rồi bơi trở lại thì làm thế nào? Cho rằng anh đây là thần tiên sao? Tôi cũng là người được không? Tôi làm tổng giám đốc không nổi đâu. Lúc tôi còn nhỏ, nguyện vọng là muốn làm đầu bếp. Anh rất hung ác hận hận kêu lên. Được, 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 Tô Lạc Hoành không dám nói tiếp nữa, trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn anh không nhịn được cười nói, anh từ từ chuẩn bị tâm tình, nếu như không một chút tức giận, tôi thật sự sợ anh chống đỡ không tới bờ bên kia. Phốc lâm sở nhai và tào anh kiệt không nhịn được cúi đầu bật cười trang hạo nhiên ngưng thần liều mạng nhìn mấy tên khốn kiếp này tức giận thở dốc một cái nhìn xe đã dần dần chạy nhanh đến hành lang dài ven biển rất nhiều người chen chúc tại lối ra vào bến tàu kích động giống như lấy vợ những người này cũng thiệt là người ta bơi lội có gì để nhìn anh lại ngồi ở sau xe rất tức giận rất tức giận mặt băng bó Lúc này Tiêu Đồng và Trương Thục Giao nhanh chóng mỉm cười đi về phía bên cạnh cửa xe Rolls Royce dừng lại, đồng thời mở ra hai cửa xe, cung kính gọi Tổng Giám Đốc. Mặc kệ anh đi ra ngoài từ cửa nào, dù sao cũng phải ra. Trang Hạo Nhiên ngồi ở trong xe, thở dài một cái, trầm ngâm im lặng một lúc, rốt cuộc kéo khăn tắm màu trắng, đón gió biển vô cùng giá rét, cơ thể vô cùng khỏe khoắn bước ra chỗ ngồi sau xe, lập tức nở nụ cười cực kỳ đẹp trai, vô cùng nhiệt tình, nhìn cả đám người, hấp dẫn vẫy tay, thỉnh thoảng gật đầu một cái, như người lãnh đạo nói cảm ơn mọi người. Wow, thật nhiều nhân viên nữ, còn có nữ phóng viên hiện trường, dối rít nhìn Trang Hạo Nhiên mặc đồ bơi, khoác áo tròn tắm màu trắng, đeo kính đen, thỉnh thoảng lộ ra làn da khêu gợi, lập tức làm trái tim người ta đập nhanh, mặt lập tức hồng như nước, gần như muốn nghẹt thở nhìn Trang Hạo Nhiên, trái tim rầm 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 khiêu vũ. Trang Hạo Nhiên tiếp tục đẹp trai đứng ở trong ánh đèn flash, nở nụ cười nhìn mọi người. Mấy người Lâm Sở Nhai và Tào Anh Kiệt ôm con vẹt, nhìn Trang Hạo Nhiên nở nụ cười đẹp trai chết người, cũng buồn cười. Trang Hạo Nhiên mới vừa hưởng thụ xong ánh đèn flash và tiếng hoan hô, muốn xoay người đi về phía bên kia bến tàu, lại nghe được một tiếng tổng giám đốc tưởng tới, anh hơi giật mình, xoay người. Tưởng Thiên Lỗi quả thật mặc tây trang màu đen, vẻ mặt lộ ra cứng rắn, hết sức nghiêm nghị hấp dẫn đi tới phía này, khi đi qua đám đông thì trên mặt lộ ra nụ cười như có như không, có chút hài lòng. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, nhìn anh nở nụ cười này, khẳng định biết anh nghĩ tới, mình cũng có ngày hôm nay. Quả nhiên tưởng thiên lỗi trước mắt bao người, trước mặt phóng viên báo thương nhân, báo kinh tế tài chính, báo buổi sáng, báo buổi chiều, chậm rãi đi đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, hai mắt nóng bỏng nhìn dáng vẻ anh khoác áo choàng tắm, mặc đồ bơi, đẹp trai, nhịn cười đưa hai tay ra, chỉnh sửa một chút áo choàng tắm màu trắng cho anh, như chồng yêu vợ, vừa sửa sang, vừa thâm tình nói quá khứ cho tới nay đều nghe chú trang nói cậu có bản lãnh có thể nín hơi ngủ ở trong biển có thể bơi giống như cá nếu như một lát nữa gặp phải cá mập nhớ phải chào hỏi nó không chừng hai bên đã từng là bạn bè vẻ mặt trang hạo nhiên đong cứng nhìn người này thời tiết lạnh lúc xuống nước nhất định phải đề phòng chuột rút chẳng may không cẩn thận phải gọi cứu mạng cũng không đẹp trai cậu nói phải không tưởng thiên lỗi nhịn cười nhìn anh nói khuôn mặt trang hạo nhiên vặn vẹo trái phải cái người này quá đen tối quần áo bị tước đoạt hết giảo hoạt không chịu nổi đành phải nén một bụng tức giận nhìn tưởng thiên lỗi cắn răng muốn nặn ra nụ cười nhưng bây giờ tức giận cũng không có cách nào nhướng mày lên nói một chút nữa tôi ngủ ở trong nước gặp phải cá mập thật làm bạn bè anh không nên hối hận đấy sau này tôi không chơi với anh nữa tưởng thiên lỗi không nhịn được bật cười nói cậu muốn tôi chơi đùa với cậu cũng có thể Cậu để cho tôi vẽ con rùa ở trên mặt cậu, dùng bút lông vẽ. Trang hạo nhiên hơi nheo mắt lại, vẻ mặt tức giận nhìn anh. Đi đi, tưởng thiên lỗi vỗ vỗ bờ vai của anh, giống như tổng giám đốc khích lệ cấp dưới nói, tôi ở bên này, chờ cậu. Chờ xem, trang hạo nhiên cảm thấy tức giận, hừ một tiếng liền khoác khăn tắm nhanh chóng đi tới bến tàu, phía trước cảnh sát biển nhìn thấy trang hạo nhiên, rối rít giơ tay lên, thổi còi, ra lệnh cano bên kia chuẩn bị bảo vệ chặt hai bên đường biển tưởng thiên lỗi trầm mặt nhìn trang hạo nhiên cam chịu đi tới bến tàu bên kia đứng ở bên bờ anh lập tức không nhịn được cười tâm trạng tốt khó được ra lệnh ống nhòm đông anh lập tức đưa ống nhòm cho anh trang hạo nhiên cam chịu đứng ở bến tàu nhìn về phía mặt biển mênh mông rộng lớn gợn sóng lấp loáng anh âm thầm hít sâu một hơi thở ra vài hơi lúc cảnh sát biển và thợ lặn căng thẳng đưa mắt nhìn được mấy người lâm sở nhai và tô lạc hoành đang ở bên kia dơ vẹt kêu to cổ vũ anh lập tức bỏ rơi áo choàng tắm trong tay, cả người vô cùng khỏe khoắn giống như con ếch nhảy vào trong nước biển lạnh lẽo, ở trong sóng giữ cuồn cuộn, nhanh chóng bơi tới du thuyền bên câu lạc bộ. a à, thật nhiều người kêu lên, tụ lại cùng nhau nhìn. Trang tính vũ càng lo lắng cho con trai, giờ ống nhòm, căng thẳng nhìn mặt biển minh mông rộng lớn, bắt được một chút bóng đen con trai rơi vào trên mặt biển, trái tim lập tức níu lên, vẻ mặt tưởng vĩ quốc cũng lập tức căng thẳng. Nhận lấy ống nhòm thư ký trưởng đưa tới đeo lên, nhìn mặt biển minh mông, tìm bóng dáng hạo nhiên, trong không khí gấp gáp và vội vàng mong mỏi, rốt cuộc nhìn thấy trên mặt biển mãnh liệt, trang hạo nhiên cởi trần nửa người trên, vung cánh tay to dài khỏe khoắn, khí thế dũng mãnh khuấy động nước biển. Từng trận thở hổn hển bơi tới bên này, hai mắt ông lóe lên, đột nhiên khó nén tự hào kích động trong lòng, nhớ lại lúc ấy đứa nhỏ này hoa hoa ra đời, ông cũng chưa kịp nhìn nhiều, cũng đã bị trao ôm đi, kể từ ngày ấy, đứa nhỏ này giống như cây gai đâm vào trong tim, cho tới bây giờ cũng chưa hết đau. Hôm nay nhìn thân thể anh khỏe mạnh, khí thế cuồn cuộn, đón sóng biển xô tới, giống như ông nội của anh năm đó, trong lòng có loại tư vị khó tả và an ủi. Đây chính là người cha vĩ đại, tình yêu của bọn họ mãi mãi như ngọn núi, như biển sâu, giống như sức mạnh rung động giữa trời đất, sức mạnh vĩnh hằng cho con cái. Tinh thần vĩnh hằng, trang tính vỗ tay cầm ống nhòm, cũng nhìn con trai đón gió lướt sóng tiếp tục bơi đi, trên mặt của ông cũng dần dần tràn ra nụ cười sôi sục kích động, hy vọng rất nhiều năm, những đứa bé này rốt cuộc trưởng thành, nếu như Trí Long ở chỗ này, nhìn con rể ông hôm nay có thành tích như vậy, nhất định cũng sẽ an ủi cảm động. Nghĩ tới đây, trong lòng ông trở nên kích động nhìn chặt con trai, đứa nhỏ này là tình yêu cực hạn của người làm cha như ông. Ông vì có loại con cưng này, mà kiêu ngạo, mà tự hào. Sóng biển tiếp tục minh mông tuôn trào, gió thổi càng lúc càng lớn, bọt sóng cũng bắn lên càng lúc càng cao. Tưởng thiên lỗi đột nhiên cảm thấy trái tim có chút một ngạt, mới vừa còn nở nụ cười hả hê, theo sức gió càng lúc càng lớn, sóng biển càng lúc càng hung mãnh, bóng dáng trang hạo nhiên càng lúc càng nhấp nhô, anh không nhịn được căn dặn, đông anh. Hiện tại gió thổi càng lúc càng lớn, cô lập tức căn dặn cảnh sát biển, phải bảo vệ chặt thêm. Ngàn vạn lần không được để tổng giám đốc trang xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vâng, Đông Anh lập tức gật đầu, cất bước đi khỏi. Tất cả mọi người cũng ngừng thở chờ đợi, nghiêng nhìn, phía trước cảnh sát biển càng không ngừng dựa theo cây cờ đỏ trang hạo nhiên bơi qua, giờ cờ đỏ lên, sức gió thật to, bọt sóng sông tới, lập tức nhào tới cảnh sát biển, mấy cano nô thợ lặn cũng bị bọt sóng lắc nhấp nhiều cao thấp, đang lúc phía trước vang lên báo động sóng lớn thì tưởng thiên lỗi giờ ốm nhòm, chờ mắt nhìn một cơn sóng lớn ở góc độ thẳng đứng, vỗ vào xuống, vỗ vào bóng dáng trang hạo nhiên lập tức biến mất ở trong mặt biển trái tim, ầm, một tiếng. Anh lập tức ném ống nhòm, bước lên trước kêu to, hạo nhiên. 12 chiếc cano theo bóng trang hạo nhiên biến mất ở trong mặt biển, lập tức lái như bay qua bên này, mặt biển đầu kia cảnh sát biển đang bơi, vang lên âm thanh báo động kêu to, không phát hiện bóng dáng tổng giám đốc trang. Lập tức mở đèn cường quang đáy nước. Đám người lâm sở nhai và tiêu đồng ở bên này nghe xong lời này, lập tức kinh hãi. Soảng, ly thủy tinh nện mạnh ở mặt sàn, đường khả hình trở nên kích động, trái tim muốn nổ tung đứng lên, nhìn vào màn hình LCD, hai mắt tràn lệ gọi to trang hạo nhiên. Tưởng thiên lỗi bước nhanh về phía bến tàu, nhìn mặt biển minh mông cuồn cuộn, anh càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, vẻ mặt lộ ra căng thẳng nhìn mặt biển, kêu lớn, hạo nhiên. Rất nhiều cảnh sát biển và cano dối rít tập trung tìm kiếm, cũng không thể tìm được bóng dáng trang hạo nhiên, thậm chí mở đèn lớn báo động, tưởng thiên lỗi đứng ở bên bờ, nóng mắt nhìn đèn báo động, không nói hai lời liền cởi áo khoác tây trang xuống, giật đứt cúc cài cổ áo, cởi dây, lập tức từ chỗ trang hạo nhiên rơi xuống nước, lại nhảy xuống biển, lập tức một cơn gió biển lạnh lẽo, lạnh đến cắt anh đau, thế nhưng anh lại vung tay bơi thẳng phía trước, ở trong mặt biển minh mông, lạc giọng gọi to. Hạo nhiên, gió biển mạnh mẽ nhào tới. Trang tính vũ và tưởng vĩ quốc dối giết căng thẳng nắm ống nhòm đứng ở trên bong thuyền, nhìn trang hạo nhiên đột nhiên biến mất, tưởng thiên lỗi tung người vào trong biển, bọn họ đồng thời căng thẳng kêu lên, mau tìm Tổng Giám Đốc Trang. Bảo vệ Tổng Giám Đốc tưởng, nếu như bọn họ có chuyện gì, mọi người để mạng lại gặp tôi. Rất nhiều thợ lặn và cảnh sát biển nghe lệnh, lại dối giết tung người xuống biển, bơi tìm người. Âm ầm từng trận sóng biển đón gió cuốn tới, giống như thượng đế cùng ma quỷ cùng giống giật, rất nhiều cảnh sát biển và thợ lặn dối giết tìm khắp nơi, tưởng thiên lỗi dọc theo đường ven biển, không ngừng đón sức gió bơi về phía trước, vừa bơi vừa kích động kêu to, Hạo Nhiên. Trên thế giới này người duy nhất có thể giết cậu chỉ có tôi. Cậu đi ra cho tôi, lập tức. Tưởng Thiên lối gào xong, lại gắng sức huy động cánh tay, tiếp tục bơi về phía trước, càng lúc càng đến gần du thuyền, nhưng vẫn cực kỳ nóng lòng, không thấy bóng dáng Trang Hạo Nhiên. Em muốn đi tìm anh ấy. Đường Khả Hinh thấy Trang Hạo Nhiên gặp chuyện không may, khóc muốn lao ra bên ngoài. Khả Hinh em bình tĩnh một chút tô thủy kỳ lập tức ôm chặt thân thể đường khả hình kích động khóc giống thật sự nghi ngờ gấp gáp nói anh ấy không có chuyện gì nhiều cảnh sát biển như vậy làm sao có thể có chuyện gì được trước hết em chờ một chút đã bắt đầu thi đấu rồi lúc này chỉ vì an toàn của em em cũng không thể đi không được đường khả hình lệ rơi đầy mặt cả người sụp đổ khóc giống nếu như anh ấy chết rồi em cũng không muốn sống khả hình Tô Thủy Kỳ đau lòng ôm chặt Khả Hinh, bất đắc dĩ gọi lại chờ một chút. Nếu như không được, anh đi với em, chờ thêm chút nữa. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, dừng động tác, hai mắt gấp gáp nhìn màn hình TV, trái tim bị bóp nghẹt muốn vỡ nát. Hạo nhiên, tưởng thiên lỗi dọc theo đường bơi tới du thuyền, chịu đựng rét lạnh ngấm vào thân thể, khắp nơi cuồng loạn gấp gáp kêu lên, thậm chí vỗ mặt biển, cũng không biết mệt mỏi tức giận gọi cậu đi ra cho tôi. Lập tức, Tưởng Vĩ Quốc và Trang tính Vũ lập tức đau lòng và căng thẳng đi tới bong thuyền, nhìn xuống Tưởng Thiên lội bơi ở bên cạnh, trong lòng của bọn họ chợt đau nhói, lại gào lớn, "Lập tức phái thêm người tìm Hạo Nhiên cho tôi." Lập tức. Nói xong, một bóng dáng ướt đẫm, lặng lẽ bò đến đỉnh cao nhất xu thuyền, vươn tay kéo mạnh dây pháo mừng một cái. Ầm, uhm, pháo mừng vang lên rung chuyển trời đất, khắp nơi bay ra hoa nhỏ màu đỏ, vàng, xanh, hồng, còn có một trận khói mù rầm rầm như cầu vồng. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tính vô cùng mọi người giật mình, cùng lúc kinh ngạc ngẩng đầu lên, không ngờ nhìn thấy Trang Hạo Nhiên hết sức đẹp trai đứng ở đỉnh cao nhất trên du thuyền, nở nụ cười đầy hấp dẫn, hướng về mọi người vẫy gọi, nở nụ cười, thật vui vẻ mình đã bơi đến, thắng lợi kêu to, tôi bơi tới rồi. Ha 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 ha. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tính vũ hoảng sợ đến cảm giác nghẹt tim nhìn người này, uy phong lẫm liệt đứng ở trên đỉnh cao nhất, cười rất hả hê, bọn họ cùng tức giận quát to, xúc sinh. Tưởng Thiên lỗi nghe tiếng với gọi, cũng ngạc nhiên kỳ quái rời khỏi du thuyền một chút, cả người lạnh lẽo kinh ngạc ngẩng đầu lên, không ngờ nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, tên chết tiệt kia đang đứng ở trên đỉnh du thuyền, đứng ở trong hoa giấy màu bồng bềnh, hướng về phía mọi người rất vui vẻ và đẹp trai hôn gió, đầu óc của anh sông máu, cảm giác mình thiếu chút nữa trúng gió, vỗ mặt biển, kêu to a. À. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1056, chén thứ 5 mọi người không ai từng nghĩ tới, một màn kinh điển 50 năm trước có thể tái hiện ở trong mặt biển minh mông này, vẫn có lời đồn Tổng Giám Đốc Tưởng và Tổng Giám Đốc Trang một núi không thể chứa hai hồ, cùng đang bí mật mưu đồ kế hoạch thay thế đối phương. Nhưng hôm nay có cùng một cách nhìn, Tổng Giám Đốc Tưởng không chỉ có thâm tình vui vẻ đưa tiến Tổng Giám Đốc Trang nhảy xuống nước, hơn nữa lúc Tổng Giám Đốc Trang bơi trong biển sâu gặp chuyện không may thì anh dứt khoát cởi Tây Trang, cởi dài ra, giật đứt mấy viên cúc áo sơ mi nhảy vào trong biển, thể hiện tình bạn sâu đậm của hai người bọn họ, lòng trung thành và can đảm, hiểu nhau, yêu nhau. Lập tức, ở trong khoảnh khắc nhanh chóng lan rộng trên mạng internet, một màn kinh điển lập tức truyền ra khắp toàn thế giới. Thị trường chứng khoán cũng theo người đàn ông này, nhanh chóng nhảy vọt. Toàn thế giới, người cả nước vui mừng, Trang Hạo Nhiên vẫn đứng ở trên đỉnh du thuyền, vừa nhìn mọi người hôn gió, vừa nở nụ cười hấp dẫn mê người của anh. Tưởng Thiên lỗi lại toàn thân mệt mỏi, xương cổ tất cả dã rời, cả người ướt đẫm, lạnh đến run cầm cập, mặt tái nhợt, đứng ở trên bong thuyền thở hổn hển, tức giận đến nắm chặt quả đấm lên lên canh cách, ánh mắt anh sắc bén, cả người ướt đẫm ngẩng đầu, tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhịn cười, đứng ở trên đỉnh bong, nhìn tưởng thiên lỗi, lớn tiếng kích động gọi tổng giám đốc tưởng. Mau lên đây, chúng ta cùng nhau kéo pháo ăn mừng, cuộc lữ trình lần này là hai chúng ta cùng nhau. Tưởng thiên lỗi thật tức giận thật muốn mặt cắn nát mặt người này, lại liều mạng nắm chặt quả đấm, đè nén lồng ngực muốn nổ tung, không để ý phóng viên chạy tới, mà vẻ mặt lạnh lùng cất bước đi khỏi. Ôi, tổng giám đốc tưởng, anh đi đâu vậy? Mau lên đây, trang hạo nhiên nhịn cười, lại nhìn bóng lưng ướt đấm của tưởng thiên lỗi tức giận đi khỏi, lúc ấy anh ở trong biển sâu, cũng có thể nghe được tưởng thiên lỗi vội vàng thét gọi tên của mình. Anh trầm ngâm nhìn bóng lưng của người này, cuối cùng nở nụ cười thật đẹp trai, một mình nhận lấy phóng viên phỏng vấn thiếu chút nữa nói không sai anh có thể có ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào chính mình lúc này trang kính vô kéo gậy bóng chày cắn răng nghiến lợi lặng lẽ đi lên bong thuyền muốn đánh chết tên xúc sinh dọa người trang hạo nhiên đang hào hứng nhận lấy đám phóng viên phỏng vấn anh có cảm tưởng gì đối với cuộc bơi lội thỏa thích lần này anh trực tiếp nở nụ cười muốn giải đáp vấn đề của phóng viên nhưng lập tức nhìn thấy cha đang tức giận đùng đùng kéo cây gậy bóng chày cắn răng nghiến lợi đi tới phía này, đầu óc của anh trượt lạnh, liền trượt xuống từ bên kia bong thuyền, vừa nở nụ cười đẹp trai với mọi người, vừa nói, đối với bơi lội lần này, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dù sao, kế thừa là chuyện hết sức quan trọng của cuộc đời người và của một công ty. Huống chi, Tổng giám đốc tưởng và tôi đồng tâm hiệp lực, cùng hoàn thành một màn như vậy, khích lệ hơn 3 triệu nhân viên hoàn cầu. Mong đợi tương lai mỗi một người nối nghiệp hoàn cầu, có thể giữ vững người tinh thần của hai người sáng lập tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Anh nói xong, thấy Trang Tính Vũ đã kéo gậy bóng chảy đi tới, tưởng Vĩ Quốc cũng cảm thấy tức giận, đón gió biển giá rét, nhanh chóng đi về phía bên này, anh lập tức nhảy xuống bong thuyền, thấy tưởng thiên lỗi đã xuống thuyền ở đầu kia, đang chuẩn bị ngồi lên rôn roi, anh lập tức nhanh chóng đi về bên kia, vừa đi vừa gọi Tổng Giám Đốc Tưởng, chờ tôi một chút. Rầm, tiếng cửa xe đóng lại thật lớn. Tưởng thiên lỗi tức giận đến không chịu nổi, ngồi vào ghế sau xe tự mình kéo cửa xe lên cả người ướt đẫm rét lạnh lại lửa giận mút trời cả người giống như bị sát khí hừng hực sắp thiêu cháy lồng ngực phập phồng mạnh thở hổn hển nhớ tới lúc này mình bơi ở trong biển trời đông giá rét nghĩ tới có lẽ người kia thật đã chết rồi nhưng không có ngờ anh có thể chạy lên trên du thuyền kéo pháo ăn mừng hai mắt của anh lóe lên lập tức nhớ tới trang hạo nhiên mới vừa xuống nước thì hung hăng ném lại một câu chờ xem trái tim như bị người nện mạnh một búa tưởng thiên lỗi cắn răng nghiến lợi nghĩ tới thì ra lúc trang hạo nhiên rơi xuống nước cũng đã nghĩ tới muốn dụ dỗ mình tên đáng chết này anh lại phát giận nắm chặt quả đấm đập mạnh trên ghế xe làm cho đông anh muốn ngồi vào cũng trợn mắt nhìn tưởng thiên lỗi cả người lạnh run dáng vẻ tức giận đến nổi bão cô lập tức không dám ngồi vào trong chỉ có chút kinh hồn bạt vía nhưng lại không nhịn được cười nhìn anh từng người đều đang nói lúc tổng giám đốc tưởng nhảy biển dáng vẻ rất khi phách rất oai phong, rất đẹp trai, rất thâm tình. Vào đi, tưởng thiên lỗi biết đông anh ở bên ngoài, anh phiền não nói hết lời, đột nhiên đầu óc nặng nề, chợt hắt xì hơi một cái, anh lại kinh ngạc không thể tin nổi, mấy chục năm cũng không có bị cảm. Đông anh cũng khiếp sợ nhìn tưởng thiên lỗi, nghĩ tới tổng giám đốc tưởng vĩ đại bị cảm. Tưởng thiên lỗi mới vừa kinh ngạc xong, cảm giác đột nhiên sống mũi gay gay, anh kịp thời kéo khăn giấy, lại cúi đầu hắt xì hơi liên tiếp hai cái, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy lỗ tai của mình nóng ran, đầu choáng váng nặng nề, không nhịn được nhớ tới 15 năm trước, sóng biển đánh thẳng vào cả người của mình rét lạnh giống như lưỡi dao cực nhanh bành trướng, cắt trên da thịt của mình, đó là một loại lạnh lẽo đáng sợ nhất trên thế giới. Nghĩ tới đây, tưởng thiên lỗi cảm giác lạnh run cả người, anh chợt tức giận ra lệnh cho tài xế, tức giận nói, lái xe. Đông Anh lập tức căn dặn tài xế nói, lái xe. Lập tức đến bệnh viện. Không cần. "Chuyện nhỏ." Khuôn mặt Tưởng Thiên lỗi lạnh băng, lồng ngực phập phồng thở hổn hển, nói, "Về khách sạn." Tài xế nhìn anh một cái, đành im lặng nổ máy xe, chậm rãi lái Rolls-Royce từ từ chạy tới phía trước. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới khoác áo choàng tắm đi tới, nhìn chiếc Rolls-Royce của Tưởng Thiên lỗi sắp lái ra câu lạc bộ, anh lập tức đi tới, kêu to tổng giám đốc Tưởng. "Tổng giám đốc Tưởng, mau xuống đây, chúng ta tán gẫu hai câu." Lúc này anh thật rất đẹp trai lúc nhảy xuống biển dáng vẻ rất oai phong lẫm liệt chờ cổ phiếu tăng giá tôi mời anh ăn cơm tưởng thiên lỗi ngồi ở trong xe nghe nói như vậy lại cảm thấy tức giận quay mặt sang nhìn trang hạo nhiên đứng ở bên cầu dáng vẻ nhịn cười hài lòng lồng ngực anh muốn nổ tung nắm chặt quả đấm cắn răng thầm kêu trang hạo nhiên cậu chờ đó cho tôi trang hạo nhiên đứng ở bên cầu trong gió biển thật mạnh nhìn chiếc xe của tưởng thiên lỗi dần dần biến mất ở trong trời hoàng hôn dần tối trong lòng của anh khẽ run lên, một loại ấm áp không rõ làm cho anh không nhịn được bật cười. Ôi chao, tổ tông ơi, lúc này anh thật sự hù chết chúng tôi. Tô Lạc Hoành nhanh chóng đón gió biển lạnh lẽo, cùng mấy người lâm sở nhai, tào anh kiệt ôm vẹt, liều mạng chạy tới, cực kỳ tức giận nhìn dáng vẻ trang hạo nhiên hưng phấn, bọn họ đều thở dốc một hơi, hồn phách cũng thu lại, nói anh thật sự hù chết chúng tôi, tôi thật cho rằng anh đã xảy ra chuyện. Nghĩ tới lúc đó không hơn nửa hải lý, nhớ lại anh đi nước anh vì tiện bơi một cái đã đến làm cho tất cả chúng tôi đều hoảng sợ tới mức bay mất hồn trang hạo nhiên nghe xong lời này vẻ mặt xem thường xoay người nhìn mấy tên cầm thú này tức giận nói chờ anh đây sắp chết các người mới bay mất hồn mới vừa rồi anh đây còn chưa có chết tại sao hồn phách của các người không bay ra đồ khốn kiếp tôi sẽ dễ dàng gặp chuyện không may như vậy sao tôi là trang hạo nhiên tôi là thiên hạ vô địch được không anh hò hét vừa xong lập tức liếc thấy tưởng vĩ quốc tức giận nhanh chóng đi về phía bên này, anh lập tức nhanh chóng đi về bên kia đi, trốn tránh hai ông già, nhưng lâm sở nhai một phát nắm chặt áo choàng tắm của anh, gấp gáp gọi anh đừng đi nhanh như vậy. Anh chọc ra chuyện lớn như vậy, lại muốn bỏ đi hay sao? Anh có biết lúc này anh vừa biến mất ở trong nước, ở bên phủ thủ tướng Khả Hinh đã sắp nổi điên, còn thiếu chút nữa muốn chạy tới đây chết cùng anh. Hiện tại nếu cô ấy biết anh đang trêu mọi người, không đánh chết anh xem trang hạo nhiên cảm giác kinh ngạc quay đầu nhìn lâm sở nhai ngạc nhiên nói khả hinh làm sao biết chuyện này mẹ nó tô lạc hoành lại sờ đầu con vẹt của mình kêu to người trên trái đất ai cũng biết được không một kênh giải trí truyền hình trực tiếp hiện trường đấy à trang hạo nhiên trở nên mất hồn kêu lên mau nghĩ biện pháp đoán chừng cô ấy đã nổi điên ở bên kia lâm sở nhai lại lớn tiếng giống anh phủ thủ tướng rất nhiều người giúp việc đi tới đi lui ở hành lang, đang bưng các loại món ăn tinh xảo, từng người, từng người lên tiếng, cung kính đi vào phòng ăn, lúc sau tịnh kỳ và dì tinh cũng im lặng đặt thức ăn xuống, thỉnh thoảng bọn họ cũng không nhịn được liếc về phía đường khả hình, tô linh cũng tay bưng chén cơm, nhai nhẹ một chút cá ươm gừng, rất ý tứ nhìn đường khả hình, buồn cười không dám cười. Tô Thủy Kỳ cũng ngồi ở một bên, cầm chén cơm, gắp một khối huyết vịt, vốn muốn đưa cho đường khả hình, lại suy nghĩ một lát, vẫn bỏ vào trong miệng của mình, nhai có chút bất đắc dĩ, mình có chút tư vị nuốt cơm không trôi cũng thay cô. Thủ tướng đang cầm chén cơm sứ xanh, hai mắt hơi di chuyển, cũng nở nụ cười hơi có chút thâm ý, im lặng nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngồi ở dưới phía bên trái thủ tướng, trong tay đang cầm một chén cơm trắng, tay cầm đôi đũa, giống như quen thuộc người ta, cũng thật sự không để ý tới người khác thế nào nghĩ, rốt cuộc mình ở một gia đình hiển hách như thế nào, cô cũng chỉ liều mạng lùa cơm vừa lùa cơm, vừa hung hăng nghĩ đến trang hạo nhiên mới vừa thiếu chút nữa chết ở trong biển. Mình đau đớn xé lòng khóc giống náo loạn ẩm ý, suýt chút nữa muốn chết cùng anh rồi, nhưng cuối cùng anh giống như người không có việc gì. Ở trên đỉnh du thuyền hôn gió với mọi người, tên đáng chết này, lúc này mình hoảng sợ thiếu chút nữa tim gan phèo phổi cũng vỡ ra. Cô nghĩ tới đây, lại cảm thấy nổi điên, lùa cơm, còn thiếu chút nữa vùi đầu vào trong chén cơm trắng, cũng giống như không cần nhai thầm xuống, thậm chí thần chí mơ hồ đưa đôi đúa, gắp lên dưa chuột trước mặt thủ tướng, hung tợn bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa cúi xuống, giống như phát điên lùa cơm. Lúc này Tô Linh không nhịn nổi nữa, có chút kinh ngạc nhắc nhở cô nói, khả hình. Đây đã là chén cơm thứ tư rồi, cô còn muốn thêm chén thứ năm sao? chương 1057, học tập. Muốn, đường khả hình vừa lùa cơm, vừa tức giận, hận hận nói. Tô Thủy Kỳ nghe nói như vậy, lập tức căng thẳng, đau lòng quay đầu nhìn cô nói, đừng ăn nữa, một chút nữa bị bụng no sẽ hỏng thì làm thế nào. No chết luôn, tốt hơn mất mặt xấu hổ. Đường khả hình lại nhớ tới mới vừa mình ở trước mặt thủ tướng liều mạng ồn ào ẩm ý, mặt của cô thoạt đỏ bừng, mình cũng cảm thấy mình quá mất mặt. Thật mất mặt, cô nói xong, lại cảm thấy lúng túng cúi đầu, vùi mặt mình vào trong cơm, phát điên lùa cơm, thời gian như một làn khói, cô đã lùa xong chén cơm kia rồi. Cô lại dơ chén cơm lên, đưa về phía Di Tinh. Di Tinh cảm giác gây ngốc, há hốc miệng nhìn Đường Khả Hinh, cô gái nho nhỏ này không ngờ có thể chống đỡ đến chén cơm thứ tư. Mặc dù bà có chút khó tin, nhưng vẫn im lặng nhận lấy chén sứ xanh, lại đưa về phía người giúp việc Bới cơm thêm cho Khả Hinh. Thủ tướng nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh tức giận như vậy, cũng chỉ nhàn nhạt cười cười, đẩy cái đĩa dưa chuột ướp tỏi trước mặt mình tới trước mặt của Đường Khả Hinh, nói: đừng tức giận. Thằng bé hạo nhiên kia ông rất quen thuộc là một người chuyện gì cũng tự có tính toán, mọi việc cũng quan tâm chu đáo, suy nghĩ toàn diện, đây là sở trường của cậu ấy. Đoán chừng chuyện này, cậu ấy tự nhiên đã suy tính, mặc dù quá trình hơi ác liệt một chút, cháu tha thứ cho cậu ấy. Đùa chuyện không thú vị, mang loại chuyện như vậy ra đùa, sống và chết là loại chuyện nghiêm túc và lo lắng nhất. Đường Khả Hinh lập tức nhận chén cơm thêm gì tinh đưa tới, lại dùng sức cầm đũa lên, ao ao từng ngụm từng ngụm ăn cơm, lúc này Thơ ngữ và lạp lạp cùng tiên nhi đã được Tô Linh đồng ý, đi vào phủ thủ tướng, người còn đang căng thẳng và thật cẩn thận, lại nhìn thấy đường khả hình đang liều mạng ăn cơm, cũng ăn hoảng sợ nhìn cô, đứng ở bên phòng khách, không dám lên tiếng. Lúc này, một loạt tiếng bước chân nhanh chóng chuyển đến. Tô Linh nghe được tiếng bước chân này, mặt của cô liền hơi lộ ra nụ cười, nói, dưới cờ tổng giám đốc trang nhân tài đông đúc, có thể nói mọi người đều có thể lực vượt trội, thậm chí có một số người có võ nghệ phi phàm, để lại ấn tượng sâu sắc cho người ta Ví dụ như vị tiểu thư mới Vừa từ nước Anh trở lại Gọi Trương Thục Giao Đi tới đâu bước chân cũng nhẹ nhàng nhanh chóng Khó trách ở trong thời gian ngắn Tịnh Kỳ có thể làm bạn bè với cô ấy Tôi cũng không thích người lề mề Tịnh Kỳ nghe nói như vậy Lập tức mỉm cười ngẩng đầu lên Nhìn ngoài phòng Đường Khả Hinh cũng cảm thấy tò mò Tay cầm đôi đúa Quay đầu nhìn bên ngoài Cửa phòng bóng trúc bồng bình Nghĩ tới Thục Giao là ai Chẳng được bao lâu, quả nhiên Trương Thục Giao mặc áo sơ mi màu đen, kết hợp quần dài thẳng màu đen, cô mang giày cao gót Italy, nở nụ cười thanh lệ động lòng người, cất bước đi vào nhà thủ tướng, nhìn thấy cả nhà thủ tướng đang dùng bữa, cô lập tức mỉm cười, cung kính đi tới, nói, ngượng ngùng. Quấy giày thủ tướng cùng mọi người dùng cơm, tô tiểu thư và cậu chủ tô, hết sức xin lỗi, bởi vì được tổng giám đốc trang nhờ vả, đưa tới một phần quà tặng cho thủ tướng, cho nên không thể làm gì khác, lúc này, mạo muội tới đây. Đường khả hình ngạc nhiên nhìn Trương Thục Giao, hai mắt hơi xoay tròn, từ trước đến nay cũng không có nghe ai nói đến cô. Hai mắt Trương Thục Giao lóe lên, cũng nhìn đường khả hình một cái, biết cô là bà tổng giám đốc tương lai, cũng không dám nhiều lời. Đưa, quà tặng tới đây cho tôi. Thủ tướng nghe nói lời này, lại cảm thấy buồn cười. Tô Linh cố ý buông chén xuống, nhận lấy chè tuyết giáp sao, dì tinh đưa tới, uống một hớp nhỏ, mới cười nói nhà chúng tôi không nhận hối lộ tổng giám đốc trang muốn thủ tướng mở đường cho cậu ấy sao chú thích sao chè tuyết giáp còn gọi là chè hashima được lấy từ ống dẫn chứng của con ếch đường khả hinh nghe nói như vậy lại nhìn trương thục giao trương thục giao lập tức nở nụ cười nói tôi tiểu thư chị nói cũng đúng chỉ là tổng giám đốc chúng tôi trang biết gần đây thân thể thủ tướng có bệnh nhẹ có nhiều thời gian ở nhà nghỉ ngơi tục ngữ có nói mặc dù hoa mẫu đơn thật là quốc sắc cũng không bị kịp với chim hoảng sợ bay lên. mặc dù nhà thủ tướng sang trọng làm người ta thoải mái dễ chịu nhưng dù sao nhìn thấy nhiều cũng có thể sẽ khát vọng một chút vật mới mẻ để chăm sóc sức khỏe. thủ tướng nghe nói như vậy cũng chậm rãi cười nói, nói đến chăm sóc sức khỏe trong nhà của chúng tôi không phải có tiểu hình hình sao? sắc mặt của tô thủy kỳ thay đổi, không nói nên lời nhìn ông nội. đường khả Hinh nghe nói như vậy ngược lại không khỏi xấu hổ mỉm cười vẻ mặt trương thục giao lập tức hơi lộ ra bí ẩn không đồng ý mỉm cười nói mặc dù là nói như vậy nhưng cho dù là tiểu hình hình hay tiểu hình hình cũng có chút cô đơn dù sao mỗi người bắt đầu trao đổi cũng đều có tâm tư riêng nếu muốn thật sự hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương thật ra vẫn không dễ dàng nếu không trao đổi làm sao xoa dịu được cô đơn chứ tô thủy kỳ nhíu chặt mày Vậy cô có biện pháp gì có thể biết suy nghĩ của Tiểu Hinh Hinh, hoặc là... Tiểu Hinh Hinh, quả nhiên tâm trạng của Thủ tướng không khỏi vui vẻ, ngẩng đầu lên nhìn Trương Thục Giao, mỉm cười hỏi. Trương Thục Giao dừng lại một lát, trên mặt mới hơi lộ ra nụ cười ý vị sâu xa, dịu dàng nói, nghe nói trong phủ Thủ tướng, con vẹt tên Tiểu, Hinh Hinh, thông minh khéo léo linh lợi, rất được lòng người. Hơn nữa hiểu tiếng người, hết sức lanh lợi đáng yêu. Mọi người đều biết, từ trước đến giờ tổng giám đốc Trang cũng hết sức thích con vật nhỏ lanh lợi đáng yêu. Biết tiểu hình hình đáng yêu như thế, cũng ham mê thích thú noi theo thủ tướng, tự mình cũng mua không ít con vẹt kim cương, không ngừng dạy chúng nó nói chuyện. Thế nhưng cho dù dạy như thế nào, mấy con vẹt cũng chỉ học nói được hai chữ. Điều này làm cho tổng giám đốc chúng tôi suốt ruột, lúc anh ấy nhảy xuống nước chơi đùa thì nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ ra một biện pháp. Tổng giám đốc Trang nói, tiểu hình hình nhà thủ tướng, một bảo bối ngây ngô quá buồn bực, không bằng tìm bạn cho nó. Thứ nhất cùng tỏ tâm ý lẫn nhau, càng có thể giải buồn. Thứ hai, vẻ kim cương của Tổng Giám Đốc chúng tôi cũng khiêm tốn học tập theo Tiểu Hinh Hinh, nhìn xem, dưới sự lãnh đạo của Tiểu Hinh Hinh thông minh khéo léo, có thể cải thiện được hay không? Tô Thủy Kỳ nhướng mày, trên mặt lộ ra nét cổ quái. Hai mắt đường khả hình chuyển một cái, không biết Trang Hạo Nhiên đang đùa kiểu gì, cũng trầm ngâm, theo thói quen cầm đũa lên, tiếp tục lùa từng khối cơm thật lớn đưa vào trong miệng nhai tô linh nhìn em trai một cái liền không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn trương thục giao nở nụ cười nói hôm nay tổng giám đốc trang bận rộn như vậy còn có thời gian nghĩ chuyện con vẹt vẻ mặt trương thục giao lập tức lộ ra ngọt ngào khiêm tốn mỉm cười nói tôi tiểu thư chỉ có điều không biết mặc dù bình thường tổng giám đốc chúng tôi cũng bận rộn công việc nhưng cho dù anh ấy bận rộn thế nào trong lòng suy nghĩ đến tình yêu vẫn là chuyện quan trọng nhất cuộc đời anh ấy Thủ tướng nghe nói như vậy, ngược lại có vài phần hào hứng, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Trương Thục Giao mỉm cười nói, hạo nhiên nuôi mấy con vẹt. Trong nhà có thêm mấy vật nhỏ, cũng náo nhiệt. Trương Thục Giao nghe nói như vậy, lập tức nở nụ cười rực rỡ nói, không nhiều lắm. Vừa đúng 27 con. Chỉ 27 con, Tô Linh cũng có chút kinh ngạc nhìn Trương Thục Giao, bất đắc dĩ cười nói, Tổng Giám Đốc Trang buồn bực đến cỡ nào mới cần 27 con vẹt nói chuyện với cậu ấy hát một bài hát cũng có thể rồi. Đường khả hình cũng trợn to hai mắt, cầm đôi đũa đưa vào trong chén, lại lùa cơm nóng bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa kinh ngạc nhìn Trương Thục Giao. Tô Thủy Kỳ nghe vậy, cũng có chút chống đỡ không được rồi, ngẩng đầu lên nhìn Trương Thục Giao nói, tôi nói. Chuyện này không ổn đâu, tiểu súc sinh nhà tôi vốn bướng bỉnh gây sự, sáng nay mới đánh vỡ một chậu cá vàng của tôi. Cô cho nó thêm 27 đứa bạn, đây không phải là tôi tìm phiền toái sao. Phúc, tịnh kỳ cùng tất cả người giúp việc nhà thủ tướng đều không nhịn được bật cười. Trương Thục Giao nghe nói như vậy, vội vàng cười giải thích nói, cậu chủ tô, anh hiểu lầm rồi. Ý của Tổng Giám Đốc Trang là, anh ấy mua tổng cộng 27 con vẹt, sau đó dạy cho bọn chúng biết một chút kiến thức cuộc sống, sau đó đưa đến phủ thủ tướng, để cho tiểu hình hình của thủ tướng chọn lựa xong, xem thử con nào hiểu được tâm ý của nó, nhất định con đó vô cùng oai phong, giỏi giang anh hùng liền để nó lại cùng với tiểu hinh hinh anh cảm thấy như vậy được không tô thủy kỳ lập tức nói không nên lời vẻ mặt có chút cổ quái thủ tướng nhìn cháu trai như vậy cũng có chút vui vẻ lập tức hăng hái chậm rãi nói điều này cũng không tệ trước hết để cho vật nhỏ nhà của chúng ta tới đây vâng dì tinh nghe xong lập tức đi tới phía sau vườn hoa không đến bao lâu liền mang con vẹt nhỏ màu lông pha pha hết sức hoạt bát bắt mắt con vật nhỏ mới vừa theo dì tinh đi vào phòng khách nhìn thấy ánh mắt tô thủy kỳ muốn giết người như vậy nó lập tức giơ cánh lên bay qua bả vai đường khả hinh kêu to hôm nay núp ở vườn hoa nghe được khả hinh anh yêu em phốc tô thủy kỳ mới vừa miệng uống canh nóng vào bụng nghe nói như thế anh lại lúng túng mặt đỏ tới mang tai muốn đưa tay bắt con xúc sinh này nó lập tức giương cánh bay tới bả vai thủ tướng bắt nó trói gô lại cho tôi cắt bỏ đầu lưỡi tôi làm phẫu thuật cho nó. Tô Thủy Kỳ tức giận đến lồng ngực muốn nổ tung rồi. Thủ tướng cũng mỉm cười mặc cho con vật nhỏ kia nói lung tung, trước hết để cho dì tinh đặt nó vào trong cái lồng cạnh cửa sổ, mới căn dặn Trương Thục Giao nói mang con vẹt của cô vào nhìn một chút. Xem một chút vật nhỏ của tôi thích con nào. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, cũng cảm thấy có chút tò mò, cầm chén cơm, vừa ăn cơm trắng, vừa rất hứng thú ngẩng đầu lên, nhìn Trương Thục Giao. Vâng, Trương Thục Giao đáp lời, nhưng vẫn hiểu lê xin phép, Thủ tướng, ngài cần rời bước không? Dù sao chim muông bay múa, sẽ quấy nhiễu ngài ăn uống. Không sao cả, Thủ tướng mỉm cười nói xong, lại hết sức thích thú nhìn con vẹt nhỏ của mình bên cửa sổ. Vâng, Trương Thục Giao nói xong, lập tức hơi xoay người, ngẩng mặt nhịn cười, nghiêm nghị ra lệnh đưa con vẹt của chúng ta vào. Không nói hai lời, ngoài phòng có một trận tiếng động, không đến bao lâu, con vẹt nhỏ bên cửa, quả nhiên ngửi được mùi đồng loại, hết sức kích động ngẩng đầu lên, nhìn sang bên kia. Tất cả mọi người cũng nhìn ra, ngoại trừ đường khả hình chăm chú lùa xong chén cơm cuối cùng. Trong thoáng chốc, âm thanh rào rào tràn đầy khí thế vang lên, lập tức trong phủ thủ tướng đầy sa hoa, bay vào 27 con vẹt lông vàng óng ánh, trên đầu còn mang cái mũ vương miệt, uy phong lẫm liệt dương cánh, ngẩng mặt chỉnh tề bay vào, sau khi bay một vòng cả phòng ăn sang trọng, con vẹt dẫn đầu tất cả vẹt kim cương, đột nhiên tràn đầy cảm xúc, kích động cao giọng, xúc động kêu to, hảo hảo. Phụt, đường khả hình nghe hai chữ này, cô lập tức kích động, cả miệng cơm hướng về phía thủ tướng không nhịn được phun ra toàn bộ. Mọi người kinh hãi, trên mặt thủ tướng giật giật, vẻ mặt ngẩn ra, cả khuôn mặt đều là cơm, còn có hai hạt mới vừa rớt xuống. Đường khả hình lập tức thở hốc vì kinh ngạc, trợn to hai mắt, hoảng sợ đến mất hồn mất phía nhìn thủ tướng, vẻ mặt muốn khóc chương 1058, hiệu quả chấn động. Trang hạo nhiên đáng chết này, nhàn rỗi không có chuyện gì, dày vò phiền phức rối rắm mình như vậy. Trái tim lạnh lẽo giống như thủy tinh vỡ vụn. Đường khả hình cảm giác kinh hãi trợn to hai mắt, nhìn trên mặt thủ tướng dính đầy cơm trắng, có mấy hạt còn che mắt kính của ông, mặt của cô thoạt đỏ lên, mọi người đang vội vàng lau cho thủ tướng, cô cũng vội kéo khăn giấy đứng lên, hoảng sợ đến nói không ra lời, cũng chỉ căng thẳng ô ô a à a à đi tới, Nói thủ, thủ tướng, thật, thật xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì, đừng căng thẳng. Thủ tướng cũng giống như người không có sao, cười cười trấn an cô. Tô Linh cũng vội vàng đi tới, nhận lấy khăn tay gì tinh đưa tới, nhìn ông nội dùng khăn tay lau mặt, bộ dạng quẫn bách, cô cũng không nhịn được bật cười phốc một tiếng, nhìn khuôn mặt Khả Hinh căng thẳng sợ hãi, nói, "Khả Hinh, cô là người đầu tiên ở Trung Quốc dám phun trên mặt thủ tướng, bình thường ngay cả ủy viên Trương cùng thủ tướng chúng ta thỉnh thoảng có ý kiến không hợp nhau, nhưng cũng chỉ gõ gõ bàn. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, càng hoảng sợ đến đỏ mặt nhìn Tô Linh, trong lúc bất chợt không nói nên lời. "Chị, chị đừng trêu chọc Khả Hinh nữa." Tô Thủy Kỳ biết chị thích nói đùa, liền vội vàng đứng lên, tay nắm cánh tay Khả Hinh, trấn an cô nói, "Không có việc gì. Không có việc gì, đừng căng thẳng, em cũng bị giật mình." "Đúng vậy, thủ tướng vừa lau mặt Vừa nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói, "Đừng căng thẳng, quả thật mấy con vẹt này thật đáng yêu." "Cháu?" Đường Khả Hinh lập tức bị đè nén đến nói không ra lời, mới vừa muốn giải thích, rồi lại nhớ ra cái gì đó, liền hung tợn quay mặt sang, cắn răng nghiến lợi trợn to hai mắt nhìn hai mươi mấy con súc sinh trên không trung, vẫn còn đang đập cánh, kiêu ngạo bay trên không trung, ngẩng đầu lên, khàn giọng kêu to, "Hảo hảo! Hảo hảo!" Một cái chảo đập mạnh vào cái ót Đường Khả Hinh. Cô thật sự mặt bất đắc dĩ nhìn hai mươi mấy con súc sinh này, thở dốc một hơi. Tô Thủy Kỳ cũng hiểu ý tứ trong đó, vẻ mặt cười khổ quay đầu lại nhìn hai mươi mấy con vẹt trên không trung, nghĩ tới Trang Hạo Nhiên thật sự vất vả dụng tâm. Tô Linh cũng hết sức buồn cười ngẩng đầu, nhìn mấy con vẹt này, cảm thấy bọn chúng vừa oai phong, vừa thông minh, hài hước, hiển nhiên từng con là một tiểu Hạo Nhiên, liền không nhịn được cười nói: "Tổng giám đốc Trang, quả nhiên danh bất hư truyền." Không lên tiếng thì thôi đã lên tiếng làm người ta kinh ngạc mặc kệ đi tới đâu người của cậu ấy hay động vật cũng vô cùng trói mắt được hoan nghênh những bảo bối nhỏ này tên gọi là gì trương thục giao cũng vì tình huống mới vừa phát sinh có chút cảm thấy áy náy nhưng nghe tô linh nói liền cũng bật cười nói tên của chúng nó liền kêu hảo hảo đơn giản dễ nhớ dễ dàng làm cho người ta nhớ thương phốc tô linh nghe nói như vậy thật sự không nhịn được cúi đầu cười lặp lại hai chữ Hạo hạo, ôi chao, những con vẹt này ở trong nhà của chúng tôi không biết phải ăn bao nhiêu giấm chua mới có thể lớn lên đây. Tô Thủy Kỳ cũng không nói nên lời, cười khổ. Vẻ mặt đường khả hình cũng bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn 27 con vẹt này, vẫn còn đang giả bộ oai phong dạo chơi ở trước mặt tiểu Hinh Hinh, ở trong lồng che tiểu Hinh Hinh, hai mắt tỏa sáng, không nói hai lời, liền dương cánh muốn bay ra ngoài theo đám kim cương đẹp trai. Tô Thủy Kỳ sợ vẹt kim cương giã tính khó thuần, đến lúc đó bay loạn xạ, liền đưa tay muốn bắt được con súc sinh này không để cho nó chạy loạn, không ngờ nó quạt đuôi một cái làm cho mặt của Tô Thủy Kỳ đầy bụi, không nói hai lời. Giống như con gái biết yêu, chạy theo bạn trai. Này, Tô Thủy Kỳ trở nên mất hồn kêu lên, cũng đã nhìn thấy con súc sinh mình nuôi, vỗ cánh bay theo 27 con vẹt, anh lập tức lo lắng nói, mau đi ra xem con vật nhỏ kia một chút. Đừng bay theo vẹt lung tung. Trương Thục Giao nghe nói như vậy, cũng không nhịn được bật cười, nói cậu chủ tô anh đừng căng thẳng tiểu hình hình của chúng ta có thể đang chọn lựa như ý lang quân của nó ôi chao cái này cần gì lựa chọn tô linh tiếp lời nhìn đường khả hình rất có thâm ý cười nói con này là hảo hảo con kia cũng là hảo hảo dù chọn thế nào cũng vẫn chỉ có thể chọn hảo hảo tổng giám đốc trang cũng thiệt là một chút lựa chọn cũng không cho người khác có lẽ con này gọi hảo hảo con kia gọi lối lối một con nữ gọi kỳ kỳ, đoán chừng cũng không phiền toái. Đường khả hình nghe nói như vậy, cả khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng giống như trái cà chua. Tô Thủy Kỳ không nói nên lời, nhìn chị. Hôm nay tâm trạng của Thủ tướng rõ ràng vui vẻ, cũng tham gia cười nói, còn có một con gọi là Phong Phong. Không chừng cũng phát điên luôn. Phốc, ha ha ha, Tô Linh thật sự không nhịn được rồi, cả người đứng ở một bên, tay không nhịn được che miệng, cười thật vui vẻ, lần này toàn bộ mọi người cũng cười theo trương thục giao cùng tịnh kỳ cười đến không thốt nên lời chỉ có đường khả hình đỏ bừng cả khuôn mặt không thốt nên lời cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn người này một chút nhìn người kia một chút liền cảm thấy lúng túng xoay người nhanh chóng đi lên lầu tô thủy kỳ cảm giác bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng đường khả hình gấp gáp chạy đi chỉ đành im lặng lẽ bật cười trang hạo nhiên đáng chết thật sự dày vò chết người đường khả hình tức giận đến khuôn mặt ửng hồng đi qua hành lang thật dài, vịt một tiếng đẩy cửa phòng ra, không nói hai lời liền đóng cửa lại, xài bước đi tới bên bàn đọc sách, cạch một tiếng, đẩy hai cánh cửa sổ hoa văn sợi ra, lập tức bị mấy con chim xông thẳng vào mình, cô thét chói tai một tiếng, hoảng sợ đến mặt hoa biến sắc, trợn to hai mắt, nhìn hai mươi bảy con vẹt này, bay rào 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 qua trước hai cửa sổ phòng mình, khàn giọng kêu to, hảo hảo. Con, tiểu hình hinh cũng rất khoái trá vô cánh bay theo 27 con vẹt, dưới ánh đèn trong rừng trúc xanh biếc đang lúc nóng lòng bay loạt, đường khả hình vẫn còn chưa hoàn hồn, thở dốc, kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn 27 con vẹt vẫn còn đang tự nhiên bay lượn trên bầu trời tối tăm, không khỏi nhớ tới, cái đêm trước đó mình tới nhà thủ tướng, chàng hạo nhiên ngồi ở xe cách vài con phố, cùng mình đi tới trước phủ thủ tướng, cô gần như có thể nhìn thấy trong cửa sổ xe màu đen, có đôi mắt lo lắng vội vàng đang gắt gao nhìn mình. Cô nhớ tới đôi mắt kia, trong lòng chậm rãi ấm áp, vẻ mặt hơi thu lại, Ngẩng đầu lên nhìn 27 con vẹt này, vẻ mặt vẫn rất oai phong bay trên không trung, cô không nhịn được bật cười, đôi tay vịn nhẹ lên song cửa sổ, hai mắt dịu dàng lóe ra một chút rất vội vàng, nhìn rừng trúc lay động phía trước, không nhịn được nhớ lại, người nọ ngồi ở ghế tổng giám đốc trong phòng họp ngàn người, hai tròng mắt hấp dẫn lóe ra ánh sáng mãnh liệt, sắc bén nhìn về phía mọi người, nhắc tới kế hoạch nào đó thì chậm rãi phát ra ngàn vạn khí thế. Dung động tất cả mọi người, mà cuộc thi đấu rượu đỏ lần này anh là một trong giám khảo chính lúc chuyên gia hầu rượu thi đấu, lần nữa ngồi ở trước mặt của mình, giữ thái độ công bằng vô tư nhất, vì cả đời của mình cố gắng chấm điểm. Trang Hạo Nhiên, đến ngày đó, anh tuyệt đối không thể ở trước mặt vận mạng, xuống tay lưu tình với em. Em chấp nhận cùng anh trải qua mưa gió, nhưng ở trước mặt rượu đỏ, chúng ta cũng nên giữ chặt thái độ công bằng nhất, nghiêm túc nhất, bởi vì, cũng bởi vì nó, thành tựu của em có một chút hương hoa, thành tựu của em với tình yêu anh cả đời. Cô gái này, hai mắt lập tức rưng rưng, giống như nhìn thấy người đàn ông kia nơi xa, cả đời gánh vác sức nặng yêu và trách nhiệm, đứng ở đỉnh núi khác, dịu dàng nhìn mình, khẽ mỉm cười, cô cũng cười, nước mắt chảy xuống, giống như linh hồn nghẹn ngào gọi ra. Anh chờ em một chút, anh chờ em một chút, em sẽ từng chút từng chút lên núi cùng anh. Nơi xa, người đàn ông yêu quý đó, giống như nghe được tiếng gọi, lại nhìn cô, khẽ mỉm cười. Một cơn gió giá rét thổi tới, không khí mùa thu càng nồng đậm, giống như mùa bọn họ quen biết nhau, mưa phùn bồng bềnh, giả dích bay đến, ướt đẫm đường lớn rừng phong đỏ, thật dịu dàng huyền chuyển phía trước, hai người chống cây dù trong suốt, trò chuyện vui vẻ đi về phía trước, thỉnh thoảng dừng ở trước quầy hàng kiwi, ánh mắt giữ lại một chút tình yêu, cũng giống như trở thành một chút huyền thoại. 27 con vẹt vẫn còn đang rất khoái trá bay trên cao, cuối cùng dẫn tiểu hình hình tiếp tục bay nhanh ra ngoài rừng núi, sắp ra khỏi phạm vi lưới điện thì hai bóng đen giống như bóng ma, lập tức kéo rộng lưới điện, một phát bắt bọn chúng lại, không cho phép bọn chúng bay ra khỏi phạm vi bảo vệ của thủ tướng, để tránh nguy hiểm. Tiểu hình hình bởi vì quen thuộc đường đi trong phủ thủ tướng, liền dẫn vẹt kim cương bay trở về. Mưa phùn giả dích bay tới, vang lên tiếng nhỏ giọt vào bụi cỏ bên ngoài lưới điện, cũng không có ai phát hiện, có một bóng đen, đôi mắt lóe lên quỷ dị, liếc vào bên trong, nó đang nấp ở giữa cành lá, sắc bén nhìn chầm chầm vào 20 con vẹt kim cương, đưa mắt nhìn thật lâu thật lâu, ở trong bụi cây, lập tức vỗ cánh bay đi, trong phút chốc liền thoát ra giữa rừng núi, lại bí ẩn bay về phía trước. Mưa gió càng lúc càng lớn, đong đưa cả thế giới bóng tối. Không biết bay bao lâu, rốt của cú mèo rừng ở trước một căn nhà nhỏ tại ngõ hẻm nào đó thì cửa sổ thật chặt là lối vào căn phòng ngầm dưới đất nào đó, đã từng là hầm trú ẩn dưới đất bao nhiêu năm trước, bên trong ẩm ướt, hiện đầy mùi thúi, sắc lạnh cô gái rất lạnh lẽo đứng ở một trong bóng tối, mượn một chút ánh sáng yếu ớt, nhìn thân thể hôn mê co rúc trên đất, hai mắt lóe ra ánh sáng tàn nhẫn, khẽ mỉm cười. Thi đấu chuyên gia hầu rượu sắp bắt đầu, người của chúng ta đã đi tìm Lưu Nhã Tuệ rồi, chúng ta đối phó người này như thế nào? Có người ở trong bóng tối, hỏi một câu. Hai tròng mắt cô ta lóe ra ánh sáng mãnh liệt, nhìn cô gái hôn mê trên đất, thật lâu thật lâu, mới sâu kín cười nói, làm con tin, nếu muốn đạt hiệu quả uy hiếp, nhất định cần xảy ra chuyện chấn động. Ví dụ như dùng máy khoan điện, khoan qua mặt cô ta, để cho cô ta chảy máu thịt be bét, như vậy. Tôi không tin, đường khả hình còn có thể tập trung toàn lực thi đấu. Lời này vừa nói ra, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện thật nhiều người, sắc mặt cùng âm trầm, nhìn cô gái thật thà, đơn giản co rúc trên đất. chương 1058, hiệu quả chấn động. Trang hạo nhiên đáng chết này, nhàn dỗi không có chuyện gì, dày vò phiền phức rối rắm mình như vậy. Trái tim lạnh lẽo giống như thủy tinh vỡ vụn. Đường khả hình cảm giác kinh hãi trợn to hai mắt, nhìn trên mặt thủ tướng dính đầy cơm trắng, có mấy hạt còn che mắt kính của ông, mặt của cô thoạt đỏ lên, mọi người đang vội vàng lau cho thủ tướng, cô cũng vội kéo khăn giấy đứng lên, hoảng sợ đến nói không ra lời, cũng chỉ căng thẳng ô ô a à a à đi tới, nói thủ. Thủ tướng, thật, thật xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì, đừng căng thẳng, Thủ tướng cũng giống như người không có sao, cười cười trấn an cô. Tô Linh cũng vội vàng đi tới, nhận lấy khăn tay gì tinh đưa tới, nhìn ông nội dùng khăn tay lau mặt, bộ dạng quẫn bách, cô cũng không nhịn được bật cười phốc một tiếng, nhìn khuôn mặt Khả Hinh căng thẳng sợ hãi, nói: "Khả Hinh, cô là người đầu tiên ở Trung Quốc dám phun trên mặt thủ tướng, bình thường, ngay cả ủy viên Trương cùng thủ tướng chúng ta thỉnh thoảng có ý kiến không hợp nhau, nhưng cũng chỉ gõ gõ bàn." Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, càng hoảng sợ đến đỏ mặt nhìn Tô Linh, trong lúc bất chợt không nói nên lời. "Chị, chị đừng trêu chọc Khả Hinh nữa." Tô Thủy Kỳ biết chị thích nói đùa, liền vội vàng đứng lên, tay nắm cánh tay Khả Hinh, trấn an cô nói, "Không có việc gì. Không có việc gì, đừng căng thẳng, em cũng bị giật mình." Đúng vậy, thủ tướng vừa lau mặt, vừa nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói, "Đừng căng thẳng, quả thật mấy con vẹt này thật đáng yêu." "Cháu" Đường Khả hình lập tức bị đè nén đến nói không ra lời, mới vừa muốn giải thích, rồi lại nhớ ra cái gì đó, liền hung tợn quay mặt sang, cắn răng nghiến lợi trợn to hai mắt nhìn hai mươi mấy con súc sinh trên không trung, vẫn còn đang đập cánh, kiêu ngạo bay trên không trung, ngẩng đầu lên, khàn giọng kêu to, "Hảo hảo." "Hảo hảo." Một cái chảo đập mạnh vào cái ót Đường Khả hình, cô thật sự mặt bất đắc dĩ nhìn hai mươi mấy con súc sinh này, thở dốc một hơi. Tô Thủy Kỳ cũng hiểu ý tứ trong đó, vẻ mặt cười khổ quay đầu lại nhìn hai mươi mấy con vẹt trên không trung nghĩ tới trang hạo nhiên thật sự vất vả dụng tâm tô linh cũng hết sức buồn cười ngẩng đầu nhìn mấy con vẹt này cảm thấy bọn chúng vừa oai phong vừa thông minh hài hước hiển nhiên từng con là một tiểu hạo nhiên liền không nhịn được cười nói tổng giám đốc trang quả nhiên danh bất hư truyền không lên tiếng thì thôi đã lên tiếng làm người ta kinh ngạc mặc kệ đi tới đâu người của cậu ấy hay động vật cũng vô cùng trói mắt được hoan nghênh những bảo bối nhỏ này tên gọi là gì trương thục giao cũng vì tình huống mới vừa phát sinh có chút cảm thấy áy náy nhưng nghe tô linh nói liền cũng bật cười nói tên của chúng nó liền kêu hảo hảo đơn giản dễ nhớ dễ dàng làm cho người ta nhớ thương phốc tô linh nghe nói như vậy thật sự không nhịn được cúi đầu cười lặp lại hai chữ hảo hảo ôi chao những con vẹt này ở trong nhà của chúng tôi không biết phải ăn bao nhiêu giấm chua mới có thể lớn lên đây Tô Thủy Kỳ cũng không nói nên lời, cười khổ. Vẻ mặt Đường Khả Hinh cũng bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn 27 con vẹt này, vẫn còn đang giả bộ oai phong dạo chơi ở trước mặt, "Tiểu Hinh Hinh, ở trong lồng che tiểu Hinh Hinh", hai mắt tỏa sáng, không nói hai lời, liền dương cánh muốn bay ra ngoài theo đám kim cương đẹp trai. Tô Thủy Kỳ sợ vẹt kim cương giã tính khó thuần, đến lúc đó bay loạn xạ, liền đưa tay muốn bắt được con súc sinh này không để cho nó chạy loạn, không ngờ nó quạt đuôi một cái làm cho mặt của Tô Thủy Kỳ đầy bụi không nói hai lời. Giống như con gái biết yêu, chạy theo bạn trai. Này, Tô Thủy Kỳ trở nên mất hồn kêu lên, cũng đã nhìn thấy con súc sinh mình nuôi, vỗ cánh bay theo 27 con vẹt. Anh lập tức lo lắng nói, mau đi ra xem con vật nhỏ kia một chút. Đừng bay theo vẹt lung tung. Trương Thục Giao nghe nói như vậy, cũng không nhịn được bật cười, nói cậu chủ Tô, anh đừng căng thẳng. Tiểu hình hình của chúng ta có thể đang chọn lựa như ý lang quân của nó. Ôi chao, cái này cần gì lựa chọn? Tô Linh tiếp lời, nhìn đường khả hinh, rất có thâm ý, cười nói con này là hảo hảo, con kia cũng là hảo hảo, dù chọn thế nào cũng vẫn chỉ có thể chọn hảo hảo. Tổng giám đốc Trang cũng thiệt là, một chút lựa chọn cũng không cho người khác, có lẽ con này gọi hảo hảo, con kia gọi lối lối, một con nữ gọi kỳ kỳ, đoán chừng cũng không phiền vái. Đường khả hinh nghe nói như vậy, cả khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng giống như trái cà chua. Tô Thủy Kỳ không nói nên lời, nhìn chị. Hôm nay tâm trạng của Thủ tướng rõ ràng vui vẻ, cũng tham gia cười nói, còn có một con gọi là Phong Phong. Không chừng cũng phát điên luôn. Phốc, ha ha ha, Tô Linh thật sự không nhịn được rồi, cả người đứng ở một bên, tay không nhịn được che miệng, cười thật vui vẻ, lần này toàn bộ mọi người cũng cười theo, Trương Thục Giao cùng tịnh kỳ cười đến không thốt nên lời, chỉ có đường khả hình đỏ bừng cả khuôn mặt, không thốt nên lời, cô lập tức ngẩng đầu lên, nhìn người này một chút, nhìn người kia một chút, liền cảm thấy lúng túng xoay người, nhanh chóng đi lên lầu. Tô Thủy Kỳ cảm giác bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng đường khả hình gấp gáp chạy đi, chỉ đành im lặng lẽ bật cười. Trang hạo nhiên đáng chết, thật sự dày vò chết người. Đường khả hình tức giận đến khuôn mặt ửng hồng, đi qua hành lang thật dài, phịch một tiếng đẩy cửa phòng ra, không nói hai lời liền đóng cửa lại, xài bước đi tới bên bàn đọc sách, cạch một tiếng, đẩy hai cánh cửa sổ hoa văn sợi ra, lập tức bị mấy con chim xông thẳng vào mình, cô thét chói tai một tiếng, hoảng sợ đến mặt hoa biến sắc, trợn to hai mắt, nhìn 27 con vẹt này, bay rào 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 qua trước hai cửa sổ phòng mình, khàn giọng kêu to, hảo hảo. Con, tiểu hình hình, cũng rất khoái trá vô cánh bay theo 27 con vẹt, dưới ánh đèn trong rừng trúc xanh Biết đang lúc nóng lòng bay loạt, đường khả hình vẫn còn chưa hoàn hồn, thở dốc. Kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn 27 con vẹt vẫn còn đang tự nhiên bay lượn trên bầu trời tối tăm, không khỏi nhớ tới, cái đêm trước đó mình tới nhà thủ tướng, chàng Hạo Nhiên ngồi ở xe cách vài con phố, cùng mình đi tới trước phủ thủ tướng, cô gần như có thể nhìn thấy trong cửa sổ xe màu đen, có đôi mắt lo lắng vội vàng đang gắt gao nhìn mình. Cô nhớ tới đôi mắt kia, trong lòng chậm rãi ấm áp, vẻ mặt hơi thu lại, ngẩng đầu lên nhìn 27 con vẹt này, vẻ mặt vẫn rất oai phong bay trên không trung, cô không nhịn được bật cười, đôi tay vịn nhẹ lên song cửa sổ, hai mắt dịu dàng lóe ra một chút rất vội vàng, nhìn rừng chúc lay động phía trước không nhịn được nhớ lại người nọ ngồi ở ghế tổng giám đốc trong phòng họp ngàn người hai tròng mắt hấp dẫn lóe ra ánh sáng mãnh liệt sắc bén nhìn về phía mọi người nhắc tới kế hoạch nào đó thì chậm rãi phát ra ngàn vạn khí thế rung động tất cả mọi người mà cuộc thi đấu rượu đỏ lần này anh là một trong giám khảo chính lúc chuyên gia hầu rượu thi đấu lần nữa ngồi ở trước mặt của mình giữ thái độ công bằng vô tư nhất vì cả đời của mình cố gắng chấm điểm trang hạo nhiên Đến ngày đó, anh tuyệt đối không thể ở trước mặt vận mạng, xuống tay lưu tình với em. Em chấp nhận cùng anh trải qua mưa gió, nhưng ở trước mặt rượu đỏ, chúng ta cũng nên giữ chặt thái độ công bằng nhất, nghiêm túc nhất, bởi vì, cũng bởi vì nó, thành tựu của em có một chút hương hoa, thành tựu của em với tình yêu anh cả đời. Cô gái này, hai mắt lập tức rưng rưng, giống như nhìn thấy người đàn ông kia nơi xa, cả đời gánh vác sức nặng yêu và trách nhiệm, đứng ở đỉnh núi khác, dịu dàng nhìn mình, khẽ mỉm cười cô cũng cười nước mắt chảy xuống giống như linh hồn nghẹn ngào gọi ra anh chờ em một chút anh chờ em một chút em sẽ từng chút từng chút lên núi cùng anh nơi xa người đàn ông yêu quý đó giống như nghe được tiếng gọi lại nhìn cô khẽ mỉm cười một cơn gió giá rét thổi tới không khí mùa thu càng nồng đậm giống như mùa bọn họ quen biết nhau mưa phùn bồng bềnh giả dích bay đến ướt đẫm đường lớn rừng phong đỏ thật dịu dàng uyển chuyển phía trước hai người chống cây dù trong suốt, trò chuyện vui vẻ đi về phía trước, thỉnh thoảng dừng ở trước quầy hàng kiwi, ánh mắt giữ lại một chút tình yêu, cũng giống như trở thành một chút huyền thoại. 27 con vẹt vẫn còn đang rất khoái trá bay trên cao, cuối cùng dẫn tiểu hình hình tiếp tục bay nhanh ra ngoài rừng núi. Sắp ra khỏi phạm vi lưới điện thì hai bóng đen giống như bóng ma, lập tức kéo rộng lưới điện, một phát bắt bọn chúng lại, không cho phép bọn chúng bay ra khỏi phạm vi bảo vệ của Thủ tướng, để tránh nguy hiểm. Tiểu hình hình bởi vì quen thuộc đường đi trong phủ thủ tướng, liền dẫn vẹt kim cương bay trở về. Mưa phùn giả dích bay tới, vang lên tiếng nhỏ giọt vào bụi cỏ bên ngoài lưới điện, cũng không có ai phát hiện, có một bóng đen, đôi mắt lóe lên quỷ dị, liếc vào bên trong, nó đang nấp ở giữa cành lá, sắc bén nhìn chằm chằm vào 20 con vẹt kim cương, đưa mắt nhìn thật lâu thật lâu, ở trong bụi cây, lập tức vỗ cánh bay đi, trong phút chốc liền thoát ra giữa rừng núi, lại bí ẩn bay về phía trước mưa gió càng lúc càng lớn, đong đưa cả thế giới bóng tối. Không biết bay bao lâu, rốt cuộc cú mèo rừng ở trước một căn nhà nhỏ tại ngõ hẻm nào đó thì cửa sổ thật chặt là lối vào căn phòng ngầm dưới đất nào đó, đã từng là hầm trú ẩn dưới đất bao nhiêu năm trước, bên trong ẩm ướt, hiện đầy mùi thúi, sắc lạnh cô gái rất lạnh lẽo đứng ở một trong bóng tối, ngượn một chút ánh sáng yếu ớt, nhìn thân thể hôn mê co rúc trên đất, hai mắt lóe ra ánh sáng tàn nhẫn, khẽ mỉm cười thi đấu chuyên gia hầu rượu sắp bắt đầu, người của chúng ta đã đi tìm Lưu Nhã Tuệ rồi, chúng ta đối phó người này như thế nào, có người ở trong bóng tối, hỏi một câu. Hai tròng mắt cô ta lóe ra ánh sáng mãnh liệt, nhìn cô gái hôn mê trên đất, thật lâu thật lâu, mới sâu kín cười nói, làm con tin, nếu muốn đạt hiệu quả uy hiếp, nhất định cần xảy ra chuyện chấn động. Ví dụ như dùng máy khoan điện, khoan qua mặt cô ta, để cho cô ta chảy máu thịt be bét, như vậy. Tôi không tin, đường khả hình còn có thể tập trung toàn lực thi đấu. Lời này vừa nói ra, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện thật nhiều người, sắc mặt cùng âm trầm, nhìn cô gái thật thà, đơn giản co rúc trên đất. chương 1059, đòi lại. Trong bóng tối, một cái máy khoan điện nhanh chóng chuyển động, phá vỡ không khí bí ẩn và quỷ dị xung quanh. Trong bóng tối một người lạnh lùng dơ máy khoan điện, sắc mặt nặng nề, nghe âm thanh bén nhọn máy khoan điện, hai mắt lóe ra tàn nhẫn, nhìn chừng chừng bóng dáng hôn mê do rúc vào trên đất, giống như đang ở trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy bắp chân mảnh khảnh trắng nõn của cô, dừng ở trên đất lạnh như băng, giống như, chỉ là giống như nhìn thấy máy khoan điện chui vào trong mặt của cô, cảnh tượng máu thịt be bét, nghĩ tới trong lòng cũng đầy hưng phấn. Chậm rãi, chậm rãi. Trong bóng tối, anh ta giơ máy khoan điện, sắc mặt âm trầm lạnh lùng, từng bước từng bước đi về phía thân thể co rút. Còn con chim cú mèo kia, hai mắt sâu lạnh nhìn chầm chầm vào cảnh tượng đó, giống như khát máu, vẻ mặt cũng lộ ra tàn nhẫn, quỷ dị, giống như sáng sớm đã mong đợi cảnh tượng này xảy ra, đợi máu thịt be bét để nó đập cánh bay tới ăn khối thịt này. Ánh mắt của nó càng chừng càng lớn, càng trừng càng lớn, lớn đến nổi giống như con người có thể chứa đựng bóng tối cả thế giới. Một khung cảnh khác trong bóng tối, có thể rõ ràng nghe được âm thanh ngón tay gõ trên bàn phím máy vi tính. Mỹ Linh và Thanh Bình cùng ngồi ở trước máy vi tính trong phòng theo dõi, ngón tay không ngừng hoạt động, sắc mặt ngưng trọng, bị ánh sáng lúc tối lúc sáng trong màn hình máy tính phản chiếu, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của bọn họ, cao mày thông qua ánh mắt chim cú mèo, nhìn thấy một bóng dáng có rúc trong bóng tối, thậm chí Mỹ Linh nhìn có chút khó khăn, lại có thứ gì gõ vào cái ót nói, tại sao tôi cảm giác bóng đen này có chút quen thuộc. Thanh Bình quay mặt sang nhìn Mỹ Linh, cũng hơi kinh ngạc nói, cô cảm thấy bóng dáng mà đối phương sắc khoan có chút quen thuộc. Ai vậy, gần đây cũng không nghe ai nói, người của chúng ta có ai bị bắt hoặc bị uy hiếp. Đường tiểu thư cũng yên ổn trong phủ thủ tướng. Mỹ Linh cau mày thật chặt, không khỏi nhìn lại bóng dáng co giúp trong màn hình, bất đắc dĩ cú mèo có chứa camera khí, cũng không có ánh sáng cực tím, cho nên cũng không nhìn thấy rõ. Một bóng người màu tím bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng hai người bọn họ, làm cho hai người giật mình, Thanh Bình xoay người nhìn Điệp Y, tay đè ngực, thở dốc, la hoảng lên, cô hù chết chúng tôi, mỗi lần xuất hiện đều không lên tiếng. Hù chết người đấy. Điệp Y không lên tiếng, mặc áo thun ba lỗ màu đen, váy dài màu tím, chấp hai con người màu tím, lạnh lùng nhìn chăm chú bóng dáng co giúp trong màn hình, nhớ tới ngày đó ở bệnh viện, nghe Trang Hạo Nhiên căn dặn, theo dõi con chim cú mèo kia cho đến nóc nhà. Lúc cố ý lộ ra tin tức hành tung thì thổi camera mini khí vào viền mắt con cú mèo, để theo dõi hành động của giả hành nhân, chim cú mèo này giống như linh thú lợi hại nhất đứng đầu trong đám thú, đến mức dối giết cho rằng chỗ của giả hành nhân hết sức kín đáo. Thanh Bình ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn nửa khuôn mặt điệp y lạnh băng, hai tròng mắt sinh động cứng lại, nhìn chăm chú về phía màn hình thì giống như có chút tỉ mỉ nghiên cứu, liền ngạc nhiên hỏi có phải cô cũng thấy bóng dáng này, có chút quen thuộc hay không? Mỹ Linh nghe nói như vậy, ánh mắt cũng sáng lên, nhìn điệp y căng thẳng nói, đúng không? cô cũng cảm thấy quen thuộc đúng không? Hai mắt điệp y lóe lên, nhìn chăm chú bóng dáng có rúc trên đất trong bóng tối, nhìn người trong bóng tối dùng máy khoan điện đã từ từ đến gần bóng dáng kia, mượn một chút ánh sáng đỏ trên máy khoan điện, cô lại cau mày, muốn mượn hai mắt sắc bén của mình, nhìn rõ bóng dáng kia, bất đắc dĩ thực sự quá tối, nhưng cả người cô phát một hơi thở mãnh liệt, trong nháy mắt vươn tay, cúi xuống nhấn một cái vào đầu camera hiệu ứng chói mắt. Cô làm gì vậy? Thanh Bình thốt lên một tiếng, Nhìn hình ảnh trong màn hình lập tức dập tắt, cô vừa nóng vừa giận kêu lên, cái này phải bao nhiêu khổ cực mới tìm được một con súc sinh thổi vào camera. Tại sao phải chặt đứt nguồn gốc tin tức? Vèo, cú mèo lập tức đau đến kêu lên một tiếng, vô cánh giống như phát điên, bắt đầu quỷ dị kêu loạn, bay loạn, xông loạn, thậm chí vô cánh bay đến trên mặt người cầm máy khoan điện, dùng cánh sắc bén, quét qua mặt của anh ta, anh ta kêu ahát một tiếng, máy khoan điện trong tay bột một tiếng rớt trên mặt đất một tia lửa điện bắn lên, mũi khoan lập tức bốc cháy, khói bay ra. Mọi người ngạc nhiên quay đầu, nhìn con cú mèo. Con cú mèo giống như đã phát điên, bay loạn khắp nơi, làm cho người trong phòng tối cảm thấy rất ngờ vực lui về phía sau. Tất cả đều ngạc nhiên tại sao nó nổi điên, trong bóng tối, hai người nhanh chóng như mũi tên, vươn tay sắp bắt được nó. Bất đắc dĩ động tác của con súc sinh này lại nhạy bén bay vọt về phía trước, sau khi cả người tông lung tung từng trận vào trên tường, rồi vỗ cánh bay thẳng ra ngoài, không nghe theo chỉ huy nữa Suốt cuộc có chuyện gì cô gái đứng ở trong bóng tối nhìn con chim cú mèo kia tức giận gào lớn tất cả mọi người không hiểu có hai giả dạ hành nhân chuyên phụ trách huấn luyện cú mèo nhanh chóng đuổi theo con cú mèo tra xét thiết bị truy tìm trên thân thể nó có xảy ra vấn đề gì hay không xử lý cô ta thế nào lại một người trong bóng tối đi về phía cô ta hỏi nhanh cô ta lạnh lẽo quay mặt sang chăm chú nhìn người co giúp trên đất thật lâu thật lâu sau, rốt cuộc chậm rãi mở môi mỏng, nói tìm thời điểm tốt. Mới chừng trị cô ta tiếp, ý tứ của ông chủ là, nếu để cho đối phương nếm thử một chút cảnh tượng máu thịt be bét, chỉ có loại cảnh tượng này mới có thể dễ dàng làm cho đối phương tức giận. Chúng ta nhất định phải làm cho người bọn họ biến thành như chúng ta, như vậy chúng ta mới xuống tay ở trong bóng tối. Mọi người hiểu rõ, chuyện này giải quyết trước trận đấu, tuyệt đối không thể để cho đường khả hình tham gia thi đấu đúng hạn. Cô ta nói xong, cũng đã sắc bén xoay người, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, còn sót lại thân thể hôn mê có giúp ở trong bóng tối. Cửa phòng bệnh chợt mở ra. Khuôn mặt điệp y lạnh băng nhanh chóng đi ra phòng bệnh, sau đó đi tới phòng bệnh phía trước, trên mặt cô lạnh như băng xương, vội vàng hiếm thấy, đi qua bên cạnh mấy y tá, bước chân lướt nhanh giống như bóng ma. Hai y tá đang cầm khay lập tức một chút rét lạnh, xoay người ngạc nhiên nhìn điệp y, điệp y lạnh lùng không nói lời nào, mắt nhìn thấy phòng bệnh của lãnh mặc hàn đang ở phía trước cô càng bước nhanh đi tới phía trước lãnh mặc hàn bình tĩnh nằm ở giường bệnh hai mắt sắc bén lập tức mở ra cả người ngồi dậy nhìn chòng chọc cánh cửa kia quả nhiên ầm cửa phòng bị mở ra điệp y nhanh chóng đi tới nhìn lãnh mặc hàn nói ngay tiểu nhu đã xảy ra chuyện ánh mắt của lãnh mặc hàn nhíu lại không thể tin nổi nhìn cô nói cô nói cái gì điệp y lập tức giống như người máy giọng nói giống như máy móc, nói Tiểu Nhu đã xảy ra chuyện. Cô ấy bị đối phương bắt, sau đó giam ở căn phòng nhỏ, lúc này đang muốn dùng máy khoan điện khoan mặt của cô ấy, dùng chuyện này kích thích đường Tiểu Thư thi đấu. Tôi nhanh chóng nhấn tắt camera khí chúng ta bắn vào, axit sẽ trong 12 giây, tự động hủy thiết bị kim loại, cho nên con cú mèo tạm thời bị xúc động, chỉ là thời gian có thể kéo dài không lâu. Rất có thể bây giờ cô ấy đã xảy ra chuyện. Lồng ngực lãnh mặc hàn như bộc phát tức giận, thuôn ra ngàn vạn khí thế giống như lũ lụt thú dữ, ngẩng đầu lên nhìn Điệp Y, trong nháy mắt, hai mắt bắn ra ánh sáng đáng sợ không thể tưởng tượng nổi, giống như lập tức có thể tàn nhẫn giải quyết tất cả sinh linh trên thế giới. Anh cắn chặt răng, khuôn mặt căng thẳng, tay nắm thành quyền vận ga giường trắng tinh vang khanh khách, quay mặt sang nhìn thế giới bóng tối phía ngoài cửa sổ, phát ra hơi thở thù hận giống như báo thù. Anh lập tức nhấc chăn trắng tinh, nhanh chóng đi xuống lầu, khuôn mặt căng thẳng, lạnh lẽo đi về phía trước. Mỹ Linh và Thanh Bình cùng xuất hiện, có chút vội vàng nhìn lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn không nói lời nào, hai mắt lóe ra ánh sáng như báo thù, tiếp tục đi về phía trước, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc bác sĩ và y tá, nhanh chóng đi tới trước phòng săn sóc đặc biệt của Huyền Thanh, đứng ở trước tường thủy tinh trong suốt, lúc này mới có chút đau lòng nhìn em gái bên trong tường hôm nay mới hơi tỉnh lại mấy giây, giờ phút này cũng đã chầm chầm nằm ở trên giường nệm trắng tinh, mang mặt nạ oxy, như hôn mê ngủ say. Anh vội vàng nhìn em gái, nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn thật thà hiền lành của Tiểu Nhu, lồng ngực anh phập phồng thở hổn hển, hai mắt vội vàng xoay tròn thật lâu thật lâu, rốt cuộc âm thanh nặng nề, khàn khàn đau lòng nói, rốt cuộc anh phải làm như thế nào mới có thể bỏ qua cho những linh hồn đáng chết. Anh trai không muốn lại giết người, bởi vì sợ thiếu món nợ này, phải khiến em gái trả giá. Trên thế giới này, nợ gì cũng có thể trả, chỉ có món nợ sinh mạng, không trả được. Anh nói xong, trên mặt đột nhiên lộ ra một chút đau lòng bị ép buộc, xuyên qua tường thủy tinh trong suốt, cuối cùng anh nhìn thấy khuôn mặt căm hận của mình, đôi tay dừng ở tường thủy tinh, càng nắm càng chặt, càng nắm càng chặt, dần dần, dần dần, cuối cùng anh chậm rãi mở ra môi mỏng, hơi thở run rẩy, lửa giận mút trời nói, Hách Dục Hải, món nợ này ông đã nợ tôi, tôi lại muốn cho ông xem một chút, nếu như tôi từ dưới ánh mặt trời đi vào trong bóng tối, rốt cuộc là ánh mắt của ai nhìn thấy linh hồn của đối phương trước? lão đại anh có căn dặn gì thanh bình và mỹ linh cùng gọi anh lãnh mặc hàn lập tức lạnh lùng quay mặt sang hai mắt mãnh liệt lóe lên sau một lúc ép buộc mình bình tĩnh xử lý vấn đề vội nói lập tức truy tìm địa điểm cuối cùng của con cú mèo nếu như bọn họ kiểm tra ra tình huống của con cú mèo khác thường khẳng định cần một chút thời gian khoảng thời gian này là thời gian tốt nhất chúng ta có thể cứu tiểu nhu động tác nhất định phải mau Mỹ Linh lập tức nói, chúng ta đã tra ra địa điểm, đang ở trong một căn phòng nhỏ phía tây ngoại ô. Lãnh Mặc Hàn lập tức gật đầu, sau khi hai mắt lóe lên, lại căn dặn điệp Y, cô lập tức dẫn người đến biệt thự của Như Mạt trên đỉnh núi. Mang đi càng nhiều người càng tốt. Tại sao? Thanh Bình ngạc nhiên nhìn Lãnh Mặc Hàn, hỏi, lúc này đi biệt thự của Như Mạt? Khuôn mặt Lãnh Mặc Hàn cứng ngắc, dừng lại một lát, mới nói tiếp, dựa theo kết quả hôm đó thuộc giao tra hỏi Như Mạt, tôi gần như khẳng định có thể, tất cả bí mật của Như Mạt đều ở trong ngôi biệt thự kia. Mà hách dục hải mặc kệ xuất phát từ lòng thương con hay suy tính giống như tôi, cũng rất có thể sẽ trở lại biệt thự kia. Chỗ đó, đã bị người quên lãng thật lâu, là nơi lẩn trốn thật tốt, lúc này đi qua, càng có thể làm cho bọn họ tập trung chú ý vào biệt thự. Có lợi cho chúng ta cứu tiểu nhu. Vâng, Mỹ Linh và Thanh Bình cùng đáp lời. Sắc mặt của lãnh mặc hàn lạnh lẽo, nhìn dáng vẻ em gái hôn mê nằm ở trên giường bệnh, anh hai mắt mãnh liệt lóe ra ánh sáng lạnh lùng như mũi tên, một lần nữa tuôn ra hơi thở báo thù, từng chữ từng chữ nói, hôm nay tôi muốn đòi lại hai món nợ này cùng một lần. chương 1060, ném. Bóng tối, đỉnh núi gió mang theo nước mưa điên cuồng quét tới, truyền đến âm thanh, o o, kỳ lạ. Biệt thự giống như ngôi nhà ma đứng ở trong mưa, càng ngày càng âm u, quỷ dị, rất nhiều loài chim ở trong biệt thự này, bay khắp nơi, mấy con cú mèo đột nhiên như mũi tên nhọn thoát ra, vây thật chặt con chim nào đó bay nhanh qua, cuối cùng tàn nhẫn xé thân thể của nó thành hai nửa, máu rơi ở trên nóc nhà, sau đó lại vô tình chia sẻ bữa ăn tối ngon lành. Từng tiếng kêu hoảng sợ tránh né, từ trên không trung máu tươi ướt đẫm chuyển đến. Bên trong biệt thự, một cánh cửa sổ đón gió va đập. Hai tròng mắt của ông ta lạnh lẽo, nét mặt căng cứng giống như thần chết, ngồi ở trên ghế salon đỏ thấm, nhìn vào LCD trước mặt, phát ra một bóng người tối đen, cùng giao dịch với nhau nhiều năm, còn chưa có gặp mặt thật của ông ta, chỉ nghe lời của ông ta, từ trong màn hình tinh thể lỏng lạnh lùng phát ra cuộc thi đấu rượu đỏ sắp bắt đầu, chai rượu đỏ đã tìm rất lâu nhưng vẫn không thấy. Nếu chai rượu đỏ này bị công bố ra ngoài, những người chúng ta cũng sẽ bị kéo xuống thuyền. Bao gồm cả ông. Ông lạnh lùng lắng nghe. Ông nhất định phải nghĩ hết biện pháp, tìm được chai rượu đỏ kia. Ở trong đó có cổ phần hoàn cầu dầu bằng một đất nước đến lúc đó khối bánh ngọt này không chỉ có tôi cũng có ông nắm chặt thời gian trong thời gian ngắn tôi sẽ phái người phối hợp trong ngoài với ông toàn lực phối hợp hành động của ông sắp bắt đầu bầu cử rồi thời gian của chúng ta không nhiều lắm nói xong màn hình chợt tắt ông ta vẫn lạnh lẽo nhìn màn hình tắt ngấm giống như không có việc gì xảy ra ông chủ ba nam ba nữ lập tức ở trong bóng tối nhìn ông ta xin phép ý kiến của ông ta ông ta vẫn ngồi im lặng, giống như đang nhớ đến thời gian nào đó, hai mắt sắc nhọn lóe lên, giống như đang đối thoại với linh hồn của mình, âm thanh âm u từ thân thể trong bóng tối phát ra. Năm đó sự kiện rượu đỏ, đã nói do đích thân một mình ông ta đưa vào oxy hóa trì, đầu độc chết tất cả thôn dân, bao gồm vợ của mình. Đến lúc đó tất cả đều là của mình, nhưng ông ta không những chẳng đạt được gì, còn bị chôn sống ở trong đất. Hiện tại, ông ta làm sao lại tùy ý tin tưởng lời nói của một người đã từng muốn giết mình. Rượu đỏ nhất định phải có bằng được, đến lúc đó, người ngồi hưởng ngư ông đắc lợi phải là mình. Khuôn mặt của ông ta tức giận, ngưng thần nặng nề suy nghĩ một chút, mới sâu kín nói, cuộc thi đấu lần này có thể là một trận đấu quyết định sống chết. Căn dặn Lâm Tử Linh, cứ tham gia thi đấu theo lẽ thường, nhất định phải kéo đường khả hình xuống. Tôi muốn bắt được cô ta, tự mình tra hỏi, bao gồm ở trước mặt cô ta, Chính tay đâm cha cô ta. Vâng, mọi người lên tiếng trả lời. Bắt lấy toàn bộ đám người quan trọng với đường khả hình cho tôi." Ông ta lại lạnh lẽo ra lệnh. "Hôm nay chúng ta đã nắm được một người bạn thân của cô ta." Trước mắt đang hôn mê, cô gái đứng ở trong bóng tối, nhìn ông ta vội nói. Khuôn mặt của ông ta hơi đông lạnh, phát ra khí thế tàn nhẫn, từng chữ từng chữ ra lệnh, mặc kệ hành hạ một người như thế nào, nhưng muốn ảnh hưởng một người khác chỉ có chết chóc mới có thể làm sạch sẽ rõ ràng. Chỉ có chết chóc mới có thể làm cho một người khác vào trong tâm khảm. Mòi trái tim của cô ta cho tôi, đưa cho con gái đường Chí Long. Tôi xem đến lúc đó cô ta làm sao thi đấu. Vào lúc này, nhất định phải bắt chặt thời gian tìm được bé mạt. Vâng, mọi người đáp lời. Một loạt tiếng bước chân, nhanh chóng chuyển đến. Ông ta nghiêng mặt nặng nề lắng nghe. Ông chủ, người của chúng ta phát hiện, phía trước đang có một đại đội người do cảnh sát mở đường đang nhanh chóng chạy lên núi có người nhanh chóng đi lên lầu báo cáo hai mắt của ông ta nhíu lại lập tức nghĩ đến thời gian gần đây mình ở nơi này khắp nơi muốn tìm kiếm chìa khóa tài sản cách xù của con gái và danh sách chứng minh quan chức tham nhũng nhưng cho dù ông ta tìm thế nào vẫn không có bất kỳ manh mối nhưng ông ta có một cảm giác mãnh liệt tất cả mọi thứ được giấu ở trong phòng này hai tròng mắt sắc nhọn của ông ta tiếp tục di động từ bình hoa hiện đầy mạng nhện cái bàn nhỏ bằng gỗ, rồi đến con hạt giấy xếp ngay ngắn treo trên cửa sổ sát đất. Ông ta chăm chú nhìn hạt giấy xếp ngay ngắn rũ xuống ở bệ cửa sổ, giống như là từng người gấp, dường như khi đó con gái có một chút hạnh phúc, bởi vì con hạt giấy nho nhỏ tỉ mỉ, nhìn qua đường gấp có chút dịu dàng, sắc mặt ông ta lạnh lùng, từng bước từng bước đi về phía hạt giấy. Mưa vẫn rơi giả dích. Cô gái đứng ở trong bóng tối, nhìn ông chủ đến gần hạt giấy, Bóng dáng lặng lẽ, cô ta cũng có vẻ hơi lo lắng nói, "Ông chủ, chúng ta phải rút lui hay phải đối mặt chiến đấu? Bọn họ sẽ tới." Ông ta im lặng không lên tiếng, đón mưa phùn bồng bềnh bên cửa sổ, hai tròng mắt sắc nhọn chăm chú nhìn một con hạc giấy trong đó, cuối cùng, cả linh hồn và thần kinh của ông ta toàn bộ căng lên, từ từ. Từ từ, vươn tay chạm vào một con hạc giấy, thậm chí nhẹ nhàng xé ra, chậm rãi từng chút từng chút mở ra. Càng mở, nhìn bên trong vẻ mặt càng nổi lên kích động. Chân núi Phương Di dẫn đám người trương thục giao và điệp y, nhanh chóng lái xe thể thao, nhắm đỉnh núi quanh co chạy tới, đèn xe chiếu sáng nước mưa bay tán loạn. Phương Di lái xe thể thao vượt lên đầu, càng đạp mạnh chân ga, cho xe lao đi như mũi tên, trương thục giao và điệp y nhanh chóng theo đến, theo phía sau so cả đội xe, toàn bộ nhanh chóng chạy lên núi. Điệp y lái chiếc xe thể thao Audi của cô, hai tay nắm chặt tay lái, hai con người màu tím nhìn biệt thự trên đỉnh núi đang ở trước mắt, cô không nói hai lời, càng đạp mạnh chân ga, để cho tiếng động cơ hoàn toàn vang lên, khởi động hai cánh xe, lập tức giống như con bướm bay lên, xẹt qua xe thể thao màu trắng của Phương Di, xông thẳng về phía biệt thự, lúc xe đang ở tốc độ 200 km giờ sắp xông vào rào chắn biệt thự thì cô cắn răng chân lập tức dậm thắng xe, xe chi một tiếng, dừng lại bên ngoài biệt thự, thân thể giống như quái thú tung người lên. Chân dậm thân cây thô ở bên cạnh, nhảy tới lầu chót biệt thự. Một con cú mèo vỗ cánh bay ảo ảo đến, hai mắt sắc bén chấp động, muốn quạt vào mặt của Điệp Y. Điệp Y lập tức tay bắt chặt con súc sinh này, cắn răng xé cả người nó ra, máu tươi rơi đầy đất, cô lại tung người một cái giống như ánh trăng, từ nóc nhà lưu loát xông vào cửa sổ sát đất tầng 2, vọt vào phòng khách, Trừng to mắt nhìn không gian không có một bóng người. Lúc này Phương Di và Trương Thục Giao cũng cầm súng trong tay nhanh chóng đi tới, nhìn Phương hướng xung quanh, híp mắt nói, chạy. Điệp y lại sắc bén nhìn hoàn cảnh xung quanh, hai con người màu tím của cô có thể nhìn thấy rõ không gian xung quanh hơn bất cứ ai. Cô nhìn thẳng ghế salon màu đỏ thấm hơi xuống lõm, cô lập tức đi tới, tay đè ở trên ghế salon, vẫn còn độ ấm, hai tròng mắt của cô lóe lên, không nói hai lời liền tung người ra cửa sổ, giống như tiên tử giáng trần, rơi xuống mặt đất, cứ như vậy, một mình như bóng ma sông vào trong bụi cỏ rừng rậm, truy tìm hách dục hải. Phương Di lập tức nâng súng máy hạng nặng, vừa căn dặn cấp dưới bao vây biệt thự tầng tầng lớp lớp, vừa bóp cò, nhìn Điệp Y đã ở đầu kia đỉnh núi vén lá cây, chạy đuổi theo, mặc dù cô bình thường gặp rất nhiều người tài, nhưng vẫn khó tránh khỏi nghi ngờ nói cô giống như không sợ gì. A, à, Trương Thục giao bóp cò, thở dốc, đi tới bên cửa sổ sát đất, nhìn Điệp Y càng ngày càng xa, rốt cuộc mới nói cô không dám tin tưởng phải không? Tôi cùng với đám người Mỹ Linh lúc mới quen biết cô ấy còn tưởng rằng cô ấy là người máy. Phương Di và Trương Thục Giao không nói thêm gì, cũng lập tức tung người nhảy ra cửa sổ, mở đen vòng, đuổi theo. Đoàn xe hơi màu đen xếp ngay ngắn, nhanh chóng di chuyển giống như ánh sáng, lúc dạng sáng chạy như bay trên đường cái, lãnh mặc hàn mặc quần áo màu đen, hai tay nắm chặt tay lái, hai mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, dậm chân ga, cho xe như mũi tên nhanh chóng lao đi, dựa theo hệ thống thông báo vị trí phương hướng của Tiểu Nhu, chỉ còn có 500 mét, anh lập tức xoay tay lái, tránh ra con đường nối thẳng hẻm nhỏ phòng ngầm dưới đất. Mười mấy chiếc xe thể thao cũng giống như rắn đi theo lãnh mặc hàn, vọt ra phố lớn ngõ nhỏ, bao vây tầng tầng căn phòng ở khoảng cách xa, lãnh mặc hàn một mình nhanh chóng đi xuống xe, đè nén thân thể đau đớn còn chưa khôi phục và đầu óc choáng váng, nhanh chóng cất bước muốn đi về phía trước. Mười mấy người áo đen, nhanh chóng đi theo sau lưng lãnh mặc hàn, cùng nhau trầm sắc mặt đi về phía trước, cho đến khi đi tới căn phòng bí mật tối đen gần 5 mét, tất cả bọn họ giống như người tàng hình, cùng nhau tung người lên, rồi biến mất ở trong màn đêm. Thanh Bình và Mỹ Linh nhanh chóng mở máy kiểm tra nhiệt năng ở cổ tay, truy tìm vị trí phòng ngầm dưới đất, lập tức thấy vị trí cách mặt đất 5 mét, ước chừng 10 người vây quanh một bóng dáng hôn mê. Bọn họ lập tức ngẩng đầu lên, đón mưa nhìn lãnh mặc hàn. Sắc mặt của lãnh mặc hàn lạnh lẽo, mặc cho nước mưa chút xuống khuôn mặt của anh đằng đằng sát khí, tay nắm chặt súng lục Desert Eagle nâng cấp, bóp cò, lập tức giống như mãnh thú chợt tiến vào trong căn phòng cũ nát. Phòng dưới đất, ba người đàn ông nhận được mệnh lệnh của ông chủ, lập tức moi tim cô gái đang hôn mê ra, chụp thành một sấp hình gửi đến cho Đường Khả Hinh, trong đó một đàn ông, vẻ mặt lộ ra tàn nhẫn, lập tức giơ năm ngón tay gắn móc câu thép, moi tim như thế nào, đây là bản lĩnh hàng đầu của tổ chức sát thủ bọn họ, nhìn người đàn ông này từng bước từng bước đi về phía Tiểu Nhu cảm giác lạnh run. Tiểu nhu cuốn rúc vào mặt đất, cuối cùng bởi vì tác dụng thuốc đã dần mất đi, cảm thấy một chút lạnh lẽo, cô nặng nề thở phì phò, rốt cuộc hơi di chuyển thân thể, tỉnh lại, vừa cuộn tròn hai chân, vừa đầu óc nặng nề chậm rãi hai tay chống người ngồi dậy, mở mắt ra, lập tức nhìn thấy cổ tay của một người đàn ông đang lóe một chút ánh sáng quỷ dị, giờ móng vuốt sắc nhọn giống như móc câu, đang muốn tàn nhẫn vổ vào mình, cô thét chói tai một tiếng, cả người hoảng sợ đến mức tê liệt tim phổi, khóc lớn, kêu to vào tới bên tường sắc mặt trắng bệch ngón tay nắm chặt mặt tường hô to cứu mạng một bóng dáng màu đen chợt phóng đến lãnh mặc hàn giống như dã thú tung người ra đôi tay lập tức vặn cổ của hai người đàn ông điên cuồng hét lên một tiếng tức giận trực tiếp vặn gãy cổ lại nhìn thấy một người đàn ông tay mang móc câu thép tung người đến ánh mắt sắc bén của anh lóe lên lúc móc câu bay về phía mặt mình tay của anh lập tức giống như móng vuốt chim ưng rũi thẳng ra quắp chặt cánh tay anh ta lại lấy khi thế dũng mãnh, sau khi giống giật, trực tiếp vặn cánh tay của đàn ông, rắc một tiếng gảy lìa, một cái quả đấm đập thẳng tới lồng ngực của anh ta. Bốp một tiếng vang dội các cơ quan nội tạng L, kể cả xương sườn trực tiếp vỡ nát, chết người. Tiểu nhu đâu, Mỹ Linh đứng ở một bên, căng thẳng nhìn khung cảnh tối đen xung quanh. Thanh Bình cũng lập tức giơ ánh đèn trên cánh tay của mình, chiếu sáng xung quanh căn phòng, ngạc nhiên sợ hãi kêu, kỳ lạ mới vừa rồi còn nghe được tiếng kêu của cô ấy ở trong phòng này. Nói xong, mười mấy người áo đen cũng dối rít đi vào căn phòng bí mật, khẩn cấp thông báo nói, xung quanh không có phát hiện người chạy trốn. Lãnh mặc hàn thở hồn hển, xài bước đi tới bức tường trước mặt, đôi tay đặt mạnh trên mặt tường, lập tức cảm thấy bên trong có hồi âm, hai mắt của anh lóe lên, lập tức cảm thấy tức giận điên cuồng hét lên, nắm chặt quả đấm, đấm mạnh vào bức tường. Xung quanh bức tường bị quả đấm như nặng ngàn cân nện vào, mới bắt đầu vỡ vụn, bụi tường rơi xuống. A, à, Lãnh Mặc Hàn nghĩ tới an nguy của Tiểu Nhu, không chú ý đến thân thể bị thương, mặc cho đỉnh đầu và lồng ngực đầm đìa máu tươi, nhưng vẫn nắm chặt quả đấm, mạnh mẽ đấm mạnh vào bức tường kia, ầm một tiếng, tất cả viên gạch vỡ vụn vào bên trong, mấy người áo đen lại bưng một cái bàn bên trong phòng, đập tới phía trước một cái, quả nhiên bên trong có một đường hầm. Lãnh Mặc Hàn vừa nhìn lập tức xông thẳng vào bên trong. Mỹ Linh và Thanh Bình cũng dẫn mọi người thẳng đi vào theo. Con đường bí mật thật dài quanh co, còn vang dội tiếng kêu la và khóc thật lâu. Mấy dạ hành nhân nghe tiếng khóc kinh sợ của Tiểu Nhu xông thẳng ra bên ngoài đường bí mật. Buông tôi ra, Tiểu Nhu khóc thét, sợ hãi bị hai người lôi kéo, kêu khóc giấy ruộng thân thể. Một cô gái trong đó thấy Tiểu Nhu như vậy, lập tức vung bàn tay nhắm ngay cái ót cô bổ mạnh tới, Tiểu Nhu kêu lên một tiếng, lập tức mắt nhắm lại cả người ngất xỉu té xuống một nam giả dạ hành nhân tiếp được cô trực tiếp phát cô lên nhanh chóng vọt thẳng ra bên ngoài mắt nhìn thấy sắp đi tới cuối con đường bí mật bọn họ lập tức xông thẳng ra ngoài nhìn bên ngoài chính là bên bờ biển mênh mông một người trong đó lập tức chụp được hình ảnh đồng bạn đem tiểu nhu bỏ vào trong bao bố một cô gái trong đó lại buộc chặt bao bố cầm một đầu sợi dây dài buộc chặt trực tiếp không chút lưu tình ném bao bố chứa thân thể tiểu nhu xuống dưới biển uhm một tiếng, bao bố trực tiếp rơi vào trong sóng biển. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 1060.